Hào môn tranh đấu một, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 926, điều tra. Thẩm quân dụ quay đầu, trầm mặc nhìn về phía tưởng thiên lỗi, sâu xa nói, tôi đã điều tra cô ấy hai tháng nay, vừa lúc mới bắt đầu, chỉ là thử một lần, lại không nghĩ đến, có thể làm cho tôi điều tra ra nhiều thứ như vậy. Tưởng thiên lỗi sắc mặt lãnh đạm, lưu chuyển hai tròng mắt, chậm rãi nhìn văn kiệt, tư liệu chứng minh, như mặt là hợp tác với tần vĩ nghiệp như thế nào. Trong sự nghiệp từ thiện, làm thế nào tham ô công quỹ, thậm chí giả công văn, lúc phát sinh nhiều lần thiên tai, đều hư báo tình tiết vụ án, tham lam độc chiếm khoản hỗ trợ thiên tai. Hai trong mắt anh lưu chuyển, khuôn mặt siết lại, tập trung một tia cảm xúc kỳ quái. Thong thả lật nhìn trang tiếp theo của phần văn kiện. Giữa văn kiện đính kèm một tấm hình, là ảnh chụp như mặt ngồi một mình giữa một phòng ăn, cùng một quan chức nào đó gặp mặt, giữa mặt bàn đặt vài phần văn kiện, bên trong cho thấy cô cùng với quan chức chống thiên tai, Đàm phán về vấn đề tham ô, thông qua việc giả tạo văn thư, cùng với hư báo tình tiết vụ án, tầng tầng lớp lớp đem các khoản tiền quyên góp từ thiện, độc chiếm gửi vào tài khoản ngân hàng của mình, mặt trên còn có tư liệu ghi chú rõ tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ của Như Mạt, đạt tới gần 23 tỷ tiền vốn. Một trận phẫn nộ bừng bừng dâng lên. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi lập tức lạnh lẽo, hai tròng mắt lóe ra, lật lại xem phía dưới văn kiện, ở giữa có tư liệu hạng mục về sự hợp tác của cô và rất nhiều quan chức hình ảnh, ghi âm, bao gồm sau khi ly hôn với Tần Vĩ Nghiệp, thỉnh thoảng gặp mặt, đều đàm luận công việc liên quan đến quyên góp từ thiện, thậm chí còn dưới sự cầu xin của dì Tần, cô có vài buổi tối, còn nằm trên giường của Tần Vĩ Nghiệp, vượt qua đêm dài rằng rạc. Đôi mắt anh kịch liệt run run, trong đầu không tự chủ nhớ tới, cái đêm mưa rền gió dữ kia, chính mình phẫn nộ lúc nhìn thấy như mặt bị cưỡng hiếp, suy nghĩ một chút lúc đó, liền tức giận và buồn cười. Anh cấp tốc lại lật văn kiện xem, thậm chí nhìn thấy khoảnh khắc như mặt cùng tần vĩ nghiệp ở song cửa đóng chặt, bộc lộ ánh nhìn ái muội toàn bộ thế giới của anh đều hỗn độn lủi đến vô số những mùi vị phẫn nộ. Văn kiện lại được lật thêm một tờ. Giữa văn kiện hiện ra tài khoản tiền vốn ngân hàng của tần như mặt, mỗi một khoảng thời gian, liền sẽ bí mật lợi dụng tài khoản của người khác, chuyển tới tay một người khác. Tưởng thiên lỗi lưu chuyển ánh mắt, đang tức giận lại bộc vài phần nghi hoặc, nhìn mặt trên tên và số tài khoản, số tiền lên đến hơn 10 tỷ, cau mày. Thẩm quân dụ nhìn về phía tưởng thiên lỗi lại giải thích nói, như mà tiểu thư ở mỗi giai đoạn, nhất là lúc trong nước xảy ra thiên tai, tham ô được tiền quyên góp, đều sẽ ở mỗi giai đoạn ấy, chuyển đến tài khoản của một vài người ở một nơi nào đó. Tôi lúc đó cũng rất nghi hoặc, vì điều tra chuyện này, dò hỏi từ văn văn, vậy mà phát hiện, những người được chuyển tiền vào tài khoản, ở mỗi một thời kỳ, đều sẽ chúng độc chết một cách kỳ lạ. Audio điện tử võ tấn bền Tưởng thiên lỗi cắn răng, hai tròng mắt lóe ra, không thể tin nổi nhìn về phía thẩm quân dụ. Thẩm quân dụ tiếp tục nhìn tưởng thiên lỗi, chính mình cũng thập phần nghi ngờ nói, tôi thực sự không có cách nào nghĩ rằng, nhưng mà tiểu thư cư nhiên lại cùng với chuyện một vài người chết có liên quan, thế nhưng tôi đến nơi, cư nhiên từ con đường tối tăm, nghe thấy một tin tức đáng sợ, nhưng tin tức này là lúc tôi trên đường trở về, mới thu được. Một chiếc Rolls Royce màu đen, đã thong thả lái vào bãi đỗ xe, rất nhiều những chiếc xe của vệ sĩ cũng đã lái tới theo, tại nơi tối tăm mà hoang vắng này, sáng lên ánh đèn màu trắng. Tưởng thiên lối cứ như vậy nương theo bóng mở trên xe, lại lạnh lùng nhìn về phía thẩm quân dụ. Thẩm quân dụ cũng nở ra, nhìn về phía tưởng thiên lối, nói tôi nghe thấy một vài bí mật của tổ chức hắc đạo, nói có liên quan đến kẻ đứng đầu trong tập đoàn sát thủ tàn nhẫn nhất nước Mỹ, ở tại huyện Từ Văn này. Tưởng thiên lỗi lập tức chấp lóe, nhìn anh ta thẩm quân dụ không chút che giấu suy đoán của mình yếu ớt nói thế giới này vốn sẽ không có chuyện trùng hợp như thế điều tra chính là đem tài tình kết hợp lại cùng một chỗ mới có thể phát hiện ra chuyện thú vị mà hành vi của như mà tiểu thư quái dị đến mức khiến cho tôi cảm thấy có lẽ cô ấy chính là một người của tập đoàn sát thủ này về phần thân phận của cô ấy là như thế nào tôi vẫn còn chưa rõ lắm mặc dù tất cả mọi chuyện vẫn còn ấn dấu thế nhưng có chuyện khiến tôi cảm thấy thập phần khiếp sợ kép chấm 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 ngoặc kép tưởng thiên lỗi nặng nề thở dốc hai tròng mắt sắc bén lóe lên nhìn thẩm quân dụ thẩm quân dụ quay mặt sang sâu xa nhìn về phía tưởng thiên lỗi dừng lại một lúc cuối cùng mới mở miệng nói khả hình tiểu thư bị hoa hồng đâm chúng độc ong chính là từ một thôn trang nào đó của huyện tử văn ong độc nổi tiếng nhất lấy ra nọc độc điều phối mà thành mà tài khoản của mấy người nhận tiền từ như mà tiểu thư cũng đồng thời bị chúng nọc ong này không hiểu sao bỗng tử vong, chính phủ từng vì chuyện này mà muốn lên tiếng điều tra, nhưng đến cuối cùng lại im hơi lặng tiếng. Tưởng thiên lỗi trầm mặc một lúc lâu, ép buộc bản thân bình tĩnh tiếp tục lật xem văn kiệt, nhìn thấy một tấm hình là ảnh chụp một cửa hàng bán hoa nào đó, ánh mắt anh nhíu lại, tầm nhìn rơi vào một góc nào đó trong ảnh chụp bình thường này, có bóng dáng một cô gái sáng màu, mặc áo khoác màu xám, đeo kính dâm, hai tay đút túi áo khoác, đứng trong đám người, lạnh lùng chăm chú nhìn bên này. Thẩm Quân Dụ vươn tay, chỉ cô gái giữa ảnh chụp, tiếp tục yếu ớt nói: "Tấm hình này là lúc tôi đi chuẩn bị hoa hồng tặng cho Đường tiểu thư trong cửa hàng bán hoa, thông qua phương pháp ghi hình, lúc đó tôi vẫn thấy quái lạ, cô gái trong tấm hình này, thần sắc hết sức không đúng, tôi vô thức chỉnh lớn hình ảnh cô ấy, thấy rõ mặt cô ấy, phát hiện cô ấy chính là nữ thư ký trước đây của Tần Vĩ Nghiệp." Tưởng Thiên lỗi nheo mắt, nhìn về phía cô gái này. Thẩm Quân Dụ hai mắt lóe lên, sau khi do dự vài phần, vẫn hướng về tưởng thiên lỗi báo cáo lại, không lâu sau đó, tôi thấy khó hiểu chuyện này, liền âm thầm điều tra những vấn đề liên quan đến nữ thư ký này, phát hiện sau khi cô ấy bị cách chức, cư nhiên thần bí biến mất, lại ngoài ý muốn biết được, cô ấy gia nhập vào tập đoàn sát thủ, tôi liền suy nghĩ, đây có phải là chuyện đã được lên kế hoạch từ trước hay không, thời điểm vén toàn bộ chuyện này lên, chuyện kế tiếp, liền càng lúc càng thú vị. Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, lại nhanh chóng lật xem một tờ văn kiệt, nhìn thấy thẩm quân dụ cư nhiên điều tra người nhà họ Tần, phát hiện Tần Vĩ Nghiệp vốn dĩ ở bao nhiêu năm về trước, kỳ thực đã từng cưỡng hiếp một nữ giúp việc trong nhà, chứng minh anh ta đã từng có tinh lực, trái tim lập tức như bị chặn lại hơi thở kịch liệt, không thể tin nổi, sâu xa nói, ý của cậu là nói. Tinh lực của Tần Vĩ Nghiệp là về sau không có. Thẩm quân dụ lại sâu xa nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nhanh chóng nói chuyện này là sau này tôi đe dọa tra xét từ một quản gia đã về hưu của tần gia, hắn nói cho tôi biết, tần thiếu gia chính là lúc tiểu thư 18 tuổi tiến hành lễ thành nhân, không hiểu sao lại vì bị bệnh thương hàn, sau khi dùng qua rất nhiều loại thuốc, liền mất đi tinh lực, vì chuyện này, tần gia còn khiến cho gia đình của các bác sĩ, thân bại danh liệt. Tôi về sau tìm được một gia đình bác sĩ của tần gia, hắn lại kịch liệt phẫn nộ nói, đây là cùng nhau âm mưu. Hai tròng mắt tưởng thiên lỗi lóe lên, lồng ngực bắt đầu kịch liệt phập phồng không bình thường, trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ lúc đó thiện lương của như mạt, ngón tay vô ý siết chặt trang giấy. Thẩm quân dụ lại nhanh chóng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói, lần này tôi cùng với lãnh phó tổng điều tra, cư nhiên đồng thời phát hiện, viện trưởng bệnh viện chúng ta lại là một thành viên của tổ chức giả hành. Từng ở trong đêm lúc đường tiểu thư bị giao đâm, hắn bí mật xuất hiện trong đêm rông tố đó. Tưởng thiên lỗi khiếp sợ quay đầu, nhìn thẩm quân dụ, cả người dâng lên một cỗ lửa giận hừng hực, nhớ ra đường khả hình phía sau lưng bị dao đâm, anh khẽ cắn răng gần từng chữ một nói, ý của cậu là nói. Viện trưởng cư nhiên chính là hung thủ đêm hôm đó đâm bị thương khả hình. Thẩm quân dụ nhanh chóng gật đầu, thậm chí còn nói, hơn nữa, tôi vẫn luôn có một nghi ngờ, nhớ lại đêm đó như mà tiểu thư phát bệnh tim, cũng thật sự là trùng hợp. Vừa vặn chính là lúc khả hình bị đâm, bệnh tim của cô ấy liền tái phát càng lúc càng nghiêm trọng, thậm chí còn tình cờ lúc tô thiếu ra không có ở bệnh viện, tất cả những chuyện này, tôi cảm thấy chính là cùng nhau âm mưu. Một lòng muốn moi tim đường tiểu thư. Tưởng thiên lỗi trong nháy mắt ngửa mặt, hai tròng mắt lóe lên cái nhìn sắc bén đầy phẫn nộ, nhìn về phía bãi đỗ xe bên này được đèn xe chiếu rọi, khắp nơi ẩn giấu những bóng ma âm thầm lặng lẽ, toàn bộ thế giới đều bị đảo lộn, đều bị quay cuồng, lồng ngực anh càng lúc càng phập phồng bất bình, càng lúc càng khó thở, tay nắm chặt văn kiện, xoạt xoạt tiếng giấy bị vo thành một cục vang lên, trên mặt run run thoáng qua một tia giận dữ đầy sát khí, cái loại bị bớn cợt, bị lừa gạt, bị phản bội, tất cả hình thành từng đường vết thương lạnh buốt. Cắt sâu thật đau đớn. Thẩm quân dụ cũng ý thức được cơn giận dữ của tưởng thiên lỗi, lập tức không dám lên tiếng, trầm lãnh nhìn anh. Tưởng thiên lỗi từ từ kiềm chế hơi thở nặng nề, hai tròng mắt lóe lên, mới chậm rãi buông văn kiện nắm chặt trong tay ra, gân xanh lập tức lại biến mất, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng giấy lên từng cơn lửa giận kịch liệt, anh yếu ớt mở cửa xe, muốn một mình cất bước đi ra khỏi chiếc xe. Tổng giám đốc, chấm than ngoặc kép, thẩm quân dụ trong nháy mắt ngăn cản anh lại, vẫn có chút lo lắng nói, anh xác định, muốn một thân một mình đi lên sao. Mặc dù tôi không thể điều tra ra thân phận thực sự của cô ấy cùng với đám người bóng đêm rốt cuộc chính xác có quan hệ gì, thế nhưng một mình anh đi lên đó thực quá nguy hiểm. Tưởng thiên lỗi ngồi trong xe, nghe lời của anh ta, chỉ là dừng lại trong chốc lát, liền vẫn một thân một mình, đi về phía bãi đỗ xe bên cạnh thang máy. Thẩm Quân dụ hiểu ý Tưởng Thiên Lỗi, cũng nhanh chóng đi ra khỏi xe, ngẩng đầu nhìn bóng dáng nghiêm nghị của anh, một mình cất bước đi về phía trước, tuy muốn gọi vệ sĩ theo, nhưng vẫn chầm mặc. Chương 927, cùng đi. Thang máy nhanh chóng đi lên, cho đến tầng trên cùng liền dừng lại. Đinh. Cửa thang máy chậm chạp mở ra, Tưởng Thiên Lỗi mặc Âu phục màu đen, vẻ mặt nghiêm nghị đứng bên trong thang máy nhìn ra khung cảnh xa hoa bên ngoài. Giữa trung tâm là một chiếc đèn chùm bằng pha lê mờ ảo, thơ mộng, đối diện là hai cánh cửa thiết kế xa hoa theo phong cách châu Âu, dưới ánh đèn pha lê, vẫn khí thế như vậy. Lúc trước anh vì cô mà lựa chọn chỗ này, chính là vì có thể để cho cô có thể tiếp xúc với mây trên trời, sao trên trời, muốn cho cô tất cả. Lúc này, tất cả những thứ này, toàn bộ như đang châm chọc anh. Tưởng thiên lỗi thở gấp, lồng ngực phập phồng, hai tròng mắt lóe ra mãnh liệt chậm rãi cất bước đi ra khỏi thang máy đi dưới ánh đèn pha lê trong sảnh chậm rãi hướng tới phía trước hai cánh cửa kia đứng im nhìn một lúc lâu mới nhẹ nhàng vươn tay nhấn chuông cửa leng keng leng keng chuông cửa vang lên lanh lảnh khoảng một lúc sau hai cánh cửa rốt cuộc được mở ra như mạt mặc chiếc váy dài hở lưng màu trắng tóc thắt bím bên trái trên chắn còn quấn một dây hạt chân trâu cánh tay đeo một chiếc túi sách chân trâu màu trắng vô cùng tuần khiết ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt lại là tưởng thiên lỗi cô hiện ra mấy phần kinh ngạc cười rộ lên nói thiên lỗi anh tới rồi hai tròng mắt tưởng thiên lỗi hiện ra ánh nhìn sâu xa thấy như mặt một thân trang điểm anh buộc phải kiềm chế sự tức giận nơi lồng ngực chậm rãi nói sao vậy muốn đi ra ngoài à như mạt mỉm cười mà thâm tình nhìn về phía tưởng thiên lỗi mềm giọng gật đầu nói vâng việc làm từ thiện lần này đặc biệt rất lớn các phu nhân chủ tịch rất vui vẻ muốn mở một buổi tiệc tối nho nhỏ, hy vọng em có thể tham dự. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, liền im lặng không lên tiếng, nhàn nhạt nhìn cô. Như mặt phát hiện ánh mắt tưởng thiên lỗi có chút kỳ quái, liền nghi ngờ bật cười hỏi, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn sắc mặt của anh không tốt cho lắm. Tưởng thiên lỗi không nói gì thêm, chỉ là lặng lẽ đi vào phòng, nhìn căn phòng xa hoa gần 300 mét vuông, còn có cầu thang xoắn ốp đi lên tầng, anh chậm rãi cởi bỏ âu phục như mặt vội vã đóng cửa lại, chậm rãi đi tới trước mặt anh, giống như thường ngày, dịu dàng tiếp nhận áo vét anh cởi ra, hai tay ôm chặt hưởng thụ thân thể ấm áp của anh, hai tròng mắt run rẩy kích động, vội vã hạnh phúc tươi cười nói, đã lâu rồi anh không tới nhà của em, em giúp anh treo áo lên, sau đó chuẩn bị cho anh một chút điểm tâm, trong quá khứ, anh thích ăn nhất là đồ ăn em làm cho anh. Cô nói xong, liền để túi sách cùng áo khoác đặt lên sofa, chính mình muốn xoay người đi về phía phòng bếp. Không cần, tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, chậm rãi ngồi trên sofa, gương mặt căng ra, biểu lộ vẻ mặt thâm sâu cùng lạnh lùng. Như mặt xoay người, nhìn thật sâu vào dáng vẻ của tưởng thiên lỗi như vậy, cũng thấy kỳ lạ, cô ôn nhu ngồi lên trên sofa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía anh. Khuôn mặt thuần khiết như một người phụ nữ thiện lương nhất trên thế giới này, mềm giọng hỏi thiên lỗi, anh làm sao vậy? Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tưởng thiên lỗi lặng lẽ ngồi trên sofa màu trắng, hai tròng mắt thâm thúy không nhìn ra được chút cảm xúc nào, im lặng lúc lâu rốt cuộc mới nói tôi có lỗi với cô. Rất nhiều chuyện tôi làm đều có lỗi với cô. Như mặt giật mình nhìn anh. Tưởng thiên lỗi ngồi trên sofa, nhìn về phía bao nhiêu bình hoa đủ loại hình dáng nhưng đều chỉ cắm hoa hồ điệp. Anh tiếp tục sâu xa nói, rơi vào tình yêu với một doanh nhân trẻ, một tổng giám đốc của cả một tập đoàn lại không dễ dàng, bởi vì tôi là của toàn bộ thế giới, chỉ có một góc là thuộc về cô. Bởi vì điểm này, tôi cảm thấy người yêu bên cạnh tôi đã chịu thua thiệt rất nhiều. Cô 18 tuổi đã cử hành hôn lễ, trở thành một người phụ nữ có vẻ đẹp huynh nước huynh thành, đều chỉ có thể thông qua sự nghiệp lớn mạnh, hướng về phía tôi biểu lộ tình yêu cùng quyết tâm của mình. Cho nên cô cô độc cùng đau lòng là chuyện bình thường, bởi vì tôi là như vậy, không biết thế nào là yêu. Như mặt lặng lẽ ngồi trên sofa, đầu cúi xuống. Tưởng thiên lỗi lộ ra mấy phần đau lòng, Ngẩng đầu, hai tròng mắt lóe ra sự đau lòng nói, đều tại tôi, bởi vì tôi không biết thế nào là yêu, cho nên dẫn đến bộ dạng như ngày hôm nay của cô. Như Mạt lập tức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn anh. Tưởng Thiên Lối cũng chậm rãi quay đầu, hai tròng mắt lưu chuyển, thật sâu nhìn về phía Như Mạt vẫn luôn xinh đẹp như vậy, lại sâu xa nói cô thực sự rất đẹp, rất đẹp. Cái đẹp luôn không chân thực, thậm chí cái đẹp chỉ có thể tồn tại trong mộng tưởng của người đàn ông mà không phải trong hiện thực cho nên thời gian tôi có cô bên cạnh cảm giác vô cùng hạnh phúc và tự hào. Mặc dù biết thân thế cô đáng thương, để cho cô cảm thấy tự ái, nhưng tôi vẫn yêu cô mà không hề do dự. Đôi mắt như mặt ngấn lệ, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Lúc này tưởng thiên lỗi có chút buồn bã, cười trừ, nhìn thật sâu về phía người phụ nữ trước mặt, chậm rãi nói, ngẫm lại con đường chúng ta yêu nhau, ngẫm lại cuối cùng cô bị ép gả cho vĩ nghiệp, lúc đó tôi vô cùng đau khổ cùng dày vò, Mặc dù không oán trách cô nhưng lại oán giận chính mình, có lẽ khi đó tôi đã yêu cô quá ít, để cho cô cảm thấy rằng việc bỏ rơi tôi là một chuyện dễ dàng như vậy. Không phải như thế, như mà tâm tình luống cuống nhìn anh nói. Không phải như thế, Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt lặp lại những lời này của cô, hai tròng mắt thoáng qua một tia phẫn nộ, lại cười rộ lên nói, vậy là như thế nào? Là cô nhu nhược, muốn tác thành cho những người khác trên thế giới này, hay là nghĩ, Tưởng Thiên Lỗi tôi có bản lĩnh to lớn, nhận lấy tất cả sự phản bội và tổn thương mà cô gây ra. Sau đó bởi vì yêu cô mà phải tuyệt đối tha thứ cùng buông tha cho cô. Trong lòng như mặt phát lạnh, trái tim đột nhiên đau nhói nhìn anh. Tưởng Thiên lỗi nặng nề thở gấp lộ ra mấy phần phẫn nộ, hai tròng mắt nhanh chóng nhắm lại, kiềm chế vẻ mặt băng lãnh, nhìn về phía cô nỗ lực nở nụ cười thống khổ, tiếp tục cắn răng từng câu từng chữ nói, bởi vì trong lòng tôi luôn cảm thấy mắc nợ cô cho nên vẫn luôn nhường nhịn cô nhường nhịn cô, yêu cô đến trái tim tê dại, đã dưỡng thành một thói quen, dù đã bị trăm ngàn tổn thương nhưng vẫn như vậy cố chấp yêu cô. Loại thói quen này, bây giờ hồi tưởng lại, tôi đều cảm thấy thật đáng sợ. Nếu như không phải bởi vì khả hình xuất hiện, thì từ quá khứ đến bây giờ tôi sẽ trở nên một người như thế nào? Sắc mặt như mà trắng bệch, tay nắm chặt lấy sofa, cố nén hơi thở, im lặng không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi nhìn thật sâu về phía như mặt, lại rõ ràng nói có lẽ tất cả điều này đều kéo dài. Nếu như tôi không có xoay người, dự đoán cô cũng sẽ không xoay người, bởi vì Tần Vĩ Nghiệp đã bị cô hạ dược, một người đàn ông tôn nghiêm như anh ta. Đầu tiên là phóng túng hủy diệt tôn nghiêm của chính mình, sau đó là hủy diệt tôn nghiêm của Tần Vĩ Nghiệp. Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà nội tâm trở nên độc ác. Rốt vô con người cô là như thế nào? Như mà, chấm than ngoặc kép. Như mà trong nháy mắt ngẩng đầu, hai mắt run rẩy, Nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, Khẩn Trương nói, "Thiên Lỗi, anh nghe em giải thích." Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi yên lặng, từ trong túi áo lấy ra một tấm hình, giơ lên không trung, sâu xa nói với cô, "Vậy trước hết cô giải thích chuyện này đi." Thiếu chút nữa cô bị Tần Vĩ Nghiệp cường bạo, tại sao còn muốn cùng hắn ta ngủ trên một cái giường? Là cô thiện lương, có thể tha thứ cho một ác quỷ như vậy, hay là trái tim của mấy người đều màu đen, tư tưởng giống nhau cho nên muốn ôm nhau nhảy vào vòng xoáy sinh mệnh? hai tròng mắt như mạt nhất thời lóe ra cúi đầu nhìn tấm hình mình cùng tần vĩ nghiệp ôm nhau còn có tài khoản của mình ở ngân hàng thụy sĩ thậm chí còn có những bức ảnh thân mật của mình cùng một số quan chức đôi mắt cô ẩm ướt ngấn lệ lập tức ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi khóc nói anh vẫn không hiểu sao em làm như vậy đều là vì anh vì tôi tưởng thiên lỗi nhíu chặt nghi tâm không thể tưởng tượng ra bật cười nhìn cô tần gia biết bí mật của tưởng gia nếu như em không giúp hắn tôi tham ô em làm sao có thể ở bên cạnh anh, đỡ cho anh tất cả. Chấm hỏi ngoặc kép, như mà rơi lệ nhìn anh. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi không thể tưởng tượng nhìn người phụ nữ trước mặt, hai tròng mắt anh thoáng qua một tia lạnh lùng phẫn nộ, lại chế nhạo nói, cô vì tôi, hủy hoại tần vĩ nghiệp làm hắn ta không thể làm một người đàn ông chân chính, làm cho hắn ta hận tôi. Cô vì tôi, sẵn sàng tiêu diệt một vài người, sau đó muốn đem trái tim của khả hình moi ra, làm cho cô ấy hận tôi. Cô vì tôi, làm cho tôi thiếu chút nữa nghĩ rằng Hạo Nhiên có tâm tư cướp cô đi, làm cho cậu ấy hận tôi. Cô làm tôi trở thành đối tượng mà toàn thế giới mang hận, cô là vì tôi. Nước mắt như mạt chảy xuống, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Như Mạt, gương mặt tức giận căng ra, hai tròng mắt run rẩy kích động, nhìn về phía Như Mạt, giống giận, cô vì tôi thiếu chút nữa làm tôi trở thành kẻ đầu sỏ giết chết khả hình cô vì muốn đoạt được trái tim của tôi vì để cho tôi không thể vứt bỏ cô làm cho bệnh tim viện trưởng ngày đó tái phát tất cả những việc đó toàn bộ đều đã sắp xếp xong xuôi chính là vì muốn lấy trái tim của khả hình anh bi vẫn nói xong khó nhịn thân thể kích động vươn tôi y đập một phát xuống mặt bàn thủy tinh bịch một tiếng thủy tinh vỡ văng khắp nơi máu tươi nhễ nhại thiên lỗi chấm than ngoặc kép như mạt nhất thời đau lòng rơi lệ đi qua, muốn cầm tôi y anh. Cút, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trong nháy mắt đứng lên, nắm chặt tôi y cô, lại phẫn nộ nhìn cô, nhớ tới Khả Hinh, hai tròng mắt của anh không tránh khỏi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói, nói. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, trái tim của Khả Hinh có phải là cô âm mưu muốn moi ra từ trước rồi phải không? Cô thậm chí còn nghĩ muốn tự tay tôi moi ra, làm cho tôi vạn kiếp bất phục làm cho toàn thế giới khinh bỉ tôi, khinh bỉ tôi, phỉ nhổ tôi. Khi đó, tôi chỉ có cô, cô nghĩ như vậy nên mới làm như vậy phải không? Sao vạn kiếp bất phục, muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được? Em, em, cả người như mặt run rẩy, nước mắt tuôn ra, vội vã lắc đầu, nói, không phải như thế. Không phải như thế, chấm than ngoặc kép. Không phải như vậy, chấm than ngoặc kép, cả người tưởng thiên lỗi vẫn nộ giống như mãnh thú, Suốt cuộc anh bắt đầu vô tình mà tàn nhẫn nói, vậy cô giải thích cho tôi. Vài tỷ trong tài khoản ngân hàng Thụy Sĩ kia là chuyện gì xảy ra? Người đàn ông họ từ kia, nhận tiền từ tài khoản của cô, vì sao vô duyên vô cớ lại chết? Thậm chí còn bị chúng nọc ong giống hệt khả hình, vì sao thư ký của Tần Vĩ Nghiệp lại xuất hiện trước cửa hàng bán hoa tôi mua tặng khả hình? Cô giải thích cho tôi, vì sao, chấm hỏi ngoặc kép, tiếng giống giận dường như thê lương mà trở thành cuồng phong bão tác, từng trận mưa lớn phả vào phía trước cửa sổ. Thiên lỗi, như mặt khóc lóc cùng hoảng sợ ngừng đầu, nhìn anh. Tần như Mạt, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi xúc động phẫn nộ nhìn về phía cô, đau lòng tức giận nói, đến cuối cùng một chút hạnh phúc cô cũng không thể để lại cho tôi sao. Như mặt nghe lời này, trong nháy mắt tức giận ngừng đầu, thân thể run rẩy cắn răng rơi lệ nhìn về phía anh, bi phẫn nói, tôi làm tất cả điều này, đều là vì yêu anh. Anh đã nói, cả đời anh chỉ yêu một mình tôi. Vì sao về sau anh lại yêu Khả Hinh? Vì sao? Cô ta đáng chết, cô ta chính là đáng chết, cô ta là kẻ thứ ba, cô ta dựa vào cái gì mà muốn tranh giành người yêu với tôi. Ba năm trước đây, tôi hủy diệt gương mặt của cô ta, nhưng đến cuối cùng vẫn không biết xấu hổ mà xuất hiện ở trước mặt tôi. Cô ta dựa vào cái gì? Cô ta đáng chết, cô ta mới là ma quỷ. Anh là của tôi, anh mãi mãi là của tôi. Chấm than ngoặc kép hai mắt tưởng thiên lỗi lập tức phẫn nộ trừng lớn cảm thấy sau ót một trận đau nhức mắt hoa lên không thể tưởng tượng được nhìn về phía cô nặng nề thở gấp nghiến răng nghiến lợi từng chữ từng chữ nói ra cô nói cái gì cô nói má trái của khả hinh là do cô hủy như mà thở gấp ngẩng mặt lên nước mắt vì ý rơi xuống trên gương mặt vấp luôn duy trì vẻ thuần khiết kia lập tức tràn đầy phẫn nộ hơi co quắp và tức giận đến mất đi lý trí nắm chặt bàn tay ngón tay đâm sâu vào da thịt cắn răng nói ra, đúng. Má trái của cô ta chính là do tôi hủy, bất kỳ kẻ nào thu nhận cô ta, đều phải chết. Tưởng thiên lỗi cực kỳ phẫn nộ, trong nháy mắt phung tay lên đem hết toàn lực hướng đến má trái của cô tát một cái. Bộp, như mặt bị cái tát mạnh mẽ này, cả người ngã xuống những mảnh thủy tinh vỡ, cô nhất thời cắn chặt khóe miệng đầy máu, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tôi lại có thể bởi vì tâm địa rắn rết của cô, mà mất đi khả hình chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nhất thời khó nhịn được tức giận, chỉ vào như mà trên mặt đất, đau lòng nói cô có biết tôi vô cùng quý trọng cô ấy không? Cô có biết sau khi mất đi cô ấy, tôi đau khổ như thế nào không? Mỗi buổi tối, bởi vì vô cùng nhớ cô, mà luôn cô độc, đau khổ. Mỗi lần tôi nếm hương vị của quả quyết, đều nghĩ rằng đã từng có một người rơi lê vì tôi. Nhớ lại có một người đến chết vẫn luôn yêu tôi, có một người đến chết vẫn vì hạnh phúc của tôi mà dâng trái tim của mình chấm than ngoặc kép. Hai tròng mắt tưởng thiên lối kích động lưu chuyển, lại bi thương nhìn về phía như mặt, trái tim đau đớn như bị xé ra, đau lòng nghẹn ngào nói, cô có biết trong cuộc đời mỗi người, có bao nhiêu khó khăn mới gặp được một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh vì tình yêu như vậy. Tôi cho rằng ông trời thương xót tôi yêu cô ấy nhiều năm như vậy, sẽ để khả hình mang theo sự hoạt bát của chính mình bước vào thế giới của tôi. Tôi vì cô, nhiều lần đã làm tổn thương cô ấy, thậm chí hại cô ấy thiếu chút nữa mất đi sinh mệnh, Cô ấy lại dùng hết sức lực cuối cùng đến tha thứ cho tôi. Cô có biết tôi nợ cô ấy nhiều đến thế nào không? Tôi hận không thể đi tìm cái chết để đền bù những tổn thương mà tôi gây ra cho cô ấy. Thế nhưng cô lại một lần nữa nhẫn tâm mang cô ấy ra khỏi sinh mệnh của tôi rồi. Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên Lỗi nói xong, lập tức bởi vì hối hận cùng đau thương, nước mắt không kìm chế được rơi xuống, hai tay không kịp lau đi, những giọt nước mắt đã dọc theo gương mặt kiên nghị mà rơi xuống nhớ tới ngày đó đứng ở trạm xe buýt trong mưa cô ôm một bó hoa hồng hai mắt ngấn lệ cứ như vậy tha thứ cho anh anh cúi đầu cả người co quắp khóc giống lên giọng nói khàn khàn nếu như tôi còn có thể ở bên cạnh cô ấy tôi tình nguyện trả giá cả đời bù đắp tình yêu của cô ấy thế nhưng cô ấy không yêu tôi cô ấy không hề yêu tôi tôi thậm chí còn không thể tìm ra cơ hội để bù đắp cho cô ấy người đàn ông kiên nghị này cô độc đứng tại chỗ nhớ tới thời gian hạnh phúc của mình và khả hinh vô cùng hối hận cúi đầu rơi lệ. Như mặt cũng nằm giữa những mảnh vỡ thủy tinh, cũng phẫn hận kích động rơi lệ, đôi tay xua mạnh vào những mảnh vụn thủy tinh, kêu to cô ta đáng chết. Tôi nhất định phải giết cô ta, chấm than ngoặc kép. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, lập tức mạnh tay túm chặt lấy cổ như mặt, bắt cô đứng lên, phẫn nộ nghẹn ngào nước mắt chảy xuống, kích động bóp chặt cổ cô, nghiến răng nghiến lợi nói tôi muốn giết chết cô. Giết người phụ nữ tâm địa rắn giết như cô, giết chết cô như mặt cười lạnh, ngửa mặt nhìn về phía người đàn ông mà mình dành cả đời để yêu, gương mặt đỏ lên, lại vẫn giữ vẻ mặt run rẩy nhưng tàn nhẫn của mình, nước mắt chảy xuống nói, giết tôi đi. Tình yêu mà tôi không có được thì sẽ phá hủy nó. Là anh phản bội tôi. Tưởng thiên lỗi phẫn nộ, trái tim như bị xé rách, giận dữ từng chút bóp chặt cổ như mặt, cắn răng gọi, đã từng có thời gian, tôi đã thề, nếu như tôi phản bội cô, trời chu đất diệt. Tối nay tôi mang cô cùng đi tiếp sau nếu như gặp lại khả hình, tôi sẽ cố gắng lướt qua cô ấy, không để cô ấy vì gặp tôi mà lại tổn thương. Chấm than ngoặc kép. Anh nói xong, bàn tay lại bóp chặt cổ như mạt. Lúc này, như mạt đã sắp hít thở không thông, ngẩng đầu lên, thở hồn hền, nước mắt mãnh liệt chảy xuống. Cửa bịch một tiếng mở ra, thẩm quân dụ bỗng nhiên xông tới, nhìn tưởng thiên lỗi tức giận bóp chặt cổ như mạt, lập tức kinh ngạc bước tới kéo tay anh ra, kêu to tổng giám đốc. Không nên manh động, bây giờ không phải là lúc để cô ta chết như mạt lại một trận nặng nện ở thủy tinh tiền run rẩy rơi lệ nặng thở phì phò tức tưởng thiên lỗi tức giận run rẩy nhìn dáng vẻ của như mạt từng đợt đau lòng cùng thống khổ phẫn nộ nói đem cô ta đi cho tôi tôi muốn đem tội ác trên người cô ta từng chút từng chút moi ra cho dù bây giờ sử dụng bất cứ trừng phạt nào với cô ta đều là nhẹ chấm than ngoặc kép anh nói xong nắm đôi tay đầy máu bước ra ngoài như mặt nằm giữa vũng thủy tinh nhìn về phía bong lưng vô tình tàn nhẫn của Tưởng Thiên Lỗi cô lại cười lạnh ngẩng đầu lên vừa cười vừa run rẩy rơi lệ mưa to gió lớn Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng bước ra khỏi khách sạn đón những trận mưa lớn đêm nay nhớ tới tình yêu từng thề non hẹn biển của mình và Khả Hinh lại bị mình do dự cùng tàn nhẫn một lần rồi một lần bỏ qua anh lập tức tùy ý để mưa gió rội vào người như lễ rửa tội ngẩng mặt lên, lại tùy ý để cho nước mưa chảy xuống mặt mình hòa cùng những giọt nước mắt đang tuôn rơi. Tất cả bi thương, tất cả hối hận, tất cả ái náy, toàn bộ hóa thành tình yêu thương sâu sắc với cô gái kia. Khả Hinh, … chấm 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 ngoặc kép, chương 928 cảm ơn em. Mưa bay tán loạn, trước cửa bệnh viện vẫn như cũ là một bầu không khí khẩn trương, vô số bác sĩ cùng hộ sĩ đi tới đi lui trước hai phòng cấp cứu, thương thế của Uyển Thanh càng ngày càng nghiêm trọng, May mắn bác sĩ y khoa tốt nhất nước Mỹ cùng bác sĩ nổi tiếng khoa chỉnh hình giáo xử Lý đã liên tục giải phẫu phân tích các đốt ngón tay của Uyển Thanh, cuối cùng đã thống nhất sử dụng thép cứng khâu lại vết thương, chỉ là vết thương sau vai, cần phải dùng dao nối xương để xử lý. Trong phòng vô cùng bận rộn, Trang Hạo Nhiên, Tào Anh Kiệt, Lâm Sở Nhai cùng đám người đứng tại hai bên cửa phòng cấp cứu suốt ruột chờ đợi, lãnh mặc hàn cũng vì chúng đạn độc mà sống chết không rõ, tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng, Đường Khả Hinh cùng cặp song sinh đi đến, run rẩy khiếp sợ ngồi ở trên ghế dài, sốt ruột chờ đợi, ngẫu nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên một thân áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, hai tay chống mặt tường, lo lắng trùng trùng, cô nghĩ muốn đi qua Trần An Anh một chút, cũng hiểu được giây phút này. Cảm giác ấy nấy cùng đau đớn so với chết còn thống khổ hơn, bất luận có nói cái gì cũng đều vô lực. Bên ngoài bầu trời vẫn tiếp tục mưa to gió lớn. Đường Khả Hinh liên tục thở dốc, Vốn là nhìn thoáng qua cột đèn vẫn màu đỏ tại phòng cấp cứu của Uyển Thanh, lại chậm chạp quay đầu, nhìn về cột đèn đỏ khác tại phòng cấp cứu của Lãnh Mặc Hàn, trong lòng cô quặn thắt, anh em tình thâm đến ngày hôm nay mới nhận thức được nhau, lại không được bao lâu đã xảy ra chuyện như vậy, nghĩ tới đây, mắt cô không khỏi đỏ bừng, trăm mối cảm xúc rối như tơ vò. Một trận tiếng bước chân nhanh chóng truyền tới. Mọi người đồng thời xoay người, nhìn về phía trước. Thẩm Quân dụ lo lắng cùng đám người Trần Tuấn Nam Đông Anh bước nhanh tới. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên thâm sâu nhìn về phía anh ta. Thẩm quân dụ vốn là dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nhìn Trang Hạo Nhiên tôn kính gật đầu, sau đó liền lập tức đi tới trước mặt đường Khả Hinh, cúi đầu lần nữa tôn kính, kêu nhỏ, đường tiểu thư. Đường Khả Hinh kỳ quái được cặp song sinh đỡ dậy, chậm chạp đứng lên, nghi hoặc nhìn về phía thẩm quân dụ, dù không rõ, nhưng vẫn gật đầu lại. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép thẩm quân dụ do dự nửa khắc đôi mắt lóe sáng vẫn là nhịn không được mở miệng khẩn cầu nói đường tiểu thư chúng tôi đều biết tổng giám đốc tưởng đã tạo thành rất nhiều tổn thương cho cô sự kiện ám sát hoa hồng lần trước nhằm vào cô còn có sự kiện cô tại bệnh viện bị giao đâm kỳ thật tổng giám đốc của chúng tôi một khắc cũng không dám thả lòng thậm chí bởi vì mơ ước của cô càng không ngừng mở rộng căn cứ trồng rau quả anh ấy đối với cô thủy trung đều không quên được đường khả hinh nghe thấy những lời này đôi mắt lại không kìm được mà đỏ bừng nhưng vẫn không hiểu nhìn về phía thẩm quân dụ thẩm quân dụ có chút ẩn nhẫn lại vẫn thiệt tình cùng vội vàng nói chúng tôi một đường đi theo tổng giám đốc tưởng đến ngày hôm nay đều hiểu được anh ấy tuy lời nói bất thiện nhưng là một người lãnh đạo luôn suy nghĩ cho cấp dưới có đôi khi một chút hiểu lầm nào đấy tạo cho cô thương tổn cực lớn tất cả chúng tôi đều thấy đau tiếc chỉ là đêm nay tổng giám đốc của chúng tôi thực sự rất cần có cô cô có thể đáp ứng yêu cầu quá đáng này của tôi mà rời bước đến nhà hát không? Đường Khả Hinh nghe xong, có chút giật mình nhìn anh ta. Đôi con người của Trang Hạo Nhiên lóe lên cái nhìn sắc bén, chậm chạp quay đầu, thái độ lãnh đạm nhìn về phía anh ta. Đêm nay mưa to gió lớn như vậy, thẩm quân dụ nói xong, cũng không nén được tâm tình cúi đầu, nói tổng giám đốc của chúng tôi đã đứng ở nơi đó, trọn vẹn 5 giờ đồng hồ, chúng tôi lo lắng nếu mưa cứ chút xuống như vậy, anh ấy e rằng sẽ xảy ra chuyện mất. Đường Khả Hinh lập tức chấn kinh nhìn về phía thẩm quân dụ, đau lòng hỏi anh ấy tại sao lại phải đứng đó 5 giờ. Đôi mắt thẩm quân dụ ẩn chứa điều gì đó, nghĩ muốn nói, nhưng lại thôi chỉ khẩn cầu cô nói, xin hãy qua đó xem, có lẽ cô sẽ rõ ràng được mọi chuyện. Xin cô đấy. Đường Khả Hinh nghe thấy lời này, kìm lòng không đậu ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, theo thói quen trưng cầu ý kiến của anh. Trang hạo nhiên đứng ở một bên, hơi di chuyển trong mắt, có lẽ biết đã xảy ra việc gì, liền ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình cười cười nói, em đi đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình ôn nhu nhìn về phía anh. Đi đi, để cho tiểu vi cùng tiểu hà đi theo, cẩn thận một chút. Trang hạo nhiên cô cười cổ vũ. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, đường khả hình nghe lời anh có chút do dự, lại vì lo lắng cho tưởng thiên lỗi nên gật gật đầu nói được để em đi xem thẩm quân dũ nghe thấy lời này một trận cảm kích nhìn về phía đường khả hình nở nụ cười ầm ầm một hồi sấm sét truyền đến cuồng phong bão vũ sao như phẫn hận chút xuống thành phố nhà hát khiến cả tòa kiến trúc ẩm ướt nhếch nhác một lượng lớn khách mời cũng trở lên yên tĩnh trầm mặc sao mưa to gió lớn vô số hạt mưa dọc theo bậc thang cao cao rất xuống. Một bóng dáng màu trắng, cứ như vậy cô độc ngồi ở trước bậc cầu thang. Tưởng thiên lỗi mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, tùy ý để vết thương tay trái giống như bị dao cắt, lại làm như không hề hay biết, chỉ là đôi mắt anh ảm đạm, lướt qua từng làn mưa, gương mặt kiên nghị, giống như đã chết lặng theo cái chân tướng kia. Một chiếc xe con có rèm che màu đen nào đấy, tạm dừng lại trước cửa nhà hát. Đường khả hình mặc chiếc áo màu lam nhạt lá sen, quần đùi trắng, tóc buộc đuôi ngựa, cầm cây dù trong suốt, được Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nâng đỡ, đi xuống xe, đứng ở trong mưa, cư nhiên thấy được Tưởng Thiên lỗi một mình một người như vậy ngồi trước bậc cầu thang, một nhân vật hiền hách như thế, hôm nay cũng tiểu tụy mất mát như vậy, trong lòng cô lập tức dâng lên một trận nghi hoặc cùng đau lòng, hai tay kìm nén không được khẩn trương giữ chặt ô. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, cô cứ yên tâm qua đó đi, tình huống chung quanh, chúng tôi đã an bài tốt. Đường khả hình trầm mặc gật gật đầu, cầm chắc ô che, đi về phá trước. Ao ao, mưa như bão lũ đổ xuống. Tưởng thiên lỗi một mình một người vô cảm ngồi trước bậc thềm, kìm lòng không đậu nhớ tới đường khả hình bởi vì cô đơn, cho nên mới mời anh đi xem phim. Anh có đôi khi xót xa nghĩ lại, nếu tối hôm đó, đáp ứng yêu cầu của cô, thì có lẽ giờ phút này anh đã có thể nắm được tay cô, cùng nhau hứa hẹn. Đôi mắt anh nhạt nhòa, không biết là vì mưa bay hay là vì mưa trong lòng một bóng dáng, chậm chạp xuất hiện trước bậc cầu thang. Đường khả hình cầm ô trong suốt, đau lòng mà nghi hoặc ngồi xổm xuống, giơ ô lên vì anh mà che đi một khoảng mưa gió, mới nghẹn ngào trừng mắt, kêu nhỏ tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi hơi chút di chuyển đôi con người vô cảm, có chút kinh ngạc, ngẩng đầu, nhìn về phía người con gái trước mặt. Khuôn mặt đường khả hình ôn nhu, cùng với hoa đào một loại, đôi mắt thiện lương dịu dàng, trong lòng lại tràn đầy đau đớn tưởng thiên lối chấp chấp đôi mắt nhìn lại người con gái dịu hiền trước mặt chẳng bao lâu sau lại nhớ tới chính mình say rượu khi đó được cô gái này nâng đỡ vào văn phòng cũng vẫn là ánh mắt dịu dàng như thế vẻ mặt xinh đẹp khả ái như thế trái tim anh đột nhiên nhói đau kìm lòng không được có một loại khát vọng nghẹn ngào nói em có thể yêu anh một ngày được không đôi mắt đường khả hinh lập tức dâng đầy nước mắt miễn cưỡng chống đỡ hết sức ôn nhu cùng thật có lỗi nhìn về phía người đàn ông trước mặt nếu Tưởng Thiên Lỗi ngồi trên bậc cầu thang ẩm ướt, đôi mắt bị che đậy bởi một tầng hơi nước, nghẹn ngào đau lòng nói: nếu nếu em có thể yêu anh dù chỉ một ngày, anh tình nguyện dùng sinh mạng còn lại của mình để đổi lấy một ngày thôi cũng được. Đường Khả Hinh nước mắt từng giọt từng giọt lăn xuống, đau lòng nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Tưởng Thiên Lỗi quay đầu vội vàng nhìn về phía Đường Khả Hinh như vậy, nước mắt không ngừng rơi, hy vọng nói thật sự không thích anh sao? đã từng thề non hẹn biển như vậy nay tất cả đều là hiểu lầm khả hình đều là hiểu lầm anh yêu em anh yêu em kể từ ngày đó anh mỗi ngày đều hận không thể đi tìm chết đã chết liền không cần phải thừa nhận nỗi đau đớn này nữa mỗi khi đêm đến cái loại cô độc cùng tịch mịch này không ngừng cắn nuốt anh có đôi khi đè nén không được trở lại căn phòng em đã từng ở trước kia đứng tại nơi đó nhớ tới những kỷ niệm mà em đã từng yêu anh đau đau đến nói không lên lời anh cũng hiểu được, đây cũng là điều duy nhất anh có thể làm được vì hạnh phúc của em. Lui lại một bước, là một lần trái tim anh như bị dao cắt. Đường khả hình nghe thấy lời này, lòng cô thống khổ, nước mắt rơi như mưa, nước nở khi đó, đều đã nói lên quá khứ khi yêu, ủy khuất cùng đau đớn như thế nào. Tưởng thiên lỗi vươn đôi tay bị thương, đôi mắt ngấn lệ, khẽ vuốt khuôn mặt mềm mại của cô giờ phút này, ngón tay lướt qua bờ môi cô, vô cùng đau lòng cùng hối hận cho khoảng thời gian 3 năm thống khổ của cô, nghẹn ngào hỏi, nếu anh nói. Vết thương bên má trái của em vì anh mà tạo thành, em có hận, chấm ans không? Đường khả Hinh cúi đầu, tùy ý để nước mắt không ngừng rơi xuống, nghẹn ngào nói, em biết. Đó là như mà tiểu thư làm. Tưởng thiên lỗi nhất thời chấn kinh đau lòng nhìn cô, bất khả tư nghị nói, em biết. Vậy em, đường khả Hinh vừa cúi đầu rơi lệ, vừa nghẹn ngào nói, em biết, buổi tối ấy khi đưa Đình Đình đi Mỹ, em liền biết, chỉ là em không biết nói sao, bởi vì em sợ nói ra, anh sẽ chịu không nổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe xong lời này, trái tim như tan vỡ, nhìn về phía cô, đôi mắt kích động run rẩy đau lòng nói, em. Em đến lúc đó, mà vẫn còn suy nghĩ cho anh sao. Đường khả hinh ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ nhìn về phía tưởng thiên lỗi, thiệt tình nói, tưởng thiên lỗi, em đã từng yêu anh, không là vì thân phận tổng giám đốc của anh, lại càng không phải vì anh có được tiền tài to lớn, mà là vì buổi tối vào 3 năm trước ấy, anh đã để cho em lên xe. Đôi mắt tưởng thiên lỗi mờ nhạt, đau đớn kích động nhìn về phía đường khả hình. Còn có bởi vì anh vào 3 năm trước, đã mang đến ánh mặt trời cho em. Đường khả hình khóc đến nghẹn ngào nói, em vĩnh viễn đều sẽ không quên, thời điểm em quỳ gối cầu xin anh thu lưu em, anh ngồi trong văn phòng không lên tiếng, nhưng hôm sau lại cho em toàn bộ chấm than hiểu rõ anh luôn biết suy nghĩ vì người khác hiểu được anh có nỗi khổ riêng hiểu được anh phải chịu đựng quá nhiều khách sạn á châu nơi nơi đều là tâm huyết của anh những ngày phong hoa tuyết nguyệt nhạt nhẽo anh yêu vô tư cùng trả giá đó là điều đáng mừng em cũng đã từng vì chiếm được tình yêu của anh mà tự hào đúng là cuộc sống có đôi khi tình yêu chơi đùa chúng ta chúng ta có đôi khi chỉ một chút không cẩn thận sẽ bỏ qua hạnh phúc từ sau khi mất anh em mới hiểu được cuộc sống có lẽ là vào chính lúc ấy, chúng ta là người thứ ba, đều đã vứt bỏ tôn nghiêm của tình yêu, thượng đế mới trừng phạt chúng ta. Đây là em và anh đều có lỗi, có chút yêu, nhưng nói bỏ lỡ liền bỏ lỡ. Tựa như thời gian chưa từng chờ đợi ai vậy, mặc kệ anh cố gắng như thế nào, tất cả đều đã không thể quay lại được nữa rồi. Tưởng thiên lỗi thống khổ gục đầu xuống, kích động khóc không thành tiếng. Có đôi khi em cũng sẽ hồi tưởng lại, đường khả hình miến cưỡng chống đỡ, nghẹn ngào rơi lệ hồi tưởng cuối cùng cũng nức nở nhẹn ngào nói ngẫu nhiên nhớ tới nhà hát ngày đó em ôm một bó hoa hồng đứng ở trong mưa vẫn kiên định yêu anh người con gái hồn nhiên đáng yêu kia đáng yêu đến đau lòng tưởng thiên lỗi ngẩng đầu đau lòng nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh cũng nhìn anh nói lúc ở anh quốc mỗi lần mở mắt ra nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra tất cả đều là hình bóng của anh đau lòng nhớ đến anh khát vọng anh Em biết em đau lòng như vậy là vì yêu anh. Em đã từng vào một buổi tối mưa ở nhà hàng nghe chuyện xưa của Jenny và vương tử, rốt cuộc em cũng đã hiểu rõ, tình yêu bởi vì không tín nhiệm mà tan vỡ. Sau buổi tối hôm ấy, em như được sống lại, bởi vì toàn bộ chuyện này là do em đối với tình yêu của anh không đủ tín nhiệm. Em vẫn luôn hận anh, hận anh làm tổn thương em, vứt bỏ em, kỳ thật em làm sao có thể chân chính tín nhiệm cùng hiểu thấu con người của anh đây? Tưởng Thiên Lỗi khuôn mặt tái nhợt giật giật cùng thống khổ, nước mắt không ngừng chảy xuống. Cảm ơn tình yêu của anh, Tưởng Thiên Lỗi. Đường Khả Hinh là thật tâm đau lòng vươn tay khẽ vuốt khuôn mặt kiên nghị của anh, nghẹn ngào nói cảm ơn tình yêu của anh. Cảm ơn anh đã từng yêu em như vậy, em cũng đã từng như vậy yêu anh, chúng ta đều đã phải chịu sự trừng phạt của ông trời. Chúng ta không còn nợ nhau nữa, không còn oán hận nữa. Đáp ứng em, nếu thật tâm vì em mà suy nghĩ, hãy sống sót cho thật tốt. Em luôn khao khát có thể nhìn thấy anh được hạnh phúc. Đừng như vậy nữa, có được không? Tưởng thiên lỗi nghe xong những lời này, chỉ là trầm mặc đau đớn cúi đầu, hối hận thống khổ rơi lệ. Đường khả hình nghiêng người về phía trước, ôm lấy người đàn ông ấy vào lòng, đau lòng khẽ vuốt lưng anh, nói, người con gái yêu anh sau này nhất định sẽ xuất hiện, nhất định sẽ xuất hiện. Ở trong lòng anh, chỉ cần anh khát cầu hạnh phúc em sẽ đem như mặt tiểu thư cùng tình yêu trong lòng anh đi xa, anh phải đáp ứng em, vì em khoan dung cùng tha thứ, anh nhất định phải hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc. Tưởng thiên lỗi thống khổ siết chặt đường khả hình, khuôn mặt chôn vùi vào cổ cô, nước mắt thấm ướt áo cô. Đường khả hình cũng ném ô đi, lại một lần nữa cùng anh nghênh đón làn mưa như một lễ rửa tội, tay nhẹ nhàng an ủi sau lưng anh vỗ về, đau lòng rơi lệ, cho anh một lần an ủi cuối cùng. Cảm ơn em, đường khả hình chương 929, Bác Phúc. Sáng sớm, ánh mặt trời chiếu vào phòng bệnh, làm sáng lên bình hoa lan hồ điệp. Sắc mặt lãnh mặc hàn tái nhợt, mặc y phục màu trắng của bệnh viện, nằm trên giường bệnh, mặc dù có vẻ tiều tùy, nhưng vẫn có khí thế, buổi tối hôm qua, khắp nơi đều là thân ảnh màu trắng, âm thanh giao phẫu thuật vang lên, anh gặp ác mộng em gái anh rời xa anh, đến tận sáng sớm tinh mơ, tiếng chim kêu líu lo, anh mới cảm giác được còn sống một tiếng khóc nức nở vang lên từ một phòng bệnh lãnh mặc hàn di động mắt anh luôn có tính cảnh giác cao cảm giác được bầu không khí không đúng lập tức thở hổn hển cuối cùng chậm chạp mở mắt ra một thân ảnh ôn nhu đứng che lấp ánh sáng không thấy rõ mặt của cô lãnh mặc hàn nuốt khô cạn cổ họng tập trung tinh thần hai mắt có vẻ mệt mỏi mở ra nhìn người trước mặt tiểu nhu mặc một váy ngắn liền áo màu lam bên ngoài khoác áo len sợi mỏng buộc tóc đuôi ngựa đang ngồi ở bên giường vừa khóc vừa lấy khăn tay nhỏ ra lau mắt cô khóc đến nỗi mắt sưng lên như quả đào thỉnh thoảng lại khóc nước nở lên nước mắt từng hàng rơi xuống lãnh mặc hàn vô lực hơi mở mắt ra muốn gọi cô lại phát hiện cơ thể của mình chỗ nào cũng đau đớn làm yết hầu anh chặt lại nằng nề thở một cái tiểu nhu nhất thời kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn nằm ở trên giường đã tỉnh lại cô tức khắc chống hai tay lên giường vừa khóc vừa khẩn trương gọi phó giám đốc lãnh anh, anh tỉnh rồi ư, đau đớn lại lần nữa ập đến. Sắc mặt lãnh mặc hàn trong nháy mắt tái nhợt, anh ấn chặt vào lồng ngực, nặng nề thở dốc. Tiểu nhu nhìn anh khó chịu như vậy, muốn nói cái gì lại cũng nói không nên lời, chỉ là ngồi bên cạnh giường, vừa khóc vừa lấy mờ u bàn tay quệt mắt, bên cạnh có rất nhiều canh bổ mà mẹ và cha đã chuẩn bị để mang vào. Thế nhưng vừa bước vào phòng bệnh nhìn bộ dáng của lãnh mặc hàn như vậy, cô không chịu nổi được khóc từ lúc vào cho tới bảy giờ lãnh mặc hàn quay đầu khẩn trương cùng đau lòng nhìn cô ngồi cạnh giường khóc thương tâm như vậy nội tâm anh cũng ấm lên cứ nhìn cô như vậy hình như chưa có một cô gái nào vì anh mà khóc nhiều như vậy tiểu nhu nhanh chóng lau nước mắt của mình nỗ lực thu hồi tâm tình của mình mới xoay người nhìn về phía anh bộc lộ chút ôn nhu khẩn trương mà kéo dài giọng hỏi phó giám đốc lãnh anh còn có chỗ nào không thoải mái không tối hôm qua em nghe khả hinh nói anh bị thương em bảo cha mẹ làm cho em canh nhân sâm trăm năm của nhà chúng em mang vào cho anh bồi bổ nhưng phải ăn sáng sớm mới tốt vì vậy em mới qua đây lãnh mặc hàn nghe vậy khuôn mặt tiều tụy hiện lên vẻ tươi cười nhìn cô vừa muốn nói chuyện lại cảm thấy một trận đau đớn từ lồng ngực truyền ra anh lại ấn nhẹ vào lồng ngực lúc này mới hoàn toàn khôi phục ý thức nhớ tới em gái đêm qua ở trong phòng phẫu thuật hai mắt anh nhanh chóng chuyển động đau lòng gọi uyển thanh uyển thanh anh nói xong tức khắc lo lắng cho tình hình của em gái không nói hai lời liền cố nén đau đớn nhấc chân lên muốn đi chân trần xuống đất tìm em gái ai anh cẩn thận một chút vừa mới phẫu thuật xong không được đi lung tung tiểu nhu tức khắc đi lên phía trước nâng cánh tay của anh đau lòng khẩn trương nói em gái anh không sao cả không có việc gì rồi sáng nay em mới qua thăm rồi lãnh mặc hàn nặng nề thở dốc khẩn trương nhìn tiểu nhu vẫn chưa tin lại muốn dẫy dụa thân thể đi chân trần đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên cùng Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt đi từ phòng bệnh bên kia qua đây, lại nhìn thấy lãnh mặc hàn đã bước gấp ra phòng bệnh, chống đỡ thân thể đau đớn đi về phía trước, bọn họ tức khắc kinh hãi, vội vã đi qua, nâng thân thể anh, lo lắng nói, ai ai, cậu đây là làm gì vậy? Vừa mới hoàn thành phẫu thuật không bao lâu. Tôi muốn đi xem huyền thanh. Lãnh mặc hàn ấn vào lồng ngực, giọng nới khàn khàn vô lực đau lòng nói tôi muốn đi xem em gái tôi. Được, được, được đi xem thì đi xem, đừng khẩn trương như vậy, cô ấy không có việc gì. Trang hạo nhiên tức khắc nâng thân thể anh ấy lên, cùng tiểu nhu cùng nhau nâng thân thể anh đi về phía trước, vừa đi vừa nói Uyển thanh ở phòng bệnh phía trước. May bác sĩ cấp cứu kịp thời, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng rồi. Lãnh mạc hàn nghe lời này, trong lòng không hiểu lại càng thêm đau đớn, thậm chí hai mắt lại rơi lệ, nhìn về phía trang hạo nhiên trầm trọng hỏi rốt cuộc tình huống cụ thể của em ý như thế nào cơ thể xương cốt như thế nào ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép trang hạo nhiên cúi mặt trầm mặc một lúc mới nói trước hãy đi xem đã đi đúng 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 xem trước một chút lâm sở nhai bọn họ cũng vội vàng nói tối hôm qua thật là một màn quá mạo hiểm bác sĩ hàng đầu toàn quốc cũng tới chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn không nói gì chỉ là vội vàng bước nhanh đi về phía trước, vết thương phía trước ngực nứt ra làm gây ra đau đớn, nhưng anh không quan tâm, anh nhớ lại tình huống của em gái tối qua, đau lòng rơi lệ, rốt cuộc nhìn thấy phong bệnh ở phía trước, cửa sổ thủy tinh màu trắng, khoảng cách gần như vậy gây ra bao nhiêu cảm xúc, anh thở nặng ra bước nhanh đến trước cửa sổ thủy tinh. Nhìn vào bên trong thấy một y tá đang chỉnh lại ga giường, một cô gái mặc y phục bệnh nhân đang nằm trên giường, gương mặt tái nhợt. Trên trán quấn vải xô trắng, nằm bên đệm màu trắng nằm bên phải thiết bị y tế miệng đang đeo khẩu trang phía sau lưng cùng với các đầu ngón tay đều quấn băng gạc trên đầu gối quấn hai thiết bị điện tử không ngừng phát ra màu hồng và số liệu hai người chăm sóc đặc biệt đứng một bên trầm mặc tiêm thuốc vào cho cô lãnh mặc hàn nhìn một màn này hai mắt lại kịch liệt đỏ bừng hai tay trống lên cửa sổ thủy tinh trong suốt đau lòng không nói nên lời nhìn em gái nhắm mắt giống như hồi bé rất khôn ngoan gặp lại sau nhiều năm cũng vì năm tháng tang thương, do vậy mà kiên cường hơn, chưa từng thấy qua yếu đuối, khiến cô theo sang nước Mỹ, cô cứ như vậy kết thúc sự nghiệp trong phòng khám, không nghỉ ngơi chút nào, vì mình mà làm việc hết sức. Có đôi khi thấy cô đêm khuya rồi còn ngồi trước máy vi tính, nghiên cứu hình ảnh, cũng có thể hiểu rõ, cô vì anh trai mà quyết tâm, lần này không có bị nghiêm hình bức cung, nhưng bị kim đâm vào sâu trong đầu ngón tay thì đau đến nhường nào. Lãnh Mặc Hàn mặt bắt đầu co quắp, hai mắt đau khổ nhìn em gái hai anh em không có nói chuyện nhiều, lại thường thường biểu đạt không tốt. Anh nặng nề thở dốc, đầu để lên cửa thủy tinh trong suốt, hai mắt sốt cuộc run rẩy chảy nước mắt xuống, đau đến mức nói không nên lời, cảm giác hít thở không thông, cưỡng chế chính mình. Trang hạo nhiên cùng tô lạc hoành mấy người cũng không khỏi đau lòng nắm bờ vai của anh, tất cả đều thở gấp gáp. Tiểu Nhu cũng đau lòng nước mắt chảy xối xả. Tiêu đồng cùng Mỹ Linh vừa vừa từ phòng viện trưởng tới, nhìn thấy lãnh mặc hàn kiên nghị vô cùng, Vậy mà cô độc đứng bên ngoài cửa sổ thủy tinh, cúi đầu tự trách đau lòng rơi lệ, hai mắt các cô cũng không khỏi đỏ bừng lên, cúi đầu lặng lẽ rơi lệ. Giang Thành cùng Tiêu Yên chờ mọi người, cũng chậm chạp xuất hiện, đứng bên ngoài phòng bệnh, đau lòng nhìn Lãnh Mặc Hàn. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, trầm trọng mở miệng giải thích nói, thân thể Uyển Thanh nhiều chỗ bị thương nặng, điều quan trọng nhất chính là xương sau bả vai, cùng với hai tay hai chân đều vỡ vụn, thậm chí tay phải gãy các đốt xương đáng sợ hơn chính là, bởi vì huyền thanh lúc bị bẻ gãy tay chân, còn bị lấy máu, dẫn đến xương cốt, thần kinh vì thiếu máu mà hỏng hết. Chấm ngoặc kép, lãnh mặc hàn trầm mặc nghe chuyện này, hai mắt khẽ run bi phẫn. Trang hạo nhiên tiếp tục nói, may mắn là có thầy giáo của tô thiếu gia, ông ấy là bác sĩ chỉnh hình giỏi nhất Trung Quốc, ông ấy cùng với các bác sĩ chỉnh hình bên Mỹ đều nhất trí. Trước hết là gắn thiết bị bắt trước thần kinh của huyền thanh sau đó kích thích đại não của cô rồi khôi phục ý thức, sau đó đêm qua lại khẩn cấp tiến hành phẫu thuật làm cho xương bả vai về vị trí cũ hơn nữa phẫu thuật rất thuận lợi hiện tại tình hình của cô ấy đã ổn định vài bác sĩ giỏi nhất bên mỹ đêm qua cũng làm phẫu thuật lại rồi máy bay tư nhân từ bên nước mỹ cũng sắp bay tới đây mang theo trang thiết bị để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật xương tiếp theo rồi chỉ là bởi vì xương cốt thần kinh cần một ít thời gian khi được kích thích bởi các thiết bị này thì khả năng khôi phục được nhanh hơn một chút mà việc bác dịch châm cứu vào lúc này vừa vặn có công dụng, bởi vì được châm cứu mà kích thích được hệ thần kinh khôi phục, đồng thời tô thiếu ra cũng mời tới tam thiếu ra hàn ra, cũng là thầy thuốc châm cứu, đến phụ giúp chúng ta hoàn thành phẫu thuật. Lãnh mặc hàn nghe đến đó, mới rốt cuộc hơi có vẻ kích động quay đầu, hai mắt lại run rẩy rơi lệ, vội vàng nói ý của cậu là Uyển Thanh, em ấy có thể khôi phục. Trang hạo nhiên tức khắc trầm trọng gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, đương nhiên. Các bác sĩ cũng có lòng tin, bác dịch cùng tô thiếu ra, còn có tam công tử hàn gia cũng đã bắt tay chuẩn bị làm châm cứu cho cô ấy. Cậu yên tâm, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, chúng ta cùng cậu cùng nhau nỗ lực giải quyết chuyện này. Bất kể là táng ra bại sản, tôi nhất định sẽ làm cho Uyển Thanh khôi phục. Cô ấy là em gái của cậu, cũng chính là em gái của tôi. Đúng, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành bọn họ cũng thức khắc an ủi cùng cổ vũ anh cười rộ lên nói cậu yên tâm. Cậu còn có chúng tôi chuyện của cậu cũng chính là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực, làm thân thể của cô ấy nhanh chóng khôi phục. Chấm than ngoặc kép. Lãnh mặc hàn cảm kích nhìn về phía trang hạo nhiên và mấy người, nội tâm ấm áp, có lẽ sinh mệnh chìm nổi nhiều năm, có được huynh đệ như vậy trả giá cùng quý trọng, cho nên mới vẫn không có tịch mịch. Tiểu nhu đứng ở một bên, trong lòng cũng ấm áp, tiếp tục rơi lệ. Trang hạo nhiên nhìn tiểu nhu liếc mắt một cái, tức khắc nhìn về phía lãnh mạc hàn cười nói, sáng nay khi Uyển Thanh xuất huyết thiếu máu, may mà có Tiểu Nhu ở đây, cô ấy vừa vặn cùng nhóm máu với Uyển Thanh nên đã truyền cho Uyển Thanh không ít máu. Lãnh Mặc Hàn hơi kích động nhìn về phía Tiểu Nhu. Tiểu Nhu nghe lời này, tức khắc mắt đỏ lên, vừa lau nước mắt lại vừa lắc đầu ngu ngốc, khẩn trương nói, chuyện này không có gì, chỉ là hiến một chút máu, nếu không cho Uyển Thanh thì lại cho muội ăn. Phốc, mấy người mặc dù đang trầm trọng, nghe lời này, không khỏi mỉm cười. Lãnh mặc hàn nhìn thật sâu về phía tiểu nhu, thảo nào nhìn cô bình thường khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng lúc này có chút tái nhợt. Tô Thủy Kỳ lúc này, cũng mặc màu trắng, cùng bác dịch cùng mỉm cười đi tới, biết mọi người khó chịu, lại vì hòa hoãn bầu không khí, cười nói, nói chuyện gì vui vẻ như vậy. Lãnh mặc hàn tức khắc ngừng đầu, cảm kích nhìn về phía Tô Thủy Kỳ, biết chuyện của Uyển thanh anh ấy tốn không ít tâm tư. Tô Thủy Kỳ không chờ lãnh mặc hàn mở miệng, liền cười rộ lên, đi tới trước mặt của anh, thẳng thắn mà thật tình, thậm chí mang theo hứa hẹn nói cậu yên tâm. Chuyện của em gái cậu, chúng tôi nhất định sẽ tận lực. Chúng tôi sẽ không để cô ấy có chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, lãnh mặc hàn nghe lời này, trong lòng lại ấm áp, gật đầu. Trái lại anh, Tô Thủy Kỳ nhìn về phía lãnh mặc hàn, mang theo cảm thán nói, may mắn hôm qua phát hiện được đúng lúc, biết đạn kia có độc và lại không bắn trúng trái tim, cho anh thời gian chữa trị, tôi lại có áp lực. Mới nói muốn ghé thăm anh một chút, anh không đếm xỉa vết thương cứ thế đứng lên, việc này trong mắt bác sĩ là anh bị mắng rồi. "Mau, mau nằm lên giường đi, không vết thương lại nứt ra." "Đúng, đúng, mau, mau, mau trở về nằm xuống." Tiểu Nhu lập tức vịn tay Lãnh Mặc Hàn khẩn trương nói. Mọi người cùng nhau có biểu tình cổ quái nhìn cô. Tiểu Nhu cũng ý thức được mọi người nhìn mình, sắc mặt của cô đỏ lên, lập tức bỏ tay nắm Lãnh Mặc Hàn ra cúi đầu, nói tôi. Tôi, tôi chỉ là, khẩn trương. Biết biết, Tô Thủy Kỳ nhất thời cười rộ lên, không người nhìn cô, đùa nói cô chỉ là thật khẩn trương cho phó giám đốc lãnh thôi. Sợ anh ấy chết, mắt cô sưng như quả đào rồi kìa. Trông rất xấu nha. Tiểu Nhu vừa nghe lời này, tức khắc ngu đần ra, trừng mắt, mặt đỏ lên, tức khắc nói tôi. Tôi, tôi trở về phòng bệnh trước, lấy cánh nóng cho phó giám đốc lãnh. Cô nói xong, mặt đỏ đi nhanh về phía trước. Mọi người cùng nhau bộ dáng này của cô cũng không khỏi cười rộ lên. Lãnh Mặc Hàn cũng ôn nhu quay đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu bước nhanh về phía trước, nhìn bóng lưng kia, cũng không nhịn được cười một tiếng. Bên ngoài bệnh viện, không khí nóng bức, đài nước phun lên bắn vé tung trông rất bắt mắt. Phía trước, đột nhiên có một cô gái chạy xe đạp điện màu trắng tới, tuổi chừng 23, mặc áo sơ mi màu lam tay ngắn cùng với chiếc quần đùi màu đen đội mũ bảo hiểm màu đen, quen dừng xe ở đài phun nước của bệnh viện, quay đầu lại nói với một người đàn ông tầm 90 tuổi đằng sau, bác Phúc. Tới rồi, mau xuống, chấm than ngoặc kép. Được, chấm than ngoặc kép, một ông lão 90 tuổi, mặc một y phục mỏng kiểu Trung Quốc, có một tư thế rất giống thầy lang, tay cầm một hòm thuốc, cứ như vậy đi xuống xe. Đi thôi, chấm than ngoặc kép. Người con gái này dẫn ông lão này vào bên trong bệnh viện. chương 930, Trương Tam Phong, một chiếc ferrari màu đỏ thẫm dừng trước đài phun nước bệnh viện hàn văn kiệt mặc t-shirt cổ chữ v trắng quần thường đen tay cầm khóa xe đen nhét vào trong túi quần mình theo thói quen đeo mắt kính nét mặt lãnh đạm cất bước đi vào đại sảnh bệnh viện tôi chúng tôi muốn tìm lãnh phó tổng của khách sạn á châu chấm than ngoặc kép một giọng nói vô cùng trong trẻo từ đại sảnh vang lên hàn văn kiệt nghe giọng nói này nghe đến người mà người kia muốn tìm kìm lòng không được dừng bước lại đứng giữa đại sảnh, ngẩng đầu, đôi mắt lạnh nhạt nhìn về phía trước có một cô gái, mặc sơ mi ca rô trắng xanh ngắn tay, quần đùi đen, mái tóc dài xỏa bên vai, mang một đôi ủng ngắn đen cá tính, cầm trong tay một cái mũ nồi, ngẩng đầu, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía nhân viên phục vụ đại sảnh bệnh viện, lại khẳng định nói anh ấy nhất định sẽ gặp chúng tôi. Chấm than ngoặc kép, một lão đầu gần 90 tuổi, ánh mắt vẫn lấp lánh có thần đứng tại chỗ, mang theo chút cảm giác như một thầy lang vùng thôn quê, Sách theo hồng thuốc, mu bàn tay gân xanh nổi lên, run run rẩy rẩy. Hàn Văn Kiệt nhìn một màn này, không khỏi cười rộ lên. "Tiểu thư." chấm than ngoặc kép, nhân viên y tế, mặc trang phục y tá, thập phần bất đắc dĩ nhìn cô gái trước mặt, nói "Tôi thực sự rất xin lỗi, bệnh nhân cô muốn tìm là bệnh nhân quan trọng trong phòng VIP của bệnh viện chúng tôi. Cho nên nếu như muốn gặp, phải hẹn trước, không thể tùy tiện muốn gặp là gặp được. Chúng tôi lại càng không thể tiết lộ tình hình bệnh nhân." Cái gì? Lâm Bạch Bạch nghe lời y tá này nói, cao mày căng thẳng, tức khắc khoa trương nói, cũng không phải là đi đến cái nơi vui chơi giải trí nào. Còn phải hẹn trước, chấm than ngoặc kép. Vậy, chấm 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 ngoặc kép, nhân viên y tế có chút khó xử nhìn về phía Lâm Bạch Bạch, mơ hồ vài cái, mới đưa ra chủ ý cho cô, nếu không, cô có thể báo với người nhà bệnh nhân, hoặc bạn bè của họ, chúng tôi sẽ chuyển giao lại cho cô. Phiền chết mất, chấm than ngoặc kép. Lâm Bạch Bạch không nói hai lời liền lấy điện thoại di động ra, xoay người, vẻ mặt tức giận bấm điện thoại của Tiểu Nhu. Phòng bệnh Trang Hạo Nhiên cùng mấy người Tô Lạc Hoành đều ngồi bên trong phòng bệnh, cùng lãnh mặc hàn vừa nói vừa cười, Trần Mạn Hồng cùng Nhã Tuệ cũng đều đã tới, cũng cùng bọn họ nói chuyện, Tiểu Nhu thì khéo léo đứng một bên, đem canh hầm nhân sâm trăm năm mà cha mẹ mình tối qua đã chuẩn bị thật tốt, thật cẩn thận đổ ra, đựng vào trong chén, nhẹ thổi. Tô Thủy Kỳ mặc áo blau trắng, cũng đứng bên cạnh giường bệnh, vừa nghe bọn họ đùa giỡn, vừa nhìn bệnh án của lãnh mặc Hàn, bác dịch ngồi một bên, chờ đợi Hàn Văn Kiệt đến, cùng nhau bàn bạc về chuyện châm cứu cho Uyển Thanh. Chuông điện thoại vang lên. Tiểu Nhu nghe thấy di động mình trong ba lô vang lên, cô lập tức đặt chén sứ xuống, mặt lại bộc lộ vẻ khẩn trương và ngốc nghếch từ trong túi mình, lấy điện thoại di động ra, đi tới trước cửa sổ sát đất, bàn tay nhẹ cầm di động, đáp lại, alo. Lâm Bạch Bạch tức giận cầm di động, đứng giữa đại sảnh, kêu lên, tôi nói, cô bây giờ đang ở đâu vậy? Tôi vì lời cha cô nói, mà ngồi ba giờ trên xe, đem cả bác Phúc đi cùng, xương cốt của chúng tôi đều muốn dã ra rồi đây, đến đây rồi, còn không cho chúng tôi đi vào. Ánh mắt tiểu nhu nhất thời sáng lên, tức khắc đầy hưng phấn cười kêu lên, các người tới rồi. Chấm hỏi ngoặc kép, thanh âm cao vút, mọi người cùng nhau ngừng nói, quay đầu nhìn cô, lãnh mặc hàn cũng nằm nghiêng trên giường, quay đầu, nhìn về phía Tiểu Nhu. Đã đến từ lâu rồi, mau ra đây." Chấm than ngoặc kép. Trong di động truyền đến giọng nói, đều vang khắp cả phòng bệnh, mọi người liền khó hiểu nhìn cô. "Được được được, tôi lập tức ra ngay." Chấm than ngoặc kép. Tiểu Nhu tức khắc vô cùng ngạc nhiên vui mừng và hưng phấn cúp điện thoại, lập tức cầm di động xoay người, trên mặt mừng rỡ như một đóa hoa vừa chớm nở, vui vẻ cười rộ lên, nói "Tôi, tôi, tôi ra ngoài một chút. Bạn tôi tới." Cô không nói hai lời, liền thần thần bí bí nhảy ra ngoài. Mọi người thấy cô bộ dáng bí hiểm như vậy, đều cảm thấy buồn cười, chỉ có Trần Mạn Hồng khinh bỉ nói, xem dáng vẻ cô ấy kìa, chỉ có khả hình mới chơi được với cô ấy thôi. Chấm than ngoặc kép, phốc, nhã tuệ không khỏi bật cười. Đúng rồi, nói đến khả hình, khả hình đâu rồi, Tô Lạc Hoành biết cô ấy tối hôm qua còn rất lo lắng cho tình hình của lãnh mặc hàn, liền kỳ quái hỏi. Tô Thủy Kỳ đặt bệnh án xuống, mỉm cười nhìn mọi người, nói cô ấy 5 giờ sáng mới trở về, cổ tay bị thấm nước, rất đau, tôi đem cô ấy đi làm vật lý trị liệu, thời gian phải lâu một chút, dự đoán rất mau sẽ tới đây, lúc đi, còn hỏi han tình hình của lãnh phó tổng và huyền thanh tiểu thư, tôi luôn bảo đảm với cô ấy, mới bằng lòng ngoan ngoãn đi. Trang hạo nhiên ngồi một bên, mỉm cười không lên tiếng, bởi vì cần báo trước sự việc của huyền thanh với bên Mỹ, vẫn chưa kịp đi gặp cô, cảm thấy cũng có suy nghĩ của mình, Tạm thời không biết nói gì. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, kìm lòng không được nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Nhã Tuệ đi ra mở cửa. Hàn Văn Kiệt mỉm cười đi tới, nhìn về phía mọi người gật gật đầu, nói chào các vị. Hàn thiếu gia, Tô Lạc Hoành cùng mọi người vội vã cười lên, Trang Hạo Nhiên đi qua, đích thân cùng anh bắt tay, mới cảm kích nói, lần này thật là cảm ơn cậu đã nguyện ý qua đây giúp. Hàn Văn Kiệt lập tức tươi cười, cùng anh bắt tay, mới lễ phép nói, anh quá khách sáo rồi, lương y như từ mẫu, đây là chuyện mà bác sĩ nên làm, huống chi, nghe nói bác dịch tiên sinh thuật châm cứu nổi danh khắp trốn cũng ở nơi đây, tôi vì có được vinh dự này mà cảm thấy rất vui. Bác dịch nghe lời này, lập tức mỉm cười đứng lên, đi tới cùng Hàn Văn Kiệt bắt tay nhau, nói, Hàn tiên sinh, rất vui khi được quen biết anh. Hàn Văn Kiệt sớm đã nghe danh bác dịch, cũng mỉm cười cùng anh bắt tay. Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên. Mọi người cùng nhau xoay người, nhìn về phía ngoài cửa. Tiểu Nhu lúc này đã hết sức hoan hỉ kéo bạn tốt nhất của mình, Lâm Bạch Bạch, còn dẫn theo một ông cụ gần 90 tuổi tinh thần minh mẫn, đi tới vui vẻ nói: "Tôi đã về rồi. Dẫn theo một lão thầy thuốc lợi hại nhất trong thôn chúng tôi qua đây. Thuật châm cứu của ông ấy rất lợi hại nha. Chị chân bị thương cho châu này, ngựa này, cừu nữa, rất lợi hại a." À. Một vài con gà rất lâu không đi được chỉ cần bác phúc chị một lần là đi được rồi. Lần này tôi phải xin cha tôi thật lâu, ông ấy mới đi mời được bác Phúc đến đây xem bệnh cho Huyền Thanh. Phúc, mọi người nhất thời bộc lộ vẻ mặt sướng sờ, cường điệu hóa, không cần suy nghĩ, khiếp sợ nhìn Tiểu Nhu. Trần Mạn Hồng ngồi một bên, vẻ mặt bất đắc dĩ chế nhạo, cảm thấy người này thực sự đem hết thể diện ném ở nhà rồi. Lãnh mạc hàn ngồi trên giường bệnh, cũng không khỏi lấp lánh ánh mắt nhìn Tiểu Nhu ngoặc kép chấm 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 ngoặc kép quang cảnh bầu không khí thật kỳ quái tô thủy kỳ hàn văn kiệt cùng bác dịch ba bác sĩ nổi danh không kể xiết trong nước đồng thời cùng nhau trầm mặc nhìn cô bộc lộ vẻ quái dị lúc này lâm bạch bạch đã đứng một bên đem mũ nổi đội lên sách hòm thuốc cũ kỹ của bác phúc đi tới mở to mắt bộc lộ tính cách ngay thẳng trực tiếp lanh lảnh nói các người không tin sao bác phúc của chúng tôi thực sự rất lợi hại ngay cả động vật cũng đều trị được Đừng nói gì đến con người. Đúng là thần y trong thôn chúng tôi a, à. tôi học tập cùng với ông ấy, cũng chỉ là học được một chút sơ sơ bên ngoài, tôi cũng chỉ được bệnh cảm. Bác Phúc vừa nghe, liền cảm thấy có tinh thần đứng một bên, hai mắt lấp lánh có thần, lúc nhìn mọi người xung quanh, hệt như Thái Cực Trương Tam Phong sao? Sao người sáng lập ra môn võ Thái Cực Quyền và Thái Cực Kiếm rất nổi tiếng ở Trung Quốc? Tô Lạc Hoành nghe lời này, thực sự nhịn không được cười rộ lên, hé miệng cúi đầu, làm bộ như không có việc gì, loáng thoáng nói cảm mạo người nào chẳng trị được, em gái à. Ánh mắt Tiểu Nhu sáng lên, thật vui vẻ nhìn về phía Tô Lạc Hoành cười rộ lên nói, làm sao anh biết được tên của cô ấy? Cô ấy tên Bạch Bạch, nhưng người trong thôn chúng tôi đều thích gọi cô ấy là Lâm cô nương, bạn trai cô ấy gọi Bảo Ngọc, nhưng mà chia tay rồi. Phụt, Trần Mạn Hồng vừa cắn một miếng táo, cũng nhịn không được phun ra, cúi đầu, ẩn nhẫn và run run cười đỏ mặt nhà đầu chết tiệt kia, chấm than ngoặc kép, lâm bạch bạch muốn giơ tay đánh tiểu nhu, tức giận nói, những lời này không nên nói ra. Nhanh lên một chút cho bác Phúc xem bệnh, ông ấy nói rồi, không ở trong thành phố qua đêm, nói nước uống không tốt, đồ ăn cũng không ngon, thứ này không tốt, thứ kia cũng không tốt. Làm phiền ông ấy sáng sớm mới 5 giờ liền cùng tôi ngồi xe qua đây, ngay cả thái cực quyền cũng không tập, tôi còn mãi nhìn một người trên đường, thiếu chút nữa bị cảnh sát phạt tôi vượt đèn đỏ được 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 chấm than ngoặc kép tiểu nhu tức khắc kéo bác phúc qua đưa đến trước mặt lãnh mặc hàn vui vẻ như vậy thẳng thắn nói lãnh phó tổng anh hãy tin tôi bác phúc là thầy thuốc giỏi nhất trong thông chúng tôi lần trước khả hình bị chúng nọc ong vẫn là ông ấy điều chế thuốc thuật châm cứu của ông ấy thực sự rất rất tốt chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn nhất thời không biết nên nói gì ngẩng đầu nhìn về phía tiểu nhu muốn nói thật nhưng lại không muốn làm tổn thương tấm lòng của cô trang hạo nhiên đứng một bên cũng nhịn không được cười rộ lên chỉ là anh vốn là một người tôn trọng bậc trưởng bối lại càng không vào lúc này đưa ra những lời nói phản đối bác phúc lúc này cũng không chú ý đến mọi người nữa đi lên phía trước dáng vẻ một trưởng lão nghiêm khắc đi tới trước mặt lãnh mặc hàn nói cậu ta chính là bệnh nhân tôi thấy ấn đường cậu ta vàng hai mắt có thần chỉ là dưới hốc mắt có xuất hiện tiêm máu dự đoán lồng ngực và phổi đều bị thương tôi đến bắt mạch xem chấm than ngoặc kép ông không nói hai lời liền vươn bàn tay gầy gò đầy đốm trong nháy mắt cầm chặt cổ tay lãnh mặc hàn dáng vẻ võ công cao cường cúi đầu nghe mệt cổ tay lãnh mặc hàn bị ông nắm lấy nhất thời không biết nên nói gì ngẩng đầu chỉ đành lộ vẻ quái dị nhìn tiểu nhu tiểu nhu vẫn vẻ mặt vui vẻ hài lòng tươi cười hạnh phúc đáng yêu như vậy nhìn lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn chỉ đành cười khổ cũng không phải coi thường lão thầy thuốc này chỉ là tay run run của lão thầy thuốc này so với mạch của chính mình còn nhiều hơn. Lúc này, Lâm Bạch Bạch không nói hai lời, liền phịch một tiếng, ở trước mặt mọi người, mở ra một hồn thuốc cũ kỹ, một trận mùi thuốc nồng nặc tỏa ra. Tiêu đồng lúc này vừa theo lời Trang Hạo Nhiên căn dặn đi giúp Khả Hinh xong quay về, tiến vào phòng bệnh, liền người thấy được mùi cỏ núi vô cùng nồng nặc, cô lập tức bị nghẹn đến mức phải thở chậm lại, kìm lòng không được dùng tay bịt mũi lại, cau mày tới hỏi cái. Này! là mùi gì vậy? Lâm bạch bạch thoáng cái từ trong hòm thuốc, lôi ra một đống thuốc mỡ màu đen được bọc trong túi trong suốt, ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người với tinh thần sáng láng, thái độ đầy vẻ đắc ý. Đây, đây, đây là, tô lạc hoành ngồi bên sofa, vẻ mặt ghét bỏ nghi ngờ, nhìn về phía cái đống đen đen kia, không nhịn được hỏi đây là cái gì? Lâm bạch bạch hài lòng nhìn về phía tô lạc hành, giãn ấn đường, cười rộ lên nói, đây là tiên đơn thần dược chuyên điều trị xương cốt của bác Phúc chúng tôi. Nó có một tên gọi rất huyền thoại, tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao. Phúc, ha 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 ha, Tô Lạc Hoành lúc này cũng không chú ý lễ nghi phép tắc gì nữa, không nhịn được ngẩng đầu lên, cười to lên, ôi trời, mẹ ơi, cười chết tôi rồi. Còn là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, chẳng lẽ ông ấy là Trương Tam Phong, vậy tôi chính là Trương Vô Kỵ sao sao, đến đây đi, làm gãy hai chân tôi, xem tôi có thể vượt qua được hay không. Ha 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 ha. Sao sao, một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Kim Dung. Bác Phúc lúc đang nghe mạch, thấy tiếng cười khoa trương kia của Tô Lạc Hoành, mặt đột nhiên lộ vẻ không vui, một tay bắt mạch, một tay từ trong hòm thuốc của mình, rút ra một cây châm nhỏ, hướng về phía Tô Lạc Hoành phóng thẳng đi. Vù, một tiếng. Tô Lạc Hoành lập tức ngồi trên sofa, mở to mắt thân thể không khỏi đứng hình. Một cây kim nhọn đâm thẳng vào huyệt thiên trung ở xương sườn thứ tư của anh, tức khắc cả người anh đều tê buốt. Mọi người cùng khiếp sợ nhìn anh. Bác dịch lúc này cũng không thể tin nổi đứng lên, trợn mắt nhìn về phía ông cụ gầy gò này, phải biết rằng huyệt thiên trung, hạ châm có nhẹ có nặng, nhẹ thì khiến người ta tê buốt, nặng thì thương tàn dẫn đến tử vong. Audio điện tử võ tấn bền chương 931 quỳ xuống toàn bộ người bên trong phòng bệnh dường như lập tức đều sống lại trang hạo nhiên vội vàng chạy đến đỡ bác phúc ngồi xuống ghế sofa lại nhanh chóng nhận lấy chiếc quạt tiêu đồng đưa tới một bên ân cần quạt cho bác phúc một bên vô xỉ cười nói ô kìa bác phúc bác chúng cháu đều là người trẻ tuổi mắt mờ có mắt như mù vốn dĩ không biết thực ra bác là một người tuyệt vời như vậy hãy tha thứ cho ánh mắt thiển cận của chúng cháu chấm than ngoặc kép đúng vậy đúng vậy chấm than ngoặc kép, lâm sở nhai lập tức xun xoe như con chó con, đứng bên cạnh bác Phúc, một bên đấm lưng cho ông, một bên không biết xấu hổ cười nói, bác Phúc. Bác biết mà, chúng cháu đều là người trẻ tuổi lớn lên ở nước ngoài, cho nên kiến thức không có nhiều. Vừa lúc bác tiến vào, cháu đã nhìn ra bác là người có tay nghề giỏi. Vừa nhìn cũng biết là một người có võ công cao cường, thế nhưng cháu chưa kịp nói gì, liền bị cái tên xúc sinh kia không lễ phép mà ồn ào bác lại cho hắn hai cây châm suýt giết chết hắn bác phúc bình thường là người không thích nói chuyện vẻ mặt nhàn nhạt tỏ vẻ cứng rắn đôi chân tách ra ngồi trên sofa hai tay nắm chặt đầu gối nghiêm túc nhìn về phía tô lạc hoành phía đối diện giống như một người bề trên tô lạc hoành vẫn như cũ còn là một trận tê buốt ngồi trên sofa mắt mở thật to miệng cũng há to vừa duy trì dáng vẻ đó vừa nghĩ đến câu nói kia đến đây đánh gãy đôi chân của tôi xem tôi có thể vượt qua được biểu tình này hay không, sợ đến mức trên trán đổ đầy mồ hôi, cũng không dám nhúc nhích. Thậm chí bác dịch đã nhắc nhở anh, nếu tiếp tục nhúc nhích, nửa thân dưới của anh cũng có thể không sử dụng được nữa. Anh muốn khóc. Lập tức, Tào Anh Kiệt cùng bà xã bê một đĩa sen tuyết, giống như mời cha mẹ, cúi người xuống, khuôn mặt tươi cười nhìn bác Phúc nói, bác Phúc, bác là người rộng lượng chắc sẽ không so đo với đám tiểu nhân chúng cháu. Biết bác không thích uống nước trong thành phố, lại thích ăn hoa quả trong thành phố, đây là sen tuyết được trồng trên núi Trường Bạch, mời bác ăn thử. Vẻ mặt bác Phúc cứng rắn khẽ ngăn lại, trầm mặc ngồi trên sofa, tự mình săn ống tay áo bộ quần áo phong cách Trung Quốc của chính mình. Lãnh mặc hàn ngồi một bên, nhìn thái độ này của ông, có chút sốt ruột. Tô Thủy Kỳ, Hàn Văn Kiệt, bác dịch là ba bác sĩ trẻ tuổi của cả nước, đồng thời đứng một bên, từ cái nhìn của một người bác sĩ, mặc dù đối với y thuật của ông lão sắp 90 tuổi này có chút hoài nghi, nhưng vẫn khiếp sợ nhìn ông một bên bắt mạch cho lãnh mặc hàn, một bên lấy ra một chiếc châm nhỏ, nhẹ nhàng châm chúng giữa huyệt vị trên người anh, phải nói đến cách xuống châm cùng rút châm kia, thật sự đây chính là tuyệt kỹ lợi hại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Tiểu Nhu biết bác Phúc chỉ đơn giản thích uống trà bích loa xuân, hơn nữa dù ông đi đến chỗ nào đều mang theo ấm cùng lá trà đi theo, liền vội vàng đi pha trà. Này, 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 Trang Hạo Nhiên lập tức vươn tay, gọi Tiểu Nhu lại, khẩn trương nói, bác Phúc không có thói quen uống nước thành phố, ô nhiễm thật sự rất nghiêm trọng. Cha tôi vừa qua đây thăm Mạc Hàn có để lại một bình nước khoáng lấy từ trên núi xuống, lập tức lấy đi pha trà. Tại sao bác Phúc có thể uống loại trà này chứ? A, à, vâng, Tiểu Nhu nghe lời này, tức khắc cầm ấm trà cùng lá trà, đi qua bên người lãnh Mạc Hàn, tới bên một cái bàn, chuẩn bị pha trà, Tiêu Đồng thấy vậy cũng vội vàng đi qua cùng Tiểu Nhu pha trà. Lâm Bạch Bạch vẫn như cũ đầu đội chiếc mũ nổi ghét bỏ nhìn mấy người trong phòng bệnh, mỗi người đều không biết xấu hổ mà xun xoe. Cô tặc lưỡi lắc đầu, theo lời dặn dò của bác Phúc, lấy ra một ít thuốc mỡ màu đen từ trong một hộp màu đỏ đậm, bỏ vào trong một chiếc hộp hình vuông, không biết chuẩn bị để làm gì, nhưng nhìn cô gái này thuần thục sử dụng tay không áng chừng lượng thuốc, vô cùng thành thạo. Bác dịch cùng Hàn Văn Kiệt là hai kỳ tài trong giới đông y, nhất thời theo bản năng người thấy bên trong có nghiêu hoàng, xả hương, gốc ớt, thiên hương. Còn có rất nhiều loại không biết tên, thậm chí còn có thể ngửi thấy một chút mùi tanh từ máu động vật. Lâm Bạch Bạch cứ như vậy cẩn thận đem thuốc bỏ vào trong chiếc hộp hình vuông. Tô Lạc Hoành liếc mắt nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Lâm Bạch Bạch, đầu cô đội chiếc mũ nồi, có chút nhỏ bé xinh đẹp như vậy, rốt cuộc anh sợ đến nỗi toàn thân chảy đầy mồ hôi, có chút khẩn trương cùng lo lắng nhưng không thể nói thành lời, hàm răng va vào nhau lập cập nói, tốt. Cô thật tốt, Lâm, em gái Lâm, đến, mau đến xem huyệt cho anh mau 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 giải huyệt cho anh lâm bạch bạch nghe lời này tức khắc xoay mặt vẻ mặt vô cùng ghét bỏ nhìn về phía anh cười trừ nói trương vô kỵ chắc anh rất thích xem phim ỷ thiên đồ long ký nhỉ còn điểm huyệt với trả giải huyệt làm gì có chuyện đó nếu quả thật hai ngón tay có thể chọc chết anh tôi đã sớm làm như vậy này nha đầu chết tiệt kia tô lạc hoành nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía lâm bạch bạch vừa rồi còn cảm thấy cô xinh đẹp còn gọi cô là em gái, tôi khinh. Lúc này bác dịch nhìn vẻ mặt của bác Phúc, không giống với người toan tính cho lắm, lập tức cất bước đi qua, cẩn thận từng ly từng lý rút châm ra, thở phào nhẹ nhõm. Bác Phúc ngẩng đầu, đôi mắt lợi hại nhìn về phía bác dịch. Mà vào lúc này, Tô Lạc Hoành cảm thấy đã được giải cứu, liền ngồi xuống dựa vào ghế, hai tay rũ xuống, thở dốc, sức lực dần được hồi phục, khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay, bộ dạng như muốn khóc nói, hù chết lão tử rồi đến đây trà bích loa xuân đến đây chấm than ngoặc kép tiêu đồng vẻ mặt khẩn trương bê một ấm trà bích loa xuân hương vị vùng giang nam đi đến đầu tiên là đá tô lạc hoành một cái tức giận đưa mắt ra hiệu khẽ gọi anh còn không đến đây cho tôi mau kính trà lần sau mà còn không lễ phép như thế một kim của bác phúc sẽ đâm chết anh chấm than ngoặc kép đúng vậy xúc sinh còn không đứng lên cho tôi trang hạo nhiên vừa thu lại cây quạt chỉ vào tô lạc hoành bày ra dáng vẻ khoa trương kêu lên. Tô Lạc Hoành vừa nghe lời này, anh biết vừa rồi là mình làm sai, vì anh em vội vã gắng sức ngồi dậy, hai tay run rẩy nhận lấy chén trà đi tới trước mặt bác Phúc, quỵ gối xuống, nâng cao chén trà, ngẩng đầu lên, một bộ dáng sống dở chết dở, hai mắt rơi lệ, hối hận nói, thầy. Thầy đừng trách con, con trẻ người non dạ, có mắt như mù. Mới vừa rồi là con không lễ phép xông tới, thầy tha thứ cho con, uống chén trà này, cái gì mà gọi là thầy, anh cũng không phải là học trò của ông. Lâm Bạch Bạch đứng một bên, tiếp tục quát anh. Tô Lạc Hoành nhất thời tức giận quay đầu, nhìn về phía Lâm Bạch Bạch kêu lên, tôi muốn bái bác Phúc làm thầy không được sao. Bác Phúc lại nhíu mày nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Tô Lạc Hoành lại bày ra dáng vẻ thành khẩn nhìn về phía bác Phúc, vừa điềm đạm đáng yêu vừa khóc nói, thầy tha thứ cho con đi. Con sai rồi, năm đó con không nên tự ý xuống núi. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, liền ra vẻ tức giận, nâng cây quạt trong tay đánh vào tay Tô Lạc Hoành, kêu to, xúc sinh. Đã lúc nào rồi còn vui chơi, đứng đắn một chút, chấm than ngoặc kép. Tô Lạc Hoành lại dơ cao chén trà, ngẩng đầu làm ra dáng vẻ muốn khóc nhìn về phía bác Phúc, nói, bác Phúc. Bác đại nhân đại lượng không chấp kẻ tiểu nhân con, em gái của Mạc Hàn là một cô gái tốt, bởi vì bị người ta nghiêm hình bức cung, bị bẻ gãy cả hai tay hai chân. Hiện nay tất cả mọi người đều vô cùng lo lắng cho cô ấy, tìm đến rất nhiều thầy thuốc nhưng đều không được, hy vọng bác Phúc có thể giúp đỡ một chút. Nếu như bác có thể giúp cho thân thể Uyển Thanh khỏe mạnh, cháu liền thay mặt anh em, cúi đầu lại bác. Ngoặc kép, lời này nói ra có biết bao nhiêu chân tình. Lãnh mặc hàn ngồi một bên, nghe Tô Lạc Hoành nói lời này, trong lòng không khỏi ấm áp. Bác Phúc vẫn như cũ mang dáng vẻ cứng rắn, nhìn Tô Lạc Hoành. Tô Thủy Kỳ cùng bác dịch, Hàn Văn Kiệt ba người cũng mỉm cười nhìn về phía bác Phúc, vô cùng tôn kính cùng lễ phép nói, lần điều trị này chúng cháu là bác sĩ chính, thế nhưng y thuật Trung Hoa của bác vô cùng phong phú, chúng cháu tin rằng bác Phúc nhất định có thể phát hiện ra vấn đề mà người trẻ tuổi chúng cháu không tìm được, mong bác Phúc xem quá trình trị liệu cho bệnh nhân của chúng con, chỉ dạy một số điều. Đúng đúng đúng, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành vội vã quỳ tiến lên mấy bước, nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc vẫn như cũ không nói lời nào, hít mắt lại, nhìn tô lạc hoành. Tiêu Đồng đứng một bên, vô cùng lo lắng, nhìn dáng vẻ như không muốn nói chuyện kia của Bác Phúc, liền khẩn trương ghé sát vào tai Tiểu Nhu, nhỏ giọng nói: "Tôi nói này Tiểu Nhu, thế nào tôi cũng thấy là Bác Phúc không thích nói chuyện vậy." Tiểu Nhu quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, hai mắt mở to, thần bí nói: "Bác Phúc chính là không thích nói chuyện. Nhất là trong lúc chữa bệnh càng không thích nói chuyện. Khi ba tôi tìm ông ấy để xem ông ấy chữa bệnh, ông ấy đều trực tiếp nhét vào miệng ba tôi một cây cỏ, khiến ông quay trở về." thật là châu bò, chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tiêu đồng biểu lộ vẻ mặt gian nan nhìn tiểu nhu, cười khổ. Ta coi cậu, đứa nhỏ này, đúng là có thiên phú, rốt cuộc bác phúc cũng không để mọi người chờ đợi, lặng lẽ mở miệng. Ách, tô lạc hoành nghe lời này, lập tức há hốc mồm nhìn về phía bác phúc, nói, học, học võ công sao. Trang hạo nhiên vừa nghe lời này, cầm cây quạt đánh vào đầu của tô lạc hoành, tức giận nói bác phúc nói là cậu có thiên phú về y học không biết xấu hổ chấm than ngoặc kép a à, chấm than ngoặc kép tô lạc hoành vừa nghe lời này vẻ mặt như bừng tỉnh hiểu ra cười rộ lên nhìn về phía bác phúc nói xem ra cháu cùng với bác phúc thật có duyên cậu có đồng ý cùng tôi học hỏi về y thuật không bác phúc đột nhiên nghiêm mặt mở miệng hỏi ách à, cháu cháu tô lạc hoành nhất thời khiếp sợ mở to mắt nhìn về phía bác phúc Chính mình hồi bé viết lý tưởng của mình là theo đuổi các cô gái đẹp trên thế giới, chưa từng nghĩ tới vấn đề vì dân phục vụ như thế này. Có nguyện ý không? Bác Phúc hỏi lại. Nguyện ý? Cậu ta đương nhiên nguyện ý. Lâm Sở Nhai vội vàng hướng Tô Lạc Hoành đưa mắt ra hiệu, tức giận cậu ta cầu còn không được. Có một người thầy như Trương Tam Phong, phải không? Súc Sinh, chấm than ngoặc kép. Bác Phúc của chúng tôi xưa nay không nhận học trò. Lâm Bạch Bạch cũng nhìn Tô Lạc Hoành có chút hâm mộ đố kỵ nói tôi cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa học tập đúng là chấm than ngoặc kép tiểu nhu lập tức cảm động cười nhìn tô lạc hoành nói bác phúc của chúng tôi lâu nay không thu nhận học trò nếu như ông ấy đồng ý dạy anh sau này anh bị ốm hay phát sốt cũng không cần đến bác sĩ chấm than ngoặc kép lão tử bị ốm phát sốt vốn không cần uống thuốc tô lạc hoành nhất thời ngây ngốc giật mình khẩn trương nhìn chằm chằm vào anh lãnh mặc hàn cũng tự mình bật cười lập tức cảm thấy đầu ngón tay mát lạnh, vì anh em, anh lập tức đặt chén trà xuống, hai tay trống xuống đất, đầu cúi xuống, kêu to thầy, xin nhận của học trò một lại. chương 932, Tuệ Căn Vù, vù, chấm than ngoặc kép, tô lạc hoành không ngừng đối với cái mặt gương trong phòng bệnh, vươn hai ngón tay, để ở trên khuôn mặt, làm bộ thần bí, vèo một tiếng, làm bộ là người có võ công cao cường, mở to mắt nhìn về phía chính mình trong gương kia, phần chán cao cao, rốt cuộc tuệ căn ở nơi nào. Anh có chút không dám tin tưởng, lại nhíu mày, hít mắt, nhìn chán của mình, rốt cuộc là có tuệ căn hay không. Nhìn thế nào cũng chỉ thấy, xuất, nhìn thế nào cũng. Không thấy tuệ căn đâu. Tiêu đồng mang một ly bích loa xuân đến, liếc bộ dáng kia của tô lạc hoành, chật chật cười một tiếng, vẻ mặt tươi cười, đi về phía bác Phúc, mời ông ấy uống trà. Bác Phúc tiếp nhận ly bích loa xuân kia, vừa uống vừa nghe tô thủy kỳ nói tiếp bệnh tình của huyền thanh, còn có bác sĩ ở Mỹ sẽ tiếp nhận ca gãy xương này, bác dịch cũng đưa ra ý kiến của mình, nói qua về việc châm cứu, để kích thích tổ chức thần kinh trung ương của cô, anh chỉ uống một hớp trà, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình gì. Hàn Văn Kiệt luôn luôn so với bất kỳ ai cũng bình tĩnh hơn, nhìn dáng vẻ của bác Phúc như vậy, liền không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi. Lãnh mặc Hàn ngồi ở một bên, có vẻ nóng nảy, bức thiết nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người, Thanh âm thô giáp, không chút nào khoe khoang, trực tiếp nói, kích thích thần kinh, kỳ thật không có hiệu quả lớn. Đôi đứa bé sau khi phục hồi cũng không tốt, hơn nữa dễ khiến cho bắp thịt co giãn không bình thường, thậm chí có thể khiến cho nó bị teo lại. Lúc trước ta có gặp trường hợp một bệnh nhân trúng gió, cũng xuất hiện tình trạng này. Hàn Văn Kiệt cùng bác dịch đồng thời gật gật đầu. Bác Phúc nhìn sang Hàn Văn Kiệt cùng bác dịch, đôi mắt lợi hại, giọng nói hàm hậu lại tràn đầy khí thế. Nói cho nên muốn kích thích thần kinh cho đứa nhỏ này, ta đề nghị dùng phương pháp trường nóng huyệt vị, hai người các cậu trước sau giữ lấy huyệt khúc trì, huyệt nội quan, huyệt ngoại quan, huyệt hợp gốc, đồng thời thi châm cho cô ấy. Ta muốn trước đi xem đứa nhỏ kia đã, chấm than ngoặc kép. Ông nói cho xong, cũng đã để Lâm Bạch Bạch cầm lên hòm thuốc, bước nhanh đi ra. Mọi người cũng theo ông đi ra ngoài, lãnh mặc hẳn cũng muốn vén chân, khẩn trương theo sát bác Phúc đi ra ngoài. Tiểu Nhu liền bước lên phía trước đỡ anh cùng đi. Phòng chăm sóc đặc biệt. Hộ sĩ nghe theo phó viện trưởng cùng Tô Thủy Kỳ phân phó, mở cửa phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó muốn bọn họ mặc y phục vô khuẩn, bác Phúc cũng mặc vào y phục vô khuẩn màu trắng trong suốt, mang mũ cùng khẩu trang, cùng Tô Thủy Kỳ, bác dịch, còn có Hàn Văn Kiệt ba người cùng nhau đi vào phòng bệnh. Lão nhân ra ngày hai mắt lợi hại nhìn huyền thanh sắc mà tái nhợt đang yên tĩnh nằm trên giường, mi mắt rủ xuống, lại thấy phía dưới có màu đỏ tím rất nhỏ, hơn nữa mang mặt na oxy tiếng hít thở thật không bình thường. Ông không nói hai lời, lập tức tiến lên, đi tới bên người Uyển Thanh, tuy tay run rẩy, nhưng lực lại hơi chặt, cúi xuống phía dưới, hít mắt tĩnh tâm nghe mạch. Hàn Văn Kiệt cùng Tô Thủy Kỳ, bác dịch chờ người, đứng ở bên trong phòng bệnh, thập phần khẩn trương nhìn ông, Trang Hạo Nhiên cùng lãnh mặc Hàn đứng ở bên ngoài cửa sổ thủy tinh phòng chăm sóc đặc biệt, cũng vô cùng khẩn trương nhìn vào bác phúc sau khi bắt mạch cho uyển thanh xong hai tay lập tức trùng điệp nhấn vào lồng ngực uyển thanh đè xuống quan sát mắt dưới của cô thân thể uyển thanh có chút phập phồng khí huyết phía dưới quầng mắt dần dần tiêu biến giọng nói thô giáp của bác phúc lại vang lên đứa nhỏ này từng bị thương xương cốt ở sau vai vừa mới làm cho xương cốt trở lại vị trí cũ đúng không vâng tô thủy kỳ vội vã lên tiếng trả lời bác phúc gật đầu ngón tay lại lập tức kéo xuống mi mắt phía dưới của huyền thanh nhìn chăm chú võng mạc của cô thấy có màu tím ông lập tức nói không tốt đứa nhỏ này trên người độc tố còn chưa tan hết độc đã xâm nhập vào gan lập tức lấy mai hoa châm của ta đến đây chấm than ngoặc kép ông nhanh chóng muốn châm cứu cho huyền thanh ách chấm than ngoặc kép tô thủy kỳ lại vào lúc này đưa ra nghi vấn nhìn về phía bác phúc thập phần tôn kính cười nói bác phúc ngài chỉ trúng độc có phải hay không là võng mạc phía dưới mắt có màu tím, đó là bởi vì bọn cháu tiêm kháng sinh vào cho cô ấy, khiến cho kháng thể hình thành, điều này cần có thời gian, sau khi tiêu viêm trừ sưng, nó mới bài tiết ra ngoài cơ thể. Chấm than ngoặc kép, bác Phúc đứng ở đó, nghe những lời này, chỉ là trầm mặc nhìn Tô Thủy Kỳ. Trong lòng Tô Thủy Kỳ cũng có chút hơi run, nhìn về phía bác Phúc. Hàn Văn Kiệt đứng ở một bên, cùng bác dịch liếc mắt nhìn nhau, nhưng cũng không lên tiếng, từ cổ trí kim, Trung Y cùng Tây Y luôn luôn có quá nhiều tranh luận, chỉ là giữa đại dương minh mông ấy, Trung Y mới có thể phát triển. Lâm Bạch Bạch cũng mặc trang phục kháng khuẩn, tay mang hòm thuốc, có thể cảm nhận được, bầu không khí bên trong phòng bệnh có chút không đúng lắm, nhưng vẫn là chậm rãi yếu ớt đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đem hòm thuốc đặt xuống, từ trong hòm, lấy ra mai hoa châm, đưa cho bác Phúc. Bác Phúc lập tức tiếp nhận mai hoa châm, âm thanh cứng rắn nói, tuổi còn trẻ, đừng có tùy tiện coi rẻ trung y đã có trong lịch sử Trung Hoa từ ngàn năm trước. Tây y đều là dùng cho bệnh nhỏ dẫn đến bệnh nặng, lại sản sinh máu kháng thể. Đến lúc đó, máu không độc tức là có độc, đứa nhỏ này tâm, gan, đảm, tì, tất cả các bộ phận đều đã bị tổn hại, thời gian để kháng thể tập trung bài tiết các độc tố quá lâu, ảnh hưởng đến công năng của máu, dĩ nhiên sẽ dẫn đến thần kinh của cô ấy bị héo mòn. Ánh mắt Hàn Văn Kiệt lúc này không khỏi sáng lên, nhìn về phía bác Phúc tô thủy kỳ đứng ở một bên cũng không lên tiếng bác dịch lại nhìn lâm bạch bạch từ bên trong lấy ra bối mẫu tứ xuyên cây như tất xuyên khung sao toàn bộ quấn ở trong mảnh giấy vàng nhỏ đốt nóng dưới ngọn lửa nhỏ sau đó cẩn thận từng ly từng tí ấn xuống theo bác phúc phân phó đặt ở trên các huyệt vị của huyền thanh anh biết ba vị thuốc này giúp lưu thông máu thông khí hiệu quả nhất là cây như tất ở thời cổ rất có lợi cho việc lưu thông khí huyết ở các khớp tay chân sao sao đây đều là các vị thuốc đông y Bác Phúc lập tức rút châm từ trong túi ra, lấy ra mai hoa châm, phân phó Bạch Bạch nói, tìm đúng huyệt gan du của cô ấy. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, Lâm Bạch Bạch tức khắc cất bước tiến lên, cùng hộ sĩ sau khi hơ nóng mảnh giấy vàng kia, liền lập tức cuộn lấy thân thể đang hôn mê của cô. Tô Thủy Kỳ trong thời khắc trọng yếu này của Uyển Thanh, muốn xuất thủ ngăn cản lại, Hàn Văn Kiệt mạnh mẽ kéo lấy cổ tay anh, nhìn về phía Bác Phúc, lắc lắc đầu. Anh liền phải dừng lại động tác yên tĩnh nhìn bác Phúc tiếp tục châm cứu. Nghi tâm bác dịch cũng đột nhiên nhăn lại. Bác Phúc rút ra một cây mai hoa châm dài nhất, sắc mặt ngưng động, cầm theo cây mai hoa châm kia, nhìn bạch bạch cùng hộ sĩ đem huyển thanh đang trong hôn mê hơi lật lại, bạch bạch nhẹ ấn ngón tay, chạm tới huyệt gan du của huyển thanh, cười rộ lên nói là tìm được rồi, ông tức khắc tiến lên, sử dụng mai hoa châm, chậm rãi đi xuống từ phần eo của huyển thanh, cho đến huyệt gan du bên cạnh vị trí tích tụ máu, ngón tay hướng mai hoa châm đâm xuống không lâu sau máu đen trong cơ thể uyển thanh theo mai hoa châm lui ra ngoài mọi người đều ồ lên bác phúc lại trực tiếp sử dụng cây mai hoa châm mới hướng tới đầu gối khuỷu tay các huyệt vị quan trọng vừa đâm xuống vừa nói thẳng tục ngữ nói quy tắc chung không đau thì không thể thông bách bệnh cũng đều do máu độc tạo thành nếu muốn cho thần kinh hoạt động lại bình thường trước tiên sẽ phải bắt đầu từ khí huyết chấm than lại thông qua châm cứu trường nóng, xoa bóp, qua một khoảng thời gian, tất nhiên sẽ có tiến triển tốt. Chỉ là trước đó đã làm phẫu thuật, không thể tiến hành trị liệu trên diện rộng, rất sợ các bắp thịt của cô xung đột mà bị héo rũ. Chấm than ngoặc kép, Hàn Văn Kiệt lập tức mỉm cười gật đầu, cũng phải côn nhận biện pháp của ông. Bác sĩ cũng chậm chạp thở phào nhẹ nhóm, nhìn về phía lão nhân gia này, xuất khẩu liền biết ông ấy bác học nhiều tài, khó trách người khác nói, kỳ tài có lợi hại hơn nữa cũng ở nhân gian mà thôi bác phúc vì khí huyết tích tụ lại trên thân thể uyển thanh tại các huyệt vị máu toàn bộ đều được đây ra sau lại cẩn thận từng ly từng tí vị uyển thanh xoa bóp các huyệt vị cho cô thậm chí mỗi ngón tay đều xoay tròn thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ lại lật ra bên ngoài phát hiện ra dây thần kinh nơi đầu ngón tay trái của cô vừa nhảy ông lại từ từ vì cô xoa bóp mọi người lại thật khẩn trương nhìn về phía ông ấy lâm bạch bạch cũng đứng ở một bên vô cùng tập trung liên tục đốt giấy thuốc vàng đưa cho bá phúc đặt ở trên các huyệt vị của huyền thanh, bác phúc thậm chí tự mình đốt khung mặt sao, quấn lại, đặt ở mi tâm huyền thanh, quan sát đến sắc mặt của cô khi vừa mới rút máu xong, sắc mặt lại hồng nhuận, máu tụ lại dưới hai mắt lập tức tan biến, ông thong thả gật đầu, nói, để cho cô ấy ngủ một giấc thật tốt đi. Khung mặt vốn có tác dụng tốt cho việc ăn thần, kích thích dây thần kinh hoạt động. Lãnh mặc hàn thở sâu một hơi, mang theo vài phần cảm kích nhìn về phía bác phúc. Hàn Văn Kiệt cùng bác dịch nhanh chóng tiến lên, cùng bác Phúc thương thảo phương pháp trị liệu có liên quan bệnh tình của Uyển Thanh sau này, bác Phúc đầu tiên đưa ra giải thích của mình, tất cả chờ sau khi Uyển Thanh phẫu thuật xong, sau đó sẽ thảo luận phương pháp trị liệu có liên quan thương định, chỉ là bác Phúc tuổi tác xác thực cũng đã lớn, đưa ra đề nghị, tự ông có thể nắm chắc, còn lại cũng chỉ trông chờ vào Hàn Văn Kiệt cùng bác dịch. Tô Thủy Kỳ đứng ở một bên, thập phần lắng nghe. Lúc này, đường khả hình cũng vừa hoàn thành xong vật lý trị liệu ở tay, cùng cặp song sinh đi tới phòng chăm sóc đặc biệt. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, Tiểu Nhu vui vẻ chạy đến trước mặt đường Khả Hinh, hai tay kích động nắm chặt bàn tay của chị em tốt, hưng phấn cười nói, tôi mời lão trung y lợi hại nhất thôn chúng ta tới đây, chữa bệnh cho chị Uyển Thanh. Bác Phúc của chúng ta rất lợi hại nha, chấm than ngoặc kép, thật vậy sao, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh lập tức tin tưởng, cùng cô ấy hưng phấn kích động cười rộ lên, quả nhiên xác thực câu nói kia của Trần Mạn Hồng, cũng chỉ có đường khả hình mới chịu bồi người này chơi đùa. Ừ, cô mau đến xem đi. Chấm than ngoặc kép, tiểu nhu kéo đường khả hình đi tới trước cửa sổ thủy tinh, cũng đã nhìn thấy bác Phúc trên trán tràn đầy mồ hôi, nhanh chóng đi ra, khả hình lập tức cảm thấy vô cùng thần kỳ nhìn về phía lão nhân ra này. Bác Phúc mới mới vừa đi ra khỏi phòng bệnh, lại không hiểu sao nhìn về phía đường khả hình, đôi mắt sắc bén chợt lóe. Đường khả hình thật dịu dàng nhìn về phía bác Phúc, trên mặt lộ ra mấy phần tươi cười. Bác Phúc hít hít mắt, ở trước mắt Bao người, đi tới trước mặt Đường Khả hình tay trong nháy má nắm chặt cổ tay cô, thăm dò mạch đập của cô. Đường Khả hình nhất thời giật mình, ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn về phía Bác Phúc, lập tức há hốc mồm. Bác Phúc lại vừa thăm dò mạch đập, vừa nhìn về phía Đường Khả hình hơi chút kinh ngạc nói, cô có phải cũng từng trúng qua nọc ong ở thôn chúng ta hay không? Chương 933, thuốc giải bên trong phòng bệnh đường khả hình được trang hạo nhiên nhẹ đỡ nằm ngửa trên giường bệnh sau đó đưa tay phải ra ôn nhu đặt sang một bên hơi bộc lộ một chút khẩn trương nhìn bác phúc bác phúc trầm mặt ngồi ở một bên sau đó vươn tay nhẹ nắm cổ tay cô thật cẩn thận bắt mạch cho cô thái độ nghiêm túc kia khiến cho mọi người đều khẩn trương trong lòng suy nghĩ chẳng lẽ cơ thể khả hình còn có vấn đề gì sao trang hạo nhiên đối với chuyện này lại càng nghiêm túc nhìn về phía bác phúc Bác Phúc lại nghiêm túc và cẩn thận cau mày, nặng nề cúi đầu, trầm mặc nghe mạch, nhã tuệ không hiểu bỗng cảm thấy trái tim đập thình thịch, tay bất giác nắm lấy tay Trần Mạn Hồng, tiểu nhu cùng lâm bạch bạch lại càng tò mò nhìn, không bao lâu sau, ông rốt cuộc mang theo vài phần kinh ngạc, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn đường khả hinh nói cô chúng độc này là do bảy loại côn trùng điều chế thành nọc độc chính. Chủ yếu là nọc ong, sau đó còn có độc rắn, rết, bọ cạp, nhện độc, cóc độc, cuối cùng là một loại nọc độc thằn lằn đường khả hình nghe lời này ra đầu không khỏi tê dại mấy cô gái nghe thấy đều không nhịn được cảm giác cả người ớn lạnh lúc này lãnh mặc hàn cũng vừa mới được gian thành cùng mỹ linh đỡ đi đến nghe nói như thế cũng tức khắc bộc lộ vài phần kinh ngạc nói ông lão ngài thật là y thuật cao siêu ngay cả chuyện này cũng biết bác phúc lập tức nặng trĩu quay đầu nhìn lãnh mặc hàn nói tôi đương nhiên biết việc này bởi vì loại độc này cũng chỉ huyện từ văn trấn cao viễn mới có thôn chúng tôi từng có vài người đi đến đó, buôn bán che chúc, không cẩn thận chúng chất độc này, vẫn là tôi giải cho. Trấn Cao Viễn, Nhã Tuệ không nhịn được kêu lên, nhìn về phía Bắc Phúc, càng cảm thấy một trận rét lạnh nói, đây không phải là thị trấn ở quê tôi sao. Cha mẹ tôi hiện tại cũng đang sống trong thôn Thủy Hương phía tây Trấn Cao Viễn. Chính là thôn Thủy Hương, Bác Phúc ngừng đầu, lại vẻ mặt nghiêm túc khẳng định nhìn Nhã Tuệ, Nhanh chóng nói, thôn Thủy Hương có một rừng trúc sản sinh ra rất nhiều loại rắn độc vàng nhỏ. Sang hàm của rắn độc vàng này có chứa kịch độc, thậm chí một vài giống rắn chủ yếu trong đó có thể được huấn luyện. Lấy mật của chúng có thể điều chế được loại thuốc giải tốt nhất. Lãnh Mặc Hàn nghe lời này, lập tức cùng đám người giang thành tất cả đều hưng phấn, bởi vì người áo đen cũng đang không ngừng chạy đến huyện Tử Văn, địa chỉ mà y tá kia giao cho mặc dù vô cùng chính xác, nhưng lại nghe nói nơi đó bốn phía tất cả đều là rắn độc. Đi vào chỉ có thể chết, đều đang suy nghĩ cách giải quyết, hiện tại anh lại nghe bác Phúc nói như vậy, lập tức có chút ngạc nhiên vui mừng nói, "Bác Phúc, nếu như vậy, ngài có thể có biện pháp cụ thể để giải độc này sao?" Đương nhiên, chấm than ngoặc kép, bác Phúc quay đầu, nhìn thấy dáng vẻ đường khả hinh như vậy, hai mắt ông lại lóe sáng, giữ chặt cổ tay cô, rồi lại nhìn bàn tay của cô gái dịu dàng này, lộ ra màu da tự nhiên, ông lại gật gật đầu nói, "Vị tiểu thư này may mắn được cứu đúng lúc." cho nên mới tránh nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng vì chúng độc này, có một độc tính chết người, gây tổn hại tử cung người phụ nữ. Sợ rằng tương lai vấn đề sinh con sẽ hết sức khó khăn. À, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nhất thời nhìn về phía bác Phúc, khiếp sợ kêu lên, Cháu, cháu, cháu không thể sinh con sao? Chấm hỏi ngoặc kép. Trang hạo nhiên nghe lời này, cũng nhịn không được bộc lộ vài phần khẩn trương nhìn về phía bác Phúc. Bác Phúc ngừng đầu, thẳng thắn nhìn về phía đường khả hình thật lòng nói cháu phải hiểu rằng mặc dù nọc độc trong cơ thể cháu đã được giải thế nhưng lúc đó nó đã tiến vào tận lục phủ ngũ tạng của cháu thậm chí lúc đó cháu còn cùng sinh hoạt vợ chồng với đàn ông đẩy nhanh tốc độ lưu thông máu gia tăng độc tính đừng nói từ cung tổn hại có thể giữ được tính mạng đã xem như tốt lắm rồi chấm than ngoặc kép đường khả hình sắc mặt tức khắc trắng bệch tay không khỏi run rẩy nắm chặt phần trang phục trước lồng ngực nhã tuệ Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu cùng mấy cô gái, cũng nhất thời cảm thấy khổ sở, sinh con là thiên chức của phụ nữ, lại càng là khát khao, ngoại trừ những phụ nữ độc thân, có bao nhiêu phụ nữ đều khát khao được làm mẹ. Trang Hạo Nhiên nhất thời đem đường khả hình ôm vào trong lòng, mạnh tay vỗ vỗ bả vai cô, lại nặng nề ngẩng đầu, nhìn về phía bác Phúc, nói, vậy bác Phúc, có cách nào cứu chữa được không? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, bác Phúc ngẩng đầu, trầm mặc nhìn đường khả hình. Đường khả hình cũng tức khắc đấm lệ ngừng đầu, nhìn bác Phúc. Bác Phúc cũng trầm tư suy nghĩ. Bác Phúc, chấm than ngoặc kép, tiểu nhu nhất thời thật khẩn trương quỳ trước mặt bác Phúc, ngừng đầu lên, đau lòng nhìn ông, cầu xin nói, vậy bác hãy mau giúp khả hình đi. Cháu cùng cô ấy nói chuyện phiếm, cô ấy thường xuyên vui vẻ muốn sinh một cô bé thật xinh đẹp. Cô ấy rất muốn một bé gái. Trang hạo nhiên nghe lời này, không khỏi cúi đầu, nhìn đường khả hình. Đường khả hình nhất thời cũng hai tròng mắt dưng dưng tựa vào lòng trang hạo nhiên, nghĩ tương lai mình không thể sinh con, trong lòng cô bỗng run run một cơn lạnh lẽo, đau lòng đến mức sắp hít thở không thông, nói không nên lời. Nhã tuệ cũng không nhịn được bắt đầu đau lòng rơi lệ. Bác Phúc lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía đường khả hình, chậm rãi nói có phải cô có thói quen uống rượu đỏ hay không. Đường khả hình ngẩng đầu, nhìn về phía bác Phúc, vội vã nói, vâng. Chấm than ngoặc kép. Bác Phúc nghe lời này, mới thong thả mỉm cười nhìn sắc mặt đường khả hinh, nói, vào mấy nghìn năm trước, rượu đỏ khi đó, có thể làm thuốc giải, giải độc cho cơ thể, bởi vì dịch rượu của nó, có lợi cho bài tiết nước tiểu, mà cô uống rượu đỏ, đa số là rượu nho chiết xuất từ thiên nhiên, trong đó có rất nhiều loại dịch rượu đối với việc tuần hoàn máu trong cơ thể cô, đưa đến lợi ích quan trọng, có thể thúc đẩy cơ thể cô đào thải độc tố ra bên ngoài. Chấm than ngoặc kép, đường khả hinh nhất thời chưa từng nghĩ đến điểm này, trong nháy mắt ngẩng đầu, có chút kích động nhìn bác Phúc. Bác Phúc lại nặng nề nhìn về phía đường khả hình, nói hơn nữa lúc đó sau khi cô chúng độc nặng, vô cùng có khả năng sẽ dẫn đến câm điếc cùng mù mắt, may mắn rượu đỏ đối với giác mạc của cô có tác dụng ngăn ngừa quan trọng. Bác dịch nghe thấy, tức khắc nhìn về phía bác Phúc, nói ý của ngài là nói, rượu đỏ đối với chất độc này đưa đến tác dụng then chốt. Đúng, nếu như tôi đoán không sai, sau khi cô ấy trúng độc, đã uống không ít rượu đỏ vừa hay, loại rượu đỏ này là một phương thuốc giải độc trong đó. Bác Phúc nói tiếp, Tô Thủy Kỳ lúc này mới cười rộ lên, vì tình huống lúc đó, mướt mồ hôi nói, chúng cháu lúc đó, còn tưởng rằng dịch rượu sẽ. Có thứ tốt, tự nhiên sẽ có thứ xấu. Chấm than ngoặc kép, bác Phúc lại quay đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh, nói cô nếu như muốn sinh con, nhất định phải mỗi ngày đều tiếp nhận thuật châm cứu của tôi, còn phải dùng các vị thuốc để ngâm mình, ngoan ngoãn uống thuốc của tôi, trước tiên tôi sẽ giúp tử cung cô ấm lại. Cô nếu như không muốn sinh con, thì không cần miễn cưỡng. Cháu, cháu muốn sinh, đường khả hình vội vàng nói xong, mặt lại ngượng ngùng đỏ lên. Phốc, mọi người kìm lòng không được cười rộ lên. Trang hạo nhiên nhẹ ôm lấy đường khả hình, hơi bộc lộ vài tia dịu dàng, ái muội nhìn cô. Cô muốn sinh con dễ dàng, chỉ là đến lúc đó châm cứu có chút đau, nhịn xuống là được chấm than ngoặc kép, bác Phúc nói xong, liền từ trong túi sách của mình, móc ra một cây bút máy, Lâm Bạch Bạch lập tức từ hòm thuốc mình mang theo rút ra một tờ giấy trắng, kỳ thực cô vô cùng ước ao được làm học trò của bác Phúc, mỗi ngày đều xin ông, gọt trái cây cho ông ăn, thậm chí còn đem một cuốn vở viết văn mà hồi bé mình viết ước mơ làm bác sĩ nổi tiếng cho ông xem, ông đều thờ ơ, nói cô không có tuệ căn, nghĩ tới đây, cô không nhịn được tức giận trợn mắt liếc nhìn tô lạc hoành kia một cái. Tô Lạc Hoành cũng chật một tiếng, đầy vẻ coi thường nhìn cô. Tiêu đồng đứng một bên, nhìn hai người này hết tôi liếc lại đến anh lườm, anh trông tôi, tôi coi anh, cô không lên tiếng. Hừ, chấm than ngoặc kép, lâm bạch bạch hừ một tiếng, liền ân cần đem tờ giấy trắng, mở ra, cô ô ít hì hì nhìn về phía bác Phúc, nói, bác Phúc. Giấy đây, chấm than ngoặc kép, bác Phúc nhanh chóng viết phương thuốc cho đường khả hình, còn có dược liệu cô cần ngâm. Vừa viết vừa dặn dò, cô không nên đi đến những cửa hàng dược liệu bình thường, Mua thảo dược của tôi, cô phải đi đến một thành phố ngũ hoàn lộ có một nơi gọi là chợ thương mai, tìm đúng một cửa hàng dược liệu tên Phúc Đường, tìm ông ấy nói muốn những thảo dược tươi mới. Liền nói tên tôi, ông ấy tự nhiên sẽ cho cô thứ tốt nhất. A, à, chấm than ngoặc kép, Lâm Bạch Bạch tức khắc gật đầu, sau đó cầm chặt giấy, lại nhìn Bác Phúc, hỏi còn gì nữa sao? Bác Phúc lại nhanh chóng viết xuống một phương thuốc khác, vừa viết vừa nói, phương thuốc này chính là phương thuốc giải loại kịch độc kia của huyện Từ Văn cô mua đến đây, sau đó sắc thuốc hai lần, trương hai lần, phơi nắng, lại chọn lọc những hạt phấn kết hợp với loại thuốc đã pha chế sẵn gói thành túi mang theo bên người. tự nhiên rắn, côn trùng, chuột, kiến sẽ tránh xa các người. nếu như không cẩn thận chúng độc, coi như thuốc giải ăn hết, bảo đảm không có việc gì. lãnh mặc hàn nghe lời này tức khắc yên tâm cười, nhìn về phía bác phúc nói cảm ơn bác phúc. chấm than ngoặc kép không cần cảm ơn chấm than ngoặc kép bác phúc không nói hai lời liền đem đơn thuốc viết xong đưa cho bạch bạch mới nói đừng lạc đường hôm nay ngồi xe của cô tôi thực sự mơ mơ màng màng chấm than ngoặc kép a à, cháu biết lâm bạch bạch vẫn còn đội mũ nồi trên đỉnh đầu có chút ngượng ngùng cười bác phúc lại nắm lấy tay phải của đường khả hình nhìn về phía cánh tay nhỏ bé của cô liền biết là bị thương gân cốt cầm lấy gói kim châm lên chuẩn bị châm cứu cho cô nhưng vẫn không nhịn được xúc động nói nhìn các cô các cậu mỗi người đều mày thanh mắt tú đều là người thiện lương, như thế nào lại dính vào những thứ này. Trang hạo nhiên nhất thời không khỏi ngẩng đầu, nhớ tới như mặt ác độc, anh thức khắc nghiến răng nghiến lợi nghĩ như mặt rốt cuộc đang ở đâu. Lãnh mạc hàn cũng vào lúc này, trầm giọng căn dặn Giang Thành, phải cử người đi đến chỗ tưởng thiên lỗi nhìn như mặt, để ngăn ngừa người giả hành cứu cô ta. Một chiếc xe thương vụ màu đen, hệt như tên bắn lao về phía trước. Như mặt yên lặng ngồi trong xe, yếu ớt không lên tiếng, lại vào lúc này, Hai tròng mắt lóe ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Vài bóng người màu đen ở một tòa nhà nào đó bỗng xuất hiện, nâng súng liên thanh lên, nhắm ngay cửa sổ chiếc xe thương vụ kia, ngừng thở. Chương 934, chúng tôi tự làm. Xe thương vụ màu đen nhanh chóng xuyên qua con đường thành phố, chạy thẳng đến con đường náo nhiệt phía trước. Một bóng dáng màu đen lập tức xuất hiện trước tháp đồng hồ của nhà thờ, tay nâng súng hạng nặng lên nhắm chúng xe thương vụ dưới lầu chuẩn bị chạy qua cao ốc chính phủ, nhìn trong cánh của sổ màu đen, đưa mắt nhìn rất lâu rất lâu, rốt cuộc viên đạn trên thang, liền nhắm ngay xe thương vụ đang gấp rút chi ai nhanh, mới nhắm ngay 3 giây, nhưng trong nháy mắt họng súng nâng lên nhắm chiếc xe cỡ lớn đang chạy hướng ngược lại ở phía trước, trọng lực mà bấm cò. Phanh, một luồn ánh lửa nổ lên, lại một lần mãnh liệt thẳng chạy trốn ra ngoài, trong nháy mắt đánh chúng xe buýt phía trước, một tiếng phá hủy sau, thân xe mãnh liệt xảy ra hỏa hoạn, vốn trên chút con đường ngang thẳng lao đến sẽ phải vào tới đụng vào xe thương vụ kia. người lái xe thương vụ thấy xe sắp đụng vào xe buýt đang cháy kia, anh ta nặng kêu một tiếng, lập tức nhanh chóng xoay tay lái, thân xe vừa mới gấp dừng lại, phanh một viên đạn bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng cửa xe thương vụ, một âm thanh nổ tung, cửa xe bị tạc ra, lồng ngực của hai người vệ sĩ cũng trong nháy mắt bị miếng sắt đâm vào, ngã xuống đất đã chết. Tám người áo đen, ba nữ năm nam, đang mặc quần áo thường, rồi lại nắm chặt súng ngắn, từ trong đám người rối loạn lấy tốc độ ánh sáng, bước nhanh mà đi tới, người đàn ông cầm đầu không nói hai lời, liền trong nháy mắt nhảy lên một thân xe, nổi giận gầm lên một tiếng, lên chân nặng đá đầu vệ sĩ vừa mới đi ra khỏi xe thương vụ, chỉ nghe cộp một tiếng, người vệ sĩ đứng đầu, lập tức bị đá đoạn. Xe thương vụ lại đi ra 3 vệ sĩ, đồng thời đứng dậy, hướng về người áo đen kia mới chịu vung lên súng ngắn, đều muốn nhanh chóng giải quyết hắn ta. YAA, -a -a -a. một người con gái gợi cảm, đang mặc áo ba lỗ màu đen, quần màu xanh lá cây mê người, không nói hai lời, ngay tại vệ sĩ muốn bắp, lên chân nặng đạp mất ba người vệ sĩ kia, lúc cô rơi xuống đất dĩ nhiên nhanh chóng lóe ra lợi châm, nặng nề đâm về phía cổ ba người vệ sĩ, người áo đen còn lại, đồng thời vội ùa lên, muốn vào xe thương vụ. Phanh 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 phanh, phanh. chấm than ngoặc kép, trong xe một thân ảnh màu đen, bỗng nhiên xuất hiện, hướng sông tới người áo đen lấy tốc độ ánh sáng, nặng đá năm chân, anh tên gọi Trương Khải, cận vệ của tưởng thiên lỗi, chỉ thấy thân thủ của anh rất mạnh mẽ mà bay vọt xuống xe, bên cạnh cùng vài tên áo đen nhanh như tia chớp, nhanh chóng đánh nhau, vừa gào thét kêu trong xe lái xe, lập tức đưa cô ấy đi. Chấm than ngoặc kép, lái xe lập tức nổ máy xe, tại lưỡng đồng bạn kiềm chế như bọt dưới tình huống, lập tức nổ máy xe, nhảy đương sẽ phải thay đổi thân xe ly khai. Y -a -a. À, à. một người con gái khác xoay thân xe trong nháy mắt cô mãnh liệt từ một thân xe khác bay vọt đến hai tay nặng đập cửa sổ xe kia phịch một tiếng miệng thủy tinh nứt ra thân hình của cô lưu loát mà xông vào trong xe vừa muốn tìm vị trí như mạt liền thấy hai vệ sĩ thân thủ cực nhanh mà móc súng lục ra muốn bấm cò cô trong nháy mắt xoay người trong thùng xe không gian thu hẹp né qua hai viên đạn cũng đồng thời hướng về phía vệ sĩ phóng ra lợi tiêu hai vệ sĩ nhanh chóng tránh tiêu, một người níu chặt như mạt, không cho cô thừa cơ mà chạy, một người rất nhanh tiến lên cùng cô kia đánh nhau. Một tòa nhà cao ốc sớm có chuẩn bị, cầm nắm súng trường hạng nặng, nhắm ngay Trương Khải cùng đồng bạn của mình mãnh liệt đánh nhau, anh ta trong nháy mắt liền bóp cò, vịt một tiếng, Trương Khải trúng đạn lạc, miệng phun mạnh ngụm máu, ngã sấp trên đất, vừa tràn máu, vừa run lẩy bẩy mà xoay người, nhìn về phía xe thương vụ ba người áo đen đã nhanh chóng giải quyết vệ sĩ, đồng thời hộ tống như mặt rời khỏi xe thương vụ, chân trước mới vừa rời đi, một viên đạn lại bắn tới phịch một tiếng, nổ trong xe thương vụ kia, thân xe nhanh chóng muốn nổ tung lên, ánh lửa nổi lên bốn phía. Cả người Trương Khải cũng theo thân xe bạo tạc nổ tung, mà bị phản lực lại lần nữa đứng lên, điên cuồng nện lên rào chắn ven đường, lại mãnh liệt phun một bụng máu. Người con gái áo đen cầm đầu, vừa đỡ như mặt đi lên phía trước, vừa tàn nhẫn nhìn Trương Khải, không nói hai lời liền dơ súng ngắn lên, phịch một tiếng, viên đạn bay thẳng trái tim của anh, xác nhận anh đã chết, mới lại tiếp tục đỡ như mặt đi phía trước. Trong nhà thờ phía trước, liền bắn ra vài phát súng ánh lửa nổi lên bốn phía, vì bọn họ mở đường. Tiêu Yên cùng Giang Thành, dẫn một đám vít sĩ, nhanh chóng chạy tới, trước một bước chạy đến hiện trường đang không tốt, vừa rồi muốn đưa tay bắn súng. Một người áo đen trong số đó, sơ một bé trai đang khóc lên, không nói hai lời, đưa nhóc lên cao, ném một cái lên không chung, phun một tiếng, bé trai khóc thét lên, Giang Thành cùng Tiêu Yên thấy thế, tung người nhảy lên, tiếp được bé trai kia, tên bắn súng ở gác chuống, nhưng người cúi xuống, nhắm ngay Giang Thành cùng Tiêu Yên liền bắn đạn ra, phịch một tiếng. A, à, chấm than ngoặc kép, cánh tay của Giang Thành trúng đạn, ôm bé trai đè dưới thân, mãnh liệt lăn lộn trên mặt đất. Nhiều người áo đen cất súng, lại nhanh chóng đỡ như mặt đang tiều tụy và bị thương rời khỏi hiện trường. Cái gì hả? Trang Hạo Nhiên đang ngồi trên ghế salon trong phòng bệnh của Lơ Hích Mạc Hàn, mãnh liệt đứng lên, nhìn về phía Tiêu Yên, không thể tin nổi mà kêu lên nói, như mặt được cứu đi. Vâng, chấm than ngoặc kép, Tiêu Yên nặng nề thở ra, vịn cánh tay, người cũng bị thương, bất đắc dĩ nói, thời điểm chúng tôi tới, đã chết tổn thương gần hết, đang muốn đuổi bắt, ai biết bọn họ sớm có chuẩn bị, cá súng trường đã mai phục ở các lầu phía trước, bắt đầu tấn công chúng tôi. Thực sự không ngờ là, vệ sĩ nhà họ tưởng, cũng đã chết hết. Chấm than, ngay cả Trương Khải cũng đã chết. Chấm than ngoặc kép, ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép. Trang hạo nhiên chỉ cảm thấy lồng ngực khó thở, hai quả đấm mãnh liệt mà nắm chặt. Sáng nay anh mới biết được, thì ra ba năm trước đây người hủy má trái đường khả hình đúng là như mạt. Đã lâu như vậy, cô từng giây từng phút đều muốn đưa khả hình vào chỗ chết nắm đấm dần dần nắm chặt phát ra tiếng vang răng rắc trong thân thể giống như có con hổ mãnh liệt muốn phá tung người ra hai con người nhanh chóng lóe ra ánh sáng cường thế lãnh mặc hàn cũng nửa nằm ở trên giường bệnh hai con người lóe lên một cái nhanh chóng nói như mặt lần này được quy mô lớn như vậy cứu đi phía sau khẳng định còn có người ủng hộ hơn nữa vô cùng có khả năng cô ta sẽ gặp mặt thủ lĩnh những người áo đen tôi luôn nghi ngờ thân phận của cô ta cô ta có khả năng là con gái của thủ lĩnh Nghe nói cô ta đã biết không ít bí mật của tưởng gia, lần này cùng tổng giám đốc tưởng đàm phán không tốt, vô cùng có khả năng bị người phản bội. Chấm than ngoặc kép. Lúc này Lâm Sơ Nhai cũng nhanh chóng phân tích nói, lần này hoàn cầu và chính phủ dính líu tới quy mô như vậy. Nhất định sẽ đắc tội người trong bóng tối kia, hắn cũng vô cùng có khả năng là đầu sỏ gây nên cái chết của 300 người thôn dân. Phải biết rằng lật đổ hoàn cầu, sẽ có bao nhiêu người được lợi. Mặc kệ là công ty hay người trong chính phủ, Lão đại, chấm than ngoặc kép, Tô Lạc Hoành nghe lời này, nhanh chóng ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói, người. Cầm chai rượu đỏ này. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên mãnh liệt mà lập lè. Mọi người đấp hiểu ý của anh ta, cũng không dám lên tiếng. Cả người tràn ngập mùi thuốc súng. Trang Hạo nhưng đã trầm mặc một hồi lâu, mới rút cuộc cười xoay người, nhìn về phía mấy người bọn họ, mang theo một chút nhẹ nhóm, hai con người lóe lên ánh sáng sắc bén, nói chúng ta khi còn bé không rõ, có ít người đấu tranh vì tiền tài mà tàn nhẫn giết chóc. Trong đó có biết bao nhiêu người đã chết. Trên thế giới này, những thứ không thể tin được có rất nhiều. Chấm than, mặc kệ là âm mưu hay là ám toán, nếu chúng ta càng e ngại chiến tranh, suy nghĩ bình thường thì càng có khả năng sẽ trở thành đối tượng cho người khác giết. Đã im lặng thời gian quá lâu, liên lạc với đế đô xem thế nào. Đã hiểu, Lãnh Mặc Hàn trực tiếp phân phó Tiêu Yên nói, lập tức phân phó người của chúng ta nhanh chóng điều chế dược phấn cho tốt, sau đó mới xuất phát đến huyện Tử Văn. Lần này tôi nhất định phải dọn sạch xào huyệt của bọn họ. Chấm than ngoặc kép. Vâng, chấm than ngoặc kép, Tiêu Yên lập tức gật đầu. Chúng ta có nên xin thử tướng giúp đỡ chút hay không? Tô Lạc Hoành ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhưng. Không cần, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đáp lời, hai con người lưu chuyển, đều có ý định, lúc này gọi Điệp Y tới. Vẻ mặt của Điệp Y lạnh lùng đi tới, ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên đi tìm như mạt tôi nhất định phải tự mình tra hỏi cô ta chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên ngừng một chút ngẩng mặt lên hai con người thâm sâu lộ ra sát khí phẫn nộ âm u mà lại nắm chặt quả đấm nói tìm cô ta phải tìm ra cô ta cho tôi chấm than ngoặc kép điệp y lập tức gật đầu đứng dậy đi ra ngoài tiếng gõ cửa thời điểm này nhanh chóng vang lên tiêu đồng bước nhanh đi tới nhìn về phía trang hạo nhiên nhanh chóng nói, chủ tịch tưởng có chuyện tìm ngài. Trang hạo nhiên chậm chạp quay đầu, nhìn về phía tiêu đồng, mi tâm siết chặt. Tiêu đồng dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, ông ấy nói muốn gặp anh ngay. Xin ngài lập tức đến hoàn cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang hạo nhiên dừng lại một chút. Lãnh mạc hẳn có lẽ đoán được một chút, mấy người tô lạc hoành và lâm sơ nhai cũng đoán được phần nào, tất cả đều trầm mặc mà nhìn anh, nói có một số việc, cuối cùng cũng lừa không được. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ một chút, trên mặt lướt qua một khí thế thật đáng sợ, xoay người đi ra ngoài. Đường Khả Hinh vừa mới được chú Phúc và bác dịch sơ cứu xong, lực độ vừa phải đỡ cánh tay, đi ra phòng bệnh, rồi lại mấy người Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng đi ra ngoài, người lộ ra hơi thở nặng nề, đôi mắt của cô chợt khẽ lướt qua chút lo lắng, hỏi có chuyện gì vậy? sao sốt ruột như vậy? tiểu hà cũng nhìn bóng lưng của trang hạo nhiên, có chút lo lắng nói. nghe nói như mà tiểu thư lúc bị cưỡng chế đưa về khách sạn á châu, được cứu đi, trong đó chết rất nhiều vệ sĩ cùng người qua đường. a, à, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không thể tin nổi mà quay đầu, nhìn về phía tiểu hà, đáy lòng mãnh liệt phát lạnh, nói có chuyện này. ừ, tiểu vi cũng gật gật đầu, từ nghề nghiệp cảm thấy sự việc bên trong, tay của cô ta không nhịn được mà nắm chặt cánh tay của khả hình thề nhất định phải bảo vệ an toàn của cô ấy. Biệt thư yên tĩnh trên đỉnh núi truyền đến từng đợt tiếng kêu thống khổ, cả người như mà toàn là máu nằm lăn lộn ở trên giường. Tùy ý bác sĩ cầm lấy kìm giải phẫu ở trên người của mình gấp một miếng một miếng thủy tinh ra, mỗi kìm đi ra một miếng, liền máu tươi đầm đìa. Cô từng đợt thống khổ mà kêu lên đến khản cả giọng, tay đầy máu nắm chặt ga giường kia, hai con người run rẩy hiện lên phẫn hận, nhìn về phía bầu trời lửa giận mút trời nghiến răng nghiến lợi nói, đường khả hinh Hôm nay tôi phải chịu đau đớn như vậy, đều là cô. Đều là cô tạo thành, chấm than, cô cướp đi thiên lỗi. Chấm than, cô còn muốn đưa tôi vào chỗ chết. Tôi nhất định không buông tha cô, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Chấm than ngoặc kép, mười người áo đen trầm mặc mà đứng ở một bên, ngẩng đầu, nhìn về phía như mặt, giống như lập lời thể nói, tiểu thư, cô yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ giết cô ta, báo thù cho cô. Đôi mắt quyến rũ rưng rưng mà chuyển động. Cô nghiến răng nghiến lợi, mặc cho bác sĩ gấp thủy tinh ở trên tay mình ra, rồi lại phẫn hận nói: "Các ngươi đều là phế vật. Tôi không bao giờ tin tưởng các ngươi nữa. Hành động lần nào cũng thất bại. Chấm than, sao chúng ta có thể giao phó với quản lý lưu đây? Thậm chí còn đem Huyền Thanh ném đi, liền một con tin cũng không có. Phế vật, phế vật. Chấm than, chờ cha tôi đến, từng bước từng bước xử lý các ngươi." Mười người áo đen, tất cả đều trầm mặc mà đứng một chỗ, cúi đầu xuống, không lên tiếng. Bác sĩ cầm kìm phẫu thuật, cẩn thận từng ly từng tí mà lấy miếng thủy tinh từ bên hông như mơ tạ ra, nhẹ rút ra một miếng thủy tinh khối dài bằng một ngón tay. A, à, như mặt lại đổ đầy mồ hôi chảy nước mắt, ngửa đầu phẫn nộ mà kêu to, đường khả hinh. Tôi người nhất định phải khiến cô sống không bằng chết, chấm than ngoặc kép. Một chiếc xe thương vụ màu đen, thắng gấp ở trước biệt thự, cửa phanh một tiếng mở ra, người đàn ông đi ra như là quân nhân, mỗi người bọn họ đều khỏe mạnh khí phách, mặt cường tráng như sắt, đằng đằng sát khí, cùng tập trung một chỗ đi vào biệt thự, người áo đen muốn ngăn cản, hai tay của bọn họ như gió mà ném súng ngắn ra ngoài, lấy tốc độ như xét đánh, viên đạn như muốn bắn ra, nhắm ngay người trước mặt. Người áo đen biết rõ thân phận của họ, liền không lên tiếng, để cho bọn họ lách mình đi vào. Như mà tiếp tục chịu đựng đau đớn, đổ mồ hôi kêu to, ngón tay như là ma quỷ mà nặng nề nắm chặt đệm giường, thân thể run rẩy mà kêu to. Một trận tiếng bước chân nặng nề vang lên. Nhiều người áo đen móc súng lục ra trong nháy mắt, nhắm ngay cửa vào phòng ngủ. Mười người áo đen, đang mặc âu phục màu đen, vẻ mặt lạnh lùng đi tới, cũng không sợ súng ngắn, chẳng qua là nhìn như mặt nằm trong vũng máu, bộ dáng đau đớn như vậy, nói, ủy viên lưu chúng tôi đối với hành động lần này của nhóm người của cô, vô cùng thất vọng. Chẳng qua bởi vì trải qua thời gian dài, chúng ta hợp tác vui vẻ, cũng không thể bởi vì một hai chuyện, liền chặt đứt mối quan hệ hợp tác. Hơn nữa chúng tôi còn có rất nhiều chuyện, cần dựa vào cha cô. Như mặt nằm ở trên giường, đau không thở nổi, đổ mồ hôi nhìn chỗ nào đó ở phía trước, không lên tiếng. Vì vậy chúng ta lần này đặc biệt, vì như mà tiểu thư dẫn theo một phần lễ vật tới đây. Người đàn ông đứng đầu nói tiếp. Như mặt nghe lời này, hai con người lóe lên, Lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông kia Ông ta lạnh lẽo mà nhìn chầm chầm vào như mặt rất lâu rất lâu Khuôn mặt âm trầm giống như hóa đá Đưa mắt nhìn rất lâu Mới nói Nghe nói như mặt tiểu thư Vô cùng hận người quản lý rượu ở Hoàn Cầu Đường Khả Hinh Cũng biết cô ta là cô gái cầm bình rượu đỏ Mọi người chúng tôi sẽ toàn lực hủy hoại cô ta Cho cô bất giận Suốt cuộc sắc mặt của như mặt hòa hoãn một chút Rồi lại vẫn ôm chút nghi ngờ nói Vệ sĩ bên người cô ta mỗi người đều rất lợi hại, các người có thể động đến cô ta. Người đàn ông cầm đầu, nghe lời này, cũng chỉ lạnh lùng nói, như mà tiểu thư, chúng tôi muốn nhắn với cha của cô, nhất định không thể quên hợp tác lúc trước của chúng ta, hết sức mà tìm được bình rượu đỏ kia. Chuyện còn lại chúng tôi sẽ tự làm, chấm than ngoặc kép, chương 935, không biết. Tổng bộ hoàn cầu, một chiếc Rolls Royce màu bạc dừng trước cửa trang hạo nhiên một thân Âu phục màu trắng, chiếc áo sơ mi màu trắng tương xứng bên trong, thậm chí hiếm khi thấy anh dùng cà vạt màu bạc, trên khuôn mặt đều biểu hiện ra 10 phần tôn quý và khuôn phép, đi ra khỏi ghế điều khiển của mình, nhìn cha vì chính mình mà chuẩn bị vệ sĩ, như vây quanh chính mình vậy, anh nặng nề thở dài, tay vừa cài lại khuy áo của Âu Phục, vừa bước lên trên bậc thang. Ba nhân viên lễ tân đứng chào đón ở đại sảnh, nhìn anh tôn kính cúi đầu. Trang hạo nhiên trầm mặc không lên tiếng, cứ thế đi về phía trước, hơn 10 người vệ sĩ vây xung quanh, tất cả đều dơ dụng cụ thăm dò kim loại và súng ông lên, mọi người liền đề cao cảnh giác theo sát sau anh. Thang máy tinh một tiếng mở cửa ra. Trang hạo nhiên đã đi vào bên trong, vệ sĩ hai bên cũng lập tức tiến vào trong, đứng ở phía sau anh, cuối cùng thang máy ấn nút đóng cửa thang máy, thang máy lập tức hướng tầng cao nhất đi lên. Phòng làm việc của chủ tịch Trang. Trang tịnh vũ một thân âu phục màu xám, nét mặt chăm chú ngồi trước bàn làm việc, biết tường vĩ quốc muốn biết chuyện của Trang Hạo Nhiên, hai con người của hắn nhìn quanh phòng, thật không thể tưởng tượng nổi Trang Hạo Nhiên từ nhỏ đến lớn, tuy ương bướng vô cùng, nhưng cũng là đứa con ngoan nhất trên đời, lúc còn nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện lương thiện như vậy, thường một mình trong đêm khuya ngồi trước bàn làm việc, lúc phê duyệt các văn kiện, nó sẽ lén lút đứng bên cạnh cửa, liếc về phía mình. Đến nay vẫn còn nhớ lúc nó đứng bên khe cửa, ánh mắt lúc nhìn về phía mình, ngập tràn sự quan tâm. Trang tịnh vũ nghĩ tới chỗ này, kìm lòng không được mà nở nụ cười, lại nhớ tới khi nó còn là đứa bé vẫn mang tã lót, đẹp trai đáng yêu như vậy, mỗi khi đêm khuya tĩnh lặng, khóc khóc nháo nháo, mẹ dỗ thế nào cũng không nín, vợ thường ôm ôm bế bế, bởi vì đứa bé khóc rất to mà chính mình đau lòng lại khóc nức nở, lúc này đây chỉ có bản thân mình, đều đã làm cha, ôm bảo bối vào trong lòng, đứng trước cửa sổ sát đất, đối diện với sao trên bầu trời, ánh mắt lấp lánh có chút lay động, Vừa nhìn về phía gương mặt đáng yêu của Bảo Bối đang chìm vào giấc ngủ, đôi mắt ông kìm lòng không được đã hồng hồng. Cho nên, khi bắt đầu, lúc đêm khuya vẫn luôn là Trang Thương Vĩ, ôm chặt lấy con, đứng ở trước cửa sổ sát đất của thư phòng, đối diện với ánh trăng bên ngoài cửa sổ, đi lại nhẹ nhàng, chứa đầy nhẫn nại và tình yêu lớn nhất thế giới. Hồi tưởng lại chuyện này, tim Trang Tịnh Vũ không hiểu sao bỗng đau đớn, nghĩ Trang Hạo Nhiên đến đã mang lại ánh sáng cùng tình yêu thương lớn cho gia đình này vĩnh viễn không thể xóa bỏ lòng nhiệt tình và sự hiếu kỳ mỗi ngày dưới ánh nắng sán lạn đầu xuân ôm một bó hoa bách hợp lúc mẹ còn chưa tỉnh cắm vào bình hoa của mẹ dọn dẹp phòng làm việc bừa bộn của cha nhưng vẫn không quên cây bút của cha tương đặt vào trong hộp đựng bút thậm chí sau khi lớn lên thói quen này của bản thân vẫn tiếp tục giữ rất thích dùng bút máy bạc kim dùng bút viết chữ ký tiêu sái của mình ông biết đứa con này vẫn luôn lấy mình làm mục tiêu phương hướng trong cuộc sống, ông cũng biết đứa con này luôn lấy chính mình để kiêu ngạo. Càng nghĩ tim càng đau, càng nghĩ càng mất mát. Trang tịnh vũ thở dài, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn, nhìn chăm chằm vào tập văn kiện trước mắt gần 10 tỷ, tất cả điều này đều như mây trôi, quan trọng vẫn là hạnh phúc của con cái. Cửa thang máy mở ra. Trang hạo nhiên đứng ở bên trong cửa thang máy, nhìn chăm chăm vào phòng triển lãm của hoàn cầu, tất cả đều tái hiện lại lịch sử gây dựng sự nghiệp hoàn cầu, còn có tương vĩ quốc cùng trang tịnh vũ hai người đều đã trải qua muôn vàn khó khăn, mà bản thân mình cùng với tưởng thiên lỗi cho tới nay vẫn chỉ là tiếp nối sự nghiệp của cha. Mặc dù gây dựng tương lai, bất quá cũng chỉ là một chút thành tựu của bản thân, cũng không thể đuổi kịp được thành tựu huy hoàng của cha ông, nếu nếu tưởng thiên lỗi khánh thành được công trình khách sạn dưới nước, có lẽ sẽ biểu hiện được một chút thành tích tốt. Anh thở dài một tiếng, hai tay nhẹ cầm lấy cây bút trên Âu Phục đi ra khỏi thang máy, khi những nhân viên đứng dậy hướng về phía mình chào hỏi, khuôn mặt anh lộ vẻ nghiêm túc, đi thẳng về phía trước, lúc đi qua phòng làm việc của Trang Tĩnh Vũ, anh không hiểu sao lại dừng lại, ánh mắt liếc nhìn cánh cửa kia. Trang Tĩnh Vũ trầm mặc ngồi trong phòng, biết con trai đang ở ngay bên ngoài, đôi mắt lưu chuyển, chỉ sắc mặt thâm trầm không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng ở bên ngoài như cũ, giống như đang hồi tưởng cùng do dự phòng làm việc của chủ tịch tưởng. Tưởng Vĩ Quốc một thân Âu phục màu đen, ngồi trên ghế sofa rộng lớn xa hoa, hai tay đặt trên tay vịn ghế, trên khuôn mặt vẫn luôn duy trì vẻ cứng rắn quen thuộc. Cuộc sống cho tới bây giờ vốn không có thiên vị, mặc kệ là có quyết định gì đi nữa. Tưởng Vĩ Quốc nghe được âm thanh gõ cửa, ông trầm mặc do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn mặt lạnh, môi mỏng mở ra, lên tiếng đáp lại, vào đi. Trang Hạo Nhiên nghe thấy âm thanh này, cuối cùng mới vươn tay ra, mở cửa đi vào, trong nháy mắt tiến vào trong phòng, đã nhìn thấy tưởng vĩ quốc vẫn với thói quen hàng ngày ngồi trên sofa, sắc mặt trầm xuống, không lên tiếng, con người thâm thúy lóe sáng cơ hồ như ánh sáng u tĩnh chìm sâu dưới mặt hồ, trên thế giới này không có tí ti chuyện gì khiến ông hối tiếc, trang hạo nhiên vẫn cứ như vậy, đứng ở bên cửa, nhìn ông rất lâu. Tưởng vĩ quốc biết trang hạo nhiên đang nhìn chính mình, nhưng vẫn ngồi đó duy trì như cũ mặt lạnh không lên tiếng. Hai mắt trang hạo nhiên chớp chớp vài cái, dường như có chút ngấn lệ nhưng vẫn áp chế lại tư tưởng mãnh liệt kia mỉm cười gọi chú chú có chuyện tìm cháu tưởng vĩ quốc nghe được lời này ngước mắt nặng nề thâm sâu nhìn về phía trang hạo nhiên trang hạo nhiên cũng trầm mặc nhìn ông vào đây tưởng vĩ quốc thản nhiên nhìn anh nói vâng trang hạo nhiên tôn kính đáp lại rồi thật cẩn thận đóng cửa lại mới xoay người nhìn tưởng vĩ quốc mỉm cười đi tới nói hôm nay thật là ngày hiếm có chú cư nhiên lại tìm cháu nói chuyện Tưởng vĩ quốc trong nháy mắt nghiêm nghị kiêu ngạo đứng thẳng người, đôi mắt trở nên sắc bén, thậm chí đang ùn ùn kết thành thức giận, hướng Trang Hạo Nhiên, ánh mắt vừa do xét vừa đi tới. Trang Hạo Nhiên đứng thẳng người, hai mắt lưu chuyển, cũng bình tĩnh nhìn tưởng vĩ quốc. Tưởng vĩ quốc rốt cuộc bước đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, đôi mắt kia tựa hồ như muốn viết chặt vào khuôn mặt anh, thậm chí còn dùng ánh mắt sắc bén, len lỏi vào sâu bên trong đôi mắt anh, không cho phép anh nói dối bất cứ điều gì, thoát ra khỏi thế giới của mình mới thong thả nói nghe nói cháu lấy được chai rượu đỏ kia mở ra chưa nhìn thấy gì bên trong đó trang hạo nhiên nhìn thật sâu vào đôi mắt sắc bén kia của tưởng vĩ quốc có chút ngưng lại cuối cùng mới ngẩng mặt cười rộ lên nói không có đến tay rồi nhưng lại không lấy được ngoặc kép chấm ngoặc kép tưởng vĩ quốc hai mắt nhanh chóng chuyển động nhìn chằm chằm anh như đang phỏng đoán lời anh nói là thật hay giả thật sự trang hạo nhiên nhìn về phía tưởng vĩ quốc kìm lòng không được cười rộ lên nói, chú xem cháu đối với chú có khi nào cháu nói dối, cháu thường nói dối cha mẹ, lừa chị, thất hứa nhiều người, nhưng đối với chú cho tới bây giờ đều không có cách nào nói dối được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc híp hai mắt lại, thâm trầm nhìn anh. Trang hạo nhiên lại nhìn tưởng vĩ quốc khẳng định cười nói, thật mà, mặc kệ là như thế nào cháu cũng sẽ dốc hết sức tìm bằng được chai rượu đỏ đó, nhìn xem tưởng ra chúng ta còn có bao nhiêu bí mật, rốt cuộc có đủ để hủy diệt sự nghiệp mà hơn 300 vạn nhân viên hoàn cầu chúng ta đã vất vả gây dựng nên hay không? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tưởng vĩ quốc ánh mắt vẫn nhìn anh như cũ. Cháu sẽ tìm được chai rượu đỏ kia, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía ông, lại mỉm cười nói có chuyện gì. Cháu sẽ chịu trách nhiệm, biết chú lo lắng thiên lỗi gặp rắc rối, chú cứ yên tâm đi. Cháu chịu trách nhiệm cái gì? Hoàn cầu là của cháu cùng thiên lỗi. Tưởng vĩ quốc khôi phục vẻ lạnh nhạt, ánh mắt cũng vô tình, nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên vẫn kìm lòng không được mà cười rộ lên, nhìn phía tưởng vĩ quốc nói, thiên lỗi lúc 9 tuổi ngồi bên cạnh ghế tổng giám đốc nghe phát biểu trong cuộc họp, anh ấy trời sinh ra để lãnh đạo, mà cháu bất quá cũng chỉ là đứa trẻ vẫn thích vui chơi chu du thế giới. Cái gọi là một núi không thể có hai con hổ, trên thế giới căn bản không có hai kẻ độc tài. Như vậy chỉ có thể chế diễu quyết sách cá nhân cùng trí tuệ của người lãnh đạo, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cá tính mạnh mẽ vang dội của anh ấy. Cháu ngày đó nếu vứt bỏ vị trí tổng giám đốc, cuộc sống vẫn vui vẻ như vậy, nhưng thiên lỗi, 9 tuổi đã bắt đầu vì tập đoàn này mà cố gắng, anh ấy trời sinh ra đã đảm nhận trách nhiệm này. Cháu hôm nay là xảy ra chuyện gì? Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn anh hỏi, chưa bao giờ nhún nhường người khác, lại nói ra lời này. Chấm than ngoặc kép. Trang hạo nhiên không hiểu nhìn về phía ông, nở nụ cười nói hiện tại hoàn cầu chúng ta có thể sẽ trải qua đại nạn cho nên có chút xúc động nhưng bất kể như thế nào cháu sông nhiều năm như vậy cũng đã hiểu rằng có vài thứ sinh mệnh đã chỉ định là của thiên lỗi chú khẩn trương vì thiên lỗi cha cháu cũng yêu thiên lỗi tất cả mọi người đều thích anh ấy cháu vì để cho mọi người thích cháu liều mạng làm chút chuyện khác với anh ấy để dẫn tới sự chú ý của mọi người có đôi khi nghe chú mắng cháu một chút thôi cháu đã cực kỳ vui vẻ tưởng vĩ quốc cắn chặt răng, nhìn anh. Trang hạo nhiên khẽ nhách miệng bộc lộ ý cười, nhìn về phía anh tiếp tục nói, được, chú người còn có điều gì nói muốn hỏi cháu. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, hai tròng mắt tưởng vĩ quốc có phần dịu lại nhìn anh. Trang hạo nhiên lại chịu không nổi ánh mắt như vậy, chậm rãi trầm mặc xoay người, hai mắt run rẩy ngấn lệ, cố nén chút kịch liệt, nắm nhẹ nắm đấm, sâu xa nói, gì gần đây dường như sức khỏe không được tốt, chú cùng thiên lỗi nên bên cạnh người nhiều hơn. Bà ấy vốn không thích nói nhiều, chuyện buồn phiền gì cũng để trong lòng sẽ không tốt, cháu lại không có nhiều thời gian cùng bà ấy tâm sự, bà ấy dường như cũng không phải rất thích cháu, cho nên liền không quấy dày bà ấy vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, tưởng vĩ quốc cứ như vậy nhìn bóng lưng anh. Trang hạo nhiên nói xong, lại yên lặng một lúc, mới bước nhanh ra khỏi văn phòng, kéo mạnh cửa, trong nháy mắt đóng lại, anh ngẩng mặt, để cho đôi mắt đang kịch liệt lóe lên nhìn thẳng về phía trước, nghĩ thật lâu, mới đè nén hơi thở nặng chiếu kia xuống, chậm rãi thở ra, mới khôi phục dần thị lực, nhìn phòng làm việc của Trang Tĩnh Vũ, anh khẩn cấp cất bước tiến vào, nháy mắt mở cửa, kêu, cha. Chấm than ngoặc kép, Trang Tĩnh Vũ nhất thời khẩn trương cùng sốt ruột đứng lên, hai tròng mắt không nhịn được bỗng ngấn lệ, mang theo rất nhiều nghi vấn, trong lòng đau đớn, nhìn về phía con trai. Trang hạo nhiên nhìn thấy ánh mắt cha bộc lộ vẻ kỳ quái như vậy, anh đột nhiên ngửa mặt cười rộ lên, nhìn ông, nói, người sao vậy? Biết chú muốn gặp con, lại sợ con bị mắng sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, trang tính vô tạm dừng một lúc, đôi mắt mới lóe lên khẩn trương nhìn về phía con trai, nói, con. Chú gọi con vào nói cái gì rồi sao? Trang hạo nhiên cười rộ lên, nhìn về phía cha nói, ông ấy hỏi con về rượu đỏ, có phải con đã vụng trộm mà giấu đi rồi không? Ông ấy sao lại có thể biết rõ con muốn làm chuyện xấu hay không? Trang tính vũ khẩn trương nhìn anh. Trang hạo nhiên thâm sâu nhìn về phía cha mình, từ trước đến nay kính trọng cha tính tình ôn hòa hiền lành, mặc dù bị ông đánh chết, lại vẫn cảm nhận được tình yêu thương tràn đầy ấm áp nhất trên thế giới này. Ông vẫn luôn dùng cách của ông để mang đến hạnh phúc cho mình. Anh không khỏi cười rộ lên, nói, đúng là con thật sự không biết, rượu đỏ đang ở đâu cả, Trang tính vũ lại thâm tình kích động nhìn về phía con trai, vội vàng nói con. Con thật sự không biết. Con không biết, Trang hạo nhiên nhanh chóng cười rộ lên nói. Trang tính vũ lúc này, đột nhiên trầm mặc, thật trầm mặc. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn cha, chăm chú nhìn thật lâu, đột nhiên mới thở mạnh nói, đừng nói cho mẹ biết, chuyện công việc của con, con không muốn khiến cho bà ấy lo lắng, mỗi lần con gặp chuyện không may, bà ấy đều lén lút khóc thật lâu. Mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, mẹ của con, vĩnh viễn là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời con. Còn có khả Hinh và chị nữa, chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống của con. Đương nhiên còn có cha, các người với con đều tâm liên tâm, huyết liên huyết. Cha ngải lâm đứng bên ngoài phòng làm việc, hai tròng mắt không khỏi đỏ bừng, cúi xuống, cố nén nước mắt. Ân Nguyệt Dung trốn trong phòng nghỉ, nghe con trai nói đến đây, bà không khỏi đưa tay che miệng, nghẹn ngào nức nở, nhớ tới mùa hè 30 năm trước, một bảo bối đáng yêu, mới còn trong tã lót chưa đầy tháng, đã được đưa đến nhà mình ở nước Anh, vào thời điểm mắt mình vừa nhìn thấy nó lầm đầu tiên, liền thích đứa nhỏ này, giống như mẫu tử liên tâm sao trời sinh như vậy, đem nó ôm vào trong lòng mình, nhưng nó vẫn không ngừng khóc, có thể là bởi vì nhớ mẹ, bà vào lúc đó, toàn bộ thế giới tất cả đều cảm thấy ác cảm. Một mực hỏi, mẹ đứa bé này là ai, thật sự đã không còn sao. Thời điểm đó, không ai đáp lại lời mình, chỉ có bảo bối này vẫn khóc và khóc, khóc đến mức khiến trong lòng mình phải đau đớn. Sao tình mẹ con thắm thiết, gắn kết như một phần trong cơ thể không thể tách rời. Chân tướng sau 10 năm, mới vào một buổi tối nào đó, bị vạch chân, thì ra tưởng lão vì tập đoàn này vất vả gian nan mới xây dựng được sự nghiệp lớn, vì duy trì sự cân bằng giữa các cổ đông của tập đoàn, liền đem con trai vừa mới sinh của Diệp Mạn Nghi cùng tưởng Vĩ Quốc vừa mới chào đời, trộm đưa đến trước mặt trang lão, nói dối với Diệp Mạn Nghi rằng, đứa bé kia đã chết, từ đó Diệp Mạn Nghi vẫn tàn nát khóc giống lên thật lâu, lại đối mặt với bản thân ở địa vị cao, có thể sẽ mang đến vô số hậu quả xấu cho mọi người. Mỗi người chỉ có thể nói dối không biết gì, cắn răng chịu đựng. Sau 10 năm, chân tướng rõ ràng, hai gia đình mới phát hiện bí mật động trời này, mỗi người đều đau lòng rơi lệ, hối hận, tự trách, thương tâm không thôi, nhất là Diệp Mạn Nghi, từ đó hận người trang ra, lại đối mặt với con trai ruột của mình. Bà vẫn giữ thái độ lạnh lùng không thân thiết. Có lẽ chỉ có bà mới hiểu được nguyên nhân, bà thân là phu nhân chủ tịch, không chỉ có suy nghĩ vì hai đứa con trai, mà càng phải suy nghĩ vì tập đoàn, cho nên có một số việc, dù lòng đau, nhưng cũng không thể vạch trần. Tưởng Vĩ Quốc, người duy nhất biết rõ chân tướng sự việc, vào cái đêm vô số ánh sao lấp lánh trên bầu trời kia, ông vừa mới vì sự ra đời của con trai, vui sướng chưa đầy 24 giờ, lại đối mặt với mệnh lệnh nặng nề kia của cha cùng lời nói tình ý sâu xa kia, muốn ông hiểu rằng, mình không chỉ là cha một đứa bé, mà lại là tổng giám đốc của cả một tập đoàn. Ông không thể trốn tránh, mà nhất định phải thực hiện trách nhiệm. Nguyệt Dung đã không thể sinh con được, đây là cách duy nhất. Bí mật trong cuộc sống còn có bao nhiêu thứ, Trang Hạo Nhiên lại biết được bao nhiêu. Anh không mở chai rượu kia, lại vào lúc 6 tuổi, không hiểu sao mở cửa sổ sát đất ra, bò vào thư phòng tưởng vĩ quốc, cùng thiên lỗi trời trò trốn tìm, liền lén lút trốn vào bên trong một giá sách nào đó, nghe được cuộc nói chuyện của tưởng vĩ quốc cùng tưởng lão, đứa bé 6 tuổi này, từ đó so với tất cả những người lớn, đều đã sớm biết sự thật, thân thể anh, núp trong giá sách kia, hai chân co rút lại, tóc ngắn ngùn, đều đã ẩm ướt, đôi mắt to sáng lên, trong nháy mắt nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ. Từ đó, anh bắt đầu đối với cha mẹ, còn có chị mình tốt bằng mọi cách, bởi vì cha ông đã từng dạy, nhiều chuyện trên thế giới này, đều vì bất đắc dĩ mà làm, Đáp án thực sự không phải là sự thật kia, mà là quá trình, đến cùng có ý nghĩa hay không, có xứng đáng bởi vì nó mà trả giá và hy sinh hay không. Anh không truy cứu đáp án này, cũng hiểu được, đối với tình yêu thương không vụ lợi của cha mẹ và chị gái, anh muốn trả giá và bồi thường gấp bội. Chỉ là, chỉ là ngẫu nhiên, anh biết được Diệp Mạn nghi thích hoa hồng, lúc thường đến tưởng ra chơi đùa, vào buổi sớm mai đầy nắng kia, đã hái một bó hoa hồng, đặt trước cửa phòng mẹ, anh cũng biết tưởng vĩ quốc thường vào lúc mình về nước vừa tức giận vừa đứng bên cạnh cửa phòng làm việc kỳ thật không phải vì mắng con trai mà chỉ là muốn liến mắt nhìn thoáng qua con trai một cái cho nên anh ngẫu nhiên không để ý đi đến bên cạnh ông nở nụ cười mà đối diện với sự của trách của người cha nghiêm túc này đối với việc sau khi về nước tiêu hào oánh điều tra thậm chí cử người theo dõi cô ấy biết được cô ấy bí mật lấy tóc của mình và tưởng thiên lỗi đến bệnh viện tiến hành xét nghiệm adn anh lập tức cửa tô lạc hoành lặng lẽ đổi tới tráo đổi mẫu tóc xáo trộn thực tại bảo đảm cho bí mật này không bị tiết lộ ra ngoài chỉ là cuối cùng lại vẫn lại là bị tiêu hảo oánh phát hiện may mắn người phụ nữ này vẫn ôm ấp tư tưởng xả thân vì người mang theo bí mật này về nước thiên lỗi nếu anh không theo tôi cướp đoạt hoàn cầu tôi hẳn sẽ không cùng anh tranh giành bởi vì thân thế của tôi và anh từng khiến cho rất nhiều người hy sinh và tự trách ngày đó nếu tôi thật sự rời khỏi tất cả thế lực của hoàn cầu, chân chính lọt vào tay anh mà có thể thuyết phục mọi người. Anh không cần, tôi cũng phải trả lại cho anh, bởi vì anh, là anh trai. Ân Nguyệt Dung không khỏi che miệng khóc lên. Trang hạo nhiên xoay người trong nháy mắt, nghe được tiếng khóc của mẹ, anh biết thời khắc này không thể an ủi, trái tim lại đau đớn trăm điều. Anh vì là con trai của Trang Tĩnh Vũ và Ân Nguyệt Dung mà kiêu ngạo, anh vì có được tình yêu thương của hai người họ mà hạnh phúc. Anh vì mẹ yêu mến khả hình như vậy, mà cảm động vạn phần, bởi vì cô mong ước mình có thể hạnh phúc, thậm chí còn đem toàn bộ mọi thứ của ông ngoại, tất cả đều cho mình, chưa từng bận tâm mình không phải là con trai ruột của họ, cuối cùng có một ngày sẽ trở về tưởng ra. Cha mẹ, con vĩnh viễn, đều là con trai của các người, mặc kệ kiếp này, hay là kiếp sau. Trường 936, Khát nước, Văn phòng Tổng Giám đốc, tưởng thiên lỗi không thể tin nổi mà đứng lên, sắc mặt hơi lộ ra chút tiểu tụy, ho khan, hai con ngươi mãnh liệt bắn ra ánh sáng, nhìn về phía thẩm quân dụ và Đông Anh, lặp lại câu nói mình vừa mới nghe được, nhanh chóng nói các ngươi nói cái gì hả? Các ngươi nói, như mà được cứu đi, thậm chí giết tất cả vệ sĩ của tôi. Thẩm quân dụ đứng ở một bên, sắc mặt nặng nề mà nhìn về phía anh, gật đầu nói, phải. Chuyện này, quả thật là chúng ta sơ sót, thật không ngờ sẽ có người sử dụng quy mô lớn như vậy đi cứu cô ta. Nghe nói tình huống lúc đó, có không ít người đã mai phục ở trước nhà thờ và các cao ốc, thậm chí sử dụng đến vũ khí tàn nhẫn như vậy, trong đó còn có ảnh hưởng gây thiệt hại đến xe taxi hơn 10 hành khách. Lưng và thậm chí cả mặt cũng bị thương rất nghiêm trọng. Trong nháy mắt tưởng thiên lỗi xoay người, hai tay nắm chặt quả đấm đến khanh khách rung động, nhớ tới gương mặt bình thường luôn dịu dàng của như mặt, thật không ngờ cô ta lại ngoan độc như vậy, rồi nói ra nghi vấn của mình, nói cái này kỳ quái. Mặc dù như mặt có liên quan đến tập đoàn sát thủ kia, Thế nhưng cô ta gặp chuyện không may, lại sử dụng quy mô lớn như thế tới cứu cô ta, thậm chí không sợ cảnh sát trong thành phố, thậm chí coi rẻ cảnh vệ, chuyện này là sao? Trần Tuấn Nam ngồi ở phía trước vị trí tổng giám đốc, nhíu chặt mi tâm, nhanh chóng nói, nghe nói bí mật rượu đỏ liên quan đến chính phủ và quan viên, tập đoàn sát thủ đó có khi nào cấu kết với chính phủ không? Thậm chí thân thế của Như Mạt cũng không có đơn giản như vậy. Tưởng Thiên Lỗi nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía Trần Tuấn Nam Tống Lạc Trạch, luôn xử lý công việc khách sạn bên Nhật Bản và Hàn Quốc, ít khi về nước, chỉ thấy anh đang mặc âu phục màu lam, bên trong là áo sơ mi màu tím đậm, đầy hơi thở giới thượng lưu, hai chân vắt chéo mà ngồi ở trên ghế tiếp khách màu đen, hơi ngẩng đầu lên, lăng lẽ mà phân tích nói tôi nhớ như mặt hình như lớn lên ở cô nhi viên, rồi sau đó đi theo tần ra, chuyện này hiện nay xem ra, có quá nhiều trùng hợp. Họ ân cầu của chúng ta yên ổn nhiều năm như vậy, đều là bởi vì chúng ta hợp tác rất tốt với Tần Gia, sau khi ông Tần vứt bỏ chính trị thì thương lượng càng lúc càng có lợi, nhưng từ khi như mặt ly hôn với thị trường Tần, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra. Thậm chí còn dính dáng đến ám sát, chúng độc, v, v, tình huống. Chúng ta giả thiết, quả thật nếu chuyện này dính dáng đến như mặt, thì lúc nào cô ta cũng có thể điều động thế lực, thật không có khả năng là quan hệ hợp tác bình thường. Tôi vừa rồi cúp máy, trực tiếp đến cục cảnh sát, điều tra khu vực giám sát và điều khiển, vừa đúng khu vực giám sát và điều khiển thành thị không có đóng. Sau đó tôi liền đến hiện trường điều tra, vừa vặn thấy camera trước của siêu thị, quay rõ ràng tình huống lúc đó, tôi phát hiện một chuyện, chính là phương hướng tản đạn lạc, còn có súng trường ám sát, ngược lại không như người bình thường bắn ra được. Tưởng thiên lỗi nhíu chặt mi tâm, nhìn về phía anh nói ý của cậu là Tiếu nại đang mặc âu phục màu lam nhạt, áo sơ mi trắng, thân cao gần 189, ngồi ở trên vị trí, mỉm cười, mang theo quen chút khiêu ngạo nói, quân nhân. Giống như quân nhân xuất ngũ. Đôi mắt của tưởng thiên lỗi mãnh liệt lóe lên, suy nghĩ đến chuyện này. Bọn họ cứu như mạt, chỉ có hai tình huống. Chấm than ngoặc kép, thẩm quân dụ nhanh chóng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói, một là trên người của cô ta có bí mật, có giá trị lợi dụng. Nhưng tôi thấy tình huống này không giống, bởi vì có giá trị lợi dụng, cứu người sẽ không thể nào cẩn thận từng ly từng tí như vậy, mà tràn ngập tôn kính như vậy chỉ còn lại một khả năng tưởng thiên lỗi nhìn về phía thẩm quân dụ vẻ mặt của thẩm quân dụ nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía tưởng thiên lỗi nhanh chóng nói vô cùng có khả năng cô ta và thủ lĩnh nhóm người đó có quan hệ máu mủ dù không phải là cha con cũng có thể là người thân nhất chấm than ngoặc kép sắc mặt của tưởng thiên lỗi nặng nề im lặng nhớ kỹ câu này người thân nhất chấm than ngoặc kép nếu như giả thiết như vậy có thể nói chấm than ngoặc kép thẩm quân dụ lại nhanh chóng nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói, rất nhiều nghi vấn của chúng ta, đều có thể hiểu rõ rồi. Chấm than ngoặc kép chấm, ngoặc kép chấm chấm chấm, chấm 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 ngoặc kép, ánh mắt của tưởng thiên lỗi lập tức sắc bén nhìn về nơi nào đó, tay không kìm được mà nắm bút máy. Lúc này tiếu nại quay đầu nhìn về phía Trần Tuấn Nam, hơi tươi cười, nói, nếu như như mặt là con gái của người đứng đầu tập đoàn sát thủ. Như vậy bây giờ cô ta mang theo bí mật của tưởng gia, có thể giúp được một ân lớn cho quan viên chính phủ. Thậm chí tương lại, cô ta là nhân vật quan trọng để hủy diệt hoàn cầu của chúng ta. Chấm than ngoặc kép. Lúc này Tống Lạc Trạch cũng chậm chạp ngẩng đầu, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, phong cách nhanh chóng quyết đoán xử lý mọi chuyện, nói hôm nay là thời khắc nguy cơ của hoàn cầu. Đầu tiên chúng ta phải nhanh một chút tìm được bình rượu đỏ kia, hiểu rõ bí mật trong đó mới có thể hóa giải vấn đề. Chấm than ngoặc kép. Cái đó đến cùng, chấm 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 ngoặc kép tiếu nại nhíu mày nhìn về phía mấy vị tổng giám đốc cười nói đến cùng bình rượu đỏ kia đi vào trong đó rồi hả có thể vẫn còn ở chỗ tổng giám đốc trang không trăm phần trăm ở đó thẩm quân dụ gần như có thể khẳng định nói tính cách của lãnh mặc hàn tôi hiểu rõ nhất lần trước lúc nắm giữ thị trường chứng khoán chiêu số của anh ta âm lắm tôi ghét nhất là anh ta với tô lạc hoành chấm than ngoặc kép bọn họ cầm rượu đỏ là muốn làm gì hả tiếu nại nhíu mày nói Lúc này Tưởng Thiên Lỗi vẫn mặt lạnh ngẩng đầu, nghiêm túc nói, hiện tại quan trọng nhất không phải là bọn họ cầm rượu đỏ làm gì, mà là rượu đỏ ở đó. Đồng thời chuyện này, chúng ta còn có một chuyện quan trọng hơn cần làm. Bốn vị phó tổng giám đốc cùng một chỗ nhìn về phía anh. Ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi lóe lên ánh sáng sắc bén, nói, bằng 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 bằng, bắt được Như Mạt. Thẩm Quân dụ lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nhanh chóng nói, bắt Như Mạt chúng ta không làm, nhưng Tổng Giám Đốc Trang cũng sẽ phái người tìm được cô ta. Chỉ là, tôi đã sớm phái người của chúng ta tìm kiếm ở khắp thành, tin tưởng sẽ rất nhanh có kết quả. Bây giờ tôi khó hiểu một chuyện khác. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh ta, Thẩm Quân Dụ cũng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, hai mắt chợt lóe, sâu kín nói, rốt cuộc cô ta đã hợp tác với ai trong chính phủ. Hàng động tiếp theo là gì? Tưởng Thiên Lỗi nghe lời này, hai mắt lóe lên, nhanh chóng cầm một phần tài liệu lên, Mở ra, rút ra bút máy màu đen, ở phía trên viết vài hàng chữ, sau đó nhanh chóng khép phần tài liệu này lại, đưa cho Đông Anh nói, cô lập tức đem phần tài liệu này bí mật đưa đến trong phủ thủ tướng. Nhất định phải tự mình đưa. Chấm than ngoặc kép. Đông Anh lập tức đưa tay nhận lấy tài liệu, nhìn về phía Tưởng Thiên lỗi nặng nề gật đầu, nói, dạ. Chấm than ngoặc kép. Cô phải chú ý. Chấm than ngoặc kép. Tưởng Thiên lỗi nhìn về phía Đông Anh, vẻ mặt nghiêm túc giao phó nói chú ý sau khi thủ tướng mở tài liệu này ra, ánh mắt của ông ta cùng vẻ mặt, sau khi trở về, nói rõ cho tôi biết. Chấm than ngoặc kép, Đông Anh không khỏi cảm thấy trong tim đầy áp lực, nhưng vẫn là vi gật đầu, nói, dạ. Chấm than ngoặc kép, đi đi, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nói xong, sắc mặt liền biến thành lộ vẻ chút mệt mỏi cùng tiêu tụy, hơi cúi đầu ho khan một tiếng. Tống lạc trạch ngẩng đầu lên, có chút quan tâm nhìn về phía tưởng thiên lỗi, nói anh không thoải mái hả? Muốn đi gặp bác sĩ hay không? Không cần, chấm than, bây giờ tôi muốn đi một chỗ, tìm một người, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trầm mặc một chút, mới hít mắt nhìn về phía trước, hai mắt lóe lên ánh sáng mãnh liệt. Trang hạo nhiên nhanh chóng đi ra hoàn cầu, sau đó cầm điện thoại di động lên, vừa đi xuống bậc thanh, vừa bấm điện thoại gọi tiêu đồng của, cô có thời gian, lập tức trở về, đi tìm điện thoại cho Lena nếu như cô ấy đã nghỉ phép về, nói cô ta biết, tôi có việc gấp muốn tìm cô ta. Khi cô ta trở về điện thoại cho tôi. giả dạ, chấm than ngoặc kép, tiêu đồng nói xong, lập tức cúp điện thoại, đi tìm người. Trang hạo nhiên không nói hai lời, liền cất điện thoại di động, cảm giác thời tiết nóng bức, liền nhanh chóng thoát cà vạt, cúp áo, vừa cởi âu phục xuống, vừa ngồi vào trong rôn roi của mình, mới phân phó tài xế trở về bệnh viện, liền vô cùng đẹp trai ngồi ở bên cạnh mình mặt của anh cười như không cười nhìn về phía anh ta nói thân ái anh anh muốn làm gì thẩm quân dụ ngồi ở ghế phụ kế bên tài xế giận tái mặt ở trước đầu gối cong ngón tay tài xế nuốt một ngụm nước bọt vẻ mặt khẩn trương tưởng thiên lỗi chậm chạp quay mặt sang nhìn về phía trang hạo nhiên khó có được mập mờ nói không có gì nhớ cậu da gà run lên dụng đầy đất trang hạo nhiên nhanh nhẹn vươn tay cài lại cúc áo trước ngực che đây bắt thịt mê người của bản thân, mới nặng nề thở ra một hơi, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, cười lên nói cho dù anh nhớ tới tôi, một cuộc điện thoại tôi liền đến rồi. Ngồi vào xe của tôi, làm cho mập mờ như vậy, muốn cùng tôi kết hôn hả? Tưởng thiên lỗi lần này không để ý tới anh nói gì, chỉ là hơ hững nói tôi chỉ là. Đột nhiên cảm thấy khát nước, muốn đi nhà cậu uống ly nước. Nghi tâm của Trang Hạo Nhiên căng thẳng, hai mắt mãnh liệt chợt lóe, nhìn về phía anh ta. Lúc này tưởng thiên lỗi cũng cười như có như không, nhìn về phía anh. Nếu như cậu không có mất trí nhớ, chấm ngoặc kép, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên không nhịn được bày ra khổ nhục kế, nhìn về phía anh ta có chút khó chịu nói tôi còn đau lắm. Vừa rồi muốn trở về bệnh viện nằm xuống, ngày hôm qua tôi còn mặc kệ hiểm khích lúc trước kêu khả hình đi an ủi a hát. Anh là người vong ân phụ nghĩa, anh thù dai lắm nha, nhất là thiên lỗi cho nên tôi cảm kích cậu đến nhà cậu uống ly nước thuận tiện thăm truy phong của cậu một chút tưởng thiên lỗi nhìn về phía anh lạnh nhạt nói trang hạo nhiên cười cười bất đắc dĩ nói truy phong nhà tôi không thích anh anh cũng không phải không biết huống chi thương thế của nó không được không thể gặp khách vậy hả tưởng thiên lỗi nghe lời này lạnh nhạt nói vừa rồi tôi kêu người ta mang một dương ong độc đang muốn đi cho truy phong nhà cậu ăn nếu như cậu không trở về nó có thể phải vô cùng lâu, thậm chí vĩnh viễn sẽ không gặp khách. "Phác chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía anh ta, tức giận nói, Oscar nhà anh, ông đây cũng chưa từng đối xử ác như vậy. Vì uống ly nước, về phần anh hả? Tôi với anh hôn lưỡi được không? Vậy về nhà chúng ta hôn lưỡi." Chấm than ngoặc kép, Tưởng Thiên lỗi quay đầu, chăm chú nhìn anh một cái, nhanh chóng phân phó tài xế, nói trở về trang gia. Chương 937, móng vuốt chính 937 móng vuốt. Một hàng xe hơi màu đen, rầm rộ mà đuổi theo chiếc xe Rolls Royce kia, thề phải bảo vệ hai tổng giám đốc, cho nên khi chiếc xe giống như quân đội chạy qua đường lớn Tây Hoàn, bây giờ là giờ cao điểm, đưa đến tất cả tài xế cùng người đi đường trên đường cái rối rít ghé mắt. Trong xe, Trang Hạo Nhiên cười như không cười, nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói, anh cùng một chỗ với tôi như vậy, sẽ bị dọa sợ đó. Tưởng thiên lỗi chậm chạp quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hơi nở nụ cười, mới nói, từ nhỏ đến lớn cậu luôn là người, chỉ sợ thiên hạ không loạn, còn sợ sao? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trầm mặc nhìn anh một cái, mới khẽ mỉm cười, ngồi ở sau xe ngồi, không lên tiếng. Tưởng thiên lỗi cũng im lặng không lên tiếng ngồi tại chỗ, nhìn về phía trước. Vẻ mặt của thẩm quân dụ nhàn nhạt, ngồi ở chỗ ngồi kế bên ghế lái, nhìn xe hơi vệ sĩ đi đầu, Thời gian dần qua đã dẫn rất nhiều đoàn xe chạy nhanh ra khỏi nội thành, dọc theo vùng ngoại ô này ven hồ đi tới. Trợ lý báo cáo ở phía sau, nói lúc ấy Uyển Thanh đứng ở trên du thuyền, quả thực nhận lấy rượu đỏ, sau đó mới cùng hai người trợ thủ đi xuống, đi về phía khoang thuyền, đi qua dưới tình huống có người nghiêm mật giám sát, đem rượu đỏ đặt ở một trong hộp gỗ hồng, sau đó liền theo mọi người cùng nhau trở về bệnh viện. Anh lập tức điều nhìn giám sát và điều khiển theo dõi của Cầu Tân Hải phát hiện huyền thanh quả thật được đoàn xe hộ tống trở về bệnh viện. Anh lại cẩn thận quan sát chung quanh không có chiếc xe khác khả nghi chạy qua thì cư nhiên đang trong quá trình điều tra, lấy được một chứng cứ mấu chốt, chính là sau khi tìm thấy huyền thanh ở du thuyền, lại làm giấy nhập đơn thì thấy nó dừng sát ở một cái khác bờ biển bến tàu khác. Anh lập tức đi vào chỗ đậu xe, tìm ra máy theo dõi ngày đó, quả nhiên phát hiện du thuyền đi ra một nhóm người áo đen. Bọn họ ai cũng sắc mặt lạnh lùng nghiêm cẩn, một cô gái nước ngoài trợ lý giáo sư rượu, cũng mặc áo màu đen, buộc tóc vàng đuôi ngựa lên, tay cầm một dương nhỏ, ngay sau đó cùng nhau lên một chiếc khác phiên bản xe Mercedes dài, ba chiếc máy bay trực thăng theo đuôi tới, một đường hộ tống bọn họ rời đi. Thẩm quân dụ lập tức liên lạc với Cục trưởng Giao thông, thông báo biển số xe, rốt cuộc điều tra ra tuyến đường ngày đó bọn họ đi, nhưng máy theo dõi ở thành phố lại dừng lại ở ven hồ Đại Đồng, mà con đường này chính là đoạn đường duy nhất đi thông tới biệt thự của Trang Hạo Nhiên. Quân dụ, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên thoải mái ngồi ở trong xe, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, mỉm cười nói: "Lâu như vậy không thấy, anh lại đẹp trai." Thẩm Quân Dụ nghe lời này, khẽ mỉm cười, hơi tôn kính gật đầu chào hỏi nói: "Tổng giám đốc Trang, ngài quá khen, đối xử với thuộc hạ như chúng tôi, ngài chưa bao giờ keo kiệt lời ca ngợi." Cái đó mà nói, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không nhịn được phì cười, nhìn về phía Thẩm Quân Dụ, nói: "Tôi cũng chưa bao giờ khen mấy súc sinh nhà tôi." không có có một chút có ích gì, mọi con đều là phế vật, chỉ biết tán gái, đều là di truyền từ cậu. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng nói. Trang Hạo Nhiên nghe lời này thì càng cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nói, lời nói này không đúng ngồi. Bọn nó cũng không phải là tôi sinh, làm sao lại di truyền tôi được? Những con này không tính là gì hết. Hôm nào hai đứa mình sinh một đội bóng, vì nước làm vẻ vang, anh cũng biết rõ là gen của tôi rất tốt. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này lại không muốn nghe anh nói nữa, vẻ mặt lạnh tanh. Đoàn xe dọc theo cây xanh trên đường lớn, tiếp tục dọc theo đoạn đường dài chạy tới, dần dần thấy càng nhiều cây xanh, nước dòng suối nhỏ, chuẩn bị tiến vào khu vực trang gia. Thân ái, anh muốn đi nhà tôi à? Trang hạo nhiên giống như muốn anh ta chú ý, nhìn về phía anh. Cũng đã đến rồi, còn hỏi, tưởng thiên lỗi bình tĩnh như vậy ngồi tại chỗ, lạnh lùng nói. Anh sẽ bị thương, chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên nhịn cười không được. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nở nụ cười, mới nói tiếp, khi còn bé, cậu thường mặc váy màu hồng, nằm ở trên giường của tôi, là tới lăn lui, làm sao lại không sợ té xuống giường bị thương. Tất cả đều là vì yêu, Trang hạo nhiên nhịn nữa nhịn cười, không nói lời nào. Đoàn xe rốt cuộc chạy nhanh tới cổng lớn Trang ra. Oscar, đã sớm như một tướng quân, thấy Ron Roy dần dần lái rời, thậm chí người thấy hơi thở chủ nhân lập tức rũ nó lông vàng của nó xuống ngẩng đầu thẳng kêu to gâu chấm than ngoặc kép làm tôi sợ muốn chết chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên mới vừa đi xuống xe nghe chó này tiếng sủa anh nhất thời thật bị dọa cơ thể lần nữa run một cái xoay người không thể tin mà trợn to hai mắt nhìn về phía con Oscar xúc sinh đáng chết này hé miệng thè đầu lưỡi dường như bầu trời quá nóng hì 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 thở nặng nề thấy thế nào thế nào cũng chán ghét nhìn thật không chịu nổi. Đưa con súc sinh này tới đây làm gì? Anh nhất thời tức giận, chỉ vào con chó đáng chết này, hỏi. Tưởng thiên lỗi cũng chậm rãi mà đi ra xe, khí chất và phong thái như vậy cài nút áo âu phục, một vẻ mặt đương nhiên, nhìn về phía trang hạo nhiên, sâu kín nói tôi tới đây, nó dĩ nhiên cũng tới. Nếu như không đến, truy phong không phải rất buồn sao? Anh không phải cảm thấy nó rất thúi sao? Trang hạo nhiên vô cùng khó khăn chỉ vào truy phong, nhìn về phía tưởng thiên lỗi cao mày, thật sự rất chê hỏi. Cậu có thể dẫn nó đến nhà lỗi, tới làm bạn với Oscar của tôi, cần phải biết Oscar của tôi thơm hơn nhiều. Tưởng thiên lỗi không nói hai lời, trước một bước bước về phía cửa biệt thự, Oscar nhìn chủ nhân tiến vào, nó cũng lập tức hấp ta hấp tấp vẫy vẫy cái đuôi, đi vào theo. Trang hạo nhiên đứng tại chỗ, nhìn về phía súc sinh chết tiệt kia, liền tức giận muốn tháo giải ném nó. Thẩm quân dụ tôn kính đứng ở một bên, chờ đợi Trang Hạo Nhiên đi vào trước, sau đó mình mới dám cất bước. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên mất hứng không vui lòng cởi nút áo sơ mi, vừa mới muốn cất bước đi vào, lại nhìn hai vệ sĩ khác của tưởng thiên lỗi, ai cũng có dáng người khôi ngô, giống như quân đội, đứng ở bên ngoài cửa rào sắt, có mười mấy người theo thẩm quân dụ vào bên trong, nhưng cũng không dám lỗ máng, chỉ là bước lên phía trước đến phía trước sân cỏ, giữ khoảng cách nhất định, bảo đảm tưởng thiên lỗi an toàn, dù sao sân lớn của Trang gia thiết bị bảo vệ an toàn khá tuyệt vời, cũng không sợ chủ nhân gặp chuyện không may. Giống như tới đây, chỉ có mục đích này. Trang Hạo Nhiên giả bộ như không để ý chút nào, vừa đi tiến vào trong trong, vừa nghĩ một lát nữa đợi Osta đi, lập tức quét dọn cả biệt thự. Bên trong biệt thự trang gia, quản gia nghe được Tưởng Thiên Lỗi hôm nay hạ cố đến chơi, liền dẫn mấy tên người giúp việc đứng ở trước suối phun nước, nghênh đón Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng giống như đang ở nhà mình, một thân một mình nện bước lên bậc thang, yêu nhã đi vào bên trong phòng khách, cởi nút áo âu phục, cởi ra, đưa cho quản gia, chỉ là mặc áo sơ mi cùng quần tây màu đen, đang muốn đi về phía ghế salon trong phòng. Oscar lập tức, xóa ai ca, như vậy ngoắt ngoắt cái đuôi, uy vũ vọt hướng chủ nhân trên ghế salon trong phòng khách, liền nhảy chui lên đi, ngồi xuống, còn kém không mở ra hai tay, giống như một người đàn ông đang ngồi. Tưởng thiên lỗi nhìn chó cường uy vũ ngồi ở chỗ đó, không nhịn được cười, mình cũng ngồi ở đó mặt nhìn TV ở phía trước, vô cùng yêu nhã chéo hai chân. Hai người vệ sĩ hai nên, lập tức cầm cây quạt, vừa quạt gió cho chó, vừa cho nó cho chó ăn thức ăn. Trang Hạo Nhiên mới đi vào phòng khách, chỉ là liếc ghế salon bên cạnh một cái, thấy Oscar chết tiệt kia, cư nhiên ngồi ở ngồi trên ghế salon mình thường ngồi, anh lập tức cắn răng nghiến lợi, hận không được muốn ăn nó, mình cũng hừ một tiếng, mặt lạnh cất bước đi tới không nói hai lời trước hết đưa tay lấy cái điều khiển tivi trên bàn, mở màn hình siêu lớn phía trước, so mới nhàn nhã nhàn nhã ngồi ở bên cạnh tường thiên lỗi. LCD không được bao lâu, đầu tiên là một hồi xanh, cuối cùng đi ra một đoạn thu hình, chính là đường khả hình trong lúc trang hạo nhiên ở, phòng tổng, thu lại, chỉ thấy cô mặc áo tê sắt tay ngắn màu xanh ra trời, quần cụt màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa, đối mặt với ống kính, cười đến xinh đẹp ngọt ngào như vậy, thậm chí cầm lên miếng cá sống chấm tương, thân mật đưa cho trước mặt người cầm ống kính ăn, thậm chí rất dịu dàng hỏi, ăn ngon không? Ăn ngon, chấm than ngoặc kép, giọng nói của Trang Hạo Nhiên truyền đến. Sắc mặt của tưởng thiên lỗi tối sầm lại. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhã cầm hộp điều khiển TV, giống như bỏ đá xuống giếng, buồn cười, rất hả hê mà cười. Có cần như vậy hay không? Tưởng thiên lỗi quay đầu, nhìn khuôn mặt anh muốn đạp lên này. Khuôn mặt của Trang Hạo Nhiên sáng ngời như đã nói trước, vô cùng khoa trương, vừa rồi tôi đã nhắc nhở anh. Anh tới nhà tôi sẽ bị thương mà. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt thối như tấm thất nhìn anh chằm chằm. Trang hạo nhiên lại không nhịn được cười, nhẹ tay để sau ghế salon, nhìn tưởng thiên lỗi, hơi có chút hả hê nói, thân ái, tục ngữ có nói, nếu muốn quên đi một đoạn tình cảm, tốt nhất là hãy bắt đầu yêu đương, nếu anh cứ cùng với Oscar, cũng không phải là biện pháp tốt nó cũng sẽ không từ xúc sinh biến thành người đẹp anh thấy đúng không ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi tức giận nhìn anh trong mắt hơi híp từng chữ từng chữ sâu kín nói xem ra cậu chê truy phong nhà cậu ngứa ra có muốn tôi tìm mấy con ong mật cho nó ôm không hả khụ 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 trang hạo nhiên làm bộ như lơ đãng đứng lên bên tiếp tục cởi nút áo trước ngực mình vừa nói trời quá nóng tôi muốn đi tắm anh từ từ ngồi ở chỗ này của tôi bánh ngon trà thơm ở nơi khác nhiều. Anh nói xong, cũng đã cất bước lên lầu. Tưởng Thiên Lỗi chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của Trang Hạo Nhiên, nói tôi có việc nói với cậu. Đợi lát nữa đi, quá nóng, nóng như vậy, chúng ta là tổng giám đốc còn phải mặc âu phục đáng chết. Đừng có kêu người của anh ở nhà tôi đi loạn khắp nơi, tôi mà biết, sẽ nổi giận. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên lóe lên, liền đi về phía trên cầu thang tưởng thiên lỗi lạnh lùng ngồi trên ghế salon hơi hí mắt liếc mắt nhìn trang hạo nhiên đã lên lầu biến mất ở cầu thang anh lập tức hơi tằng hắng một cái oscar lập tức tiếp nhận mệnh lệnh giống như tướng quân uy vũ nhảy vọt xuống dùng lỗ mũi thính và độ nhạy bén của nó bắt đầu tìm khắp nơi có liên quan chỗ để rượu đỏ hai người vệ sĩ giống như chỉ là làm bộ đuổi theo ở mỗi lần oscar khẽ kêu một tiếng trước hết mở ra phòng bếp tìm kiếm thứ liên quan đến rượu đỏ thẩm quân dụ chỉ là nhàn nhạt đứng ở cửa bên, an tĩnh chờ đợi. Oscar lấy tốc độ như tia chớp, đem chọn phòng khách toàn bộ lật tung một lần, tìm ra vô số rượu đỏ, cũng bị vệ sĩ hủy bỏ bình rượu đỏ đó. Tổng giám đốc Trang có thể đã mở rượu đỏ ra hay không? Thẩm quân dụ làm việc, từ trước đến giờ tâm tư cẩn thận, đều nên nghĩ, đều muốn nghĩ một lần. Sẽ không, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lạnh lùng nói. Thẩm quân dụ không nói chuyện nữa. Oscar đã nhanh chóng nhảy lên lâu, bắt đầu tìm rượu đỏ ở lầu 2, vệ sĩ cũng lập tức đi theo đi lên, bí mật mà vội vàng nhìn Oscar nhanh chóng chạy đến lầu 2 đến quầy rượu phòng khách, sau đó đem rượu đỏ trên quầy ba, còn có rượu đỏ đặt ở bên trong giá rượu, toàn bộ người hết, vệ sĩ cũng xem kỹ một lần, tất cả đều không phải, Oscar lập tức lại chuyển thân, chạy đến trước phòng rượu có nhiệt độ ổn định, lập tức phóng người lên, đứng ở trước cửa, nằm móng vuốt đầy lông, khóa cửa xoay thân mở nó ngay cả cửa cũng biết mở oscar chạy như bay tiến vào trong không nói hai lời sẽ thấy bắt đầu vận dụng của mình lỗ mũi chó bắt đầu ở trong phòng rượu tối tăm khắp nơi tìm tòi các nơi để rượu đỏ rượu trắng băng rượu nó thậm chí chạy đến trước một quầy đông lạnh nhìn trong quầy kiếng bình bình rượu đỏ trăm năm lấp lánh sáng bóng không nói hai lời muốn nâng móng vuốt mở ra đầu lại rũ xuống chai rượu trăm năm ngã xuống kệ gầm nhẹ một tiếng vệ sĩ lập tức lặng lẽ tiến lên lật giá rượu phía dưới gỗ hồng lên, xem xét lại thấy bên trong có một dương đồ cổ. Chủ nhân phòng ngủ. Trang hạo nhiên chịu đựng vết thương đau đớn, còn là miễn cưỡng tắm rửa sạch sẽ, mặc quần thường trắng, sơ mi kẻ ô màu xanh dương, vừa đẹp trai vẫy tay, vừa lau tóc, vừa mở cửa, hừ một tiếng đi ra ngoài, thấy tưởng thiên lỗi giống như tượng Phật đâm tại trước mặt của mình, đang lạnh lùng nhìn mình lom lom, anh tức khắc giật mình, kêu lên, anh dọa chết người đó. Đi vào tại sao không gõ cửa? Tôi không có vào, tưởng thiên lỗi nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở anh. Phòng rượu. Vệ sĩ nhanh chóng từ ở trong gỗ đỏ, ôm ra cái dương cổ, mở ra, quả nhiên thấy một chai rượu đỏ lâu năm, bọn họ lập tức cầm lên, đối chiếu hình ảnh rượu đỏ trước đó đã xem qua, hoàn toàn khác nhau, giống bình Mago rượu đỏ trăm năm, bọn họ liền để mặc cho Oscar tiếp tục đem chọn rượu nhà, toàn bộ lật một lần, thề phải tìm ra bình rượu đỏ kia. Trước phòng ngủ, tôi thật sự có chuyện muốn nói với cậu. Tưởng thiên lỗi giống như nghiêm túc nhìn về phía trang hạo nhiên, nói. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên trầm mặc nhìn anh một cái, dừng lại một chút, mới hơi mập mờ để cho anh ta đi vào, cảm thán một hơi nói, vào đi. Tưởng thiên lỗi cũng nhắc mí mắt lên, nhìn anh một cái, mới chậm rãi mà đi đi vào. Trang hạo nhiên thuận tay đóng cửa lại, mới xoay người, nhìn về phía tưởng thiên lỗi vẫn đứng ở trước bích họa mà mình mấy tháng khổ cực ghép lại, hai mắt nóng bỏng lóe lên, anh cười một tiếng, nói chật, tôi đã nói rồi, anh tới nhà tôi sẽ bị thương mà. Tưởng thiên lỗi trầm mặc đứng ở trước bích họa, nhìn đường khả hình trong cam brick, mặc áo sơ mi trắng, quần jean màu xanh dương, trải tóc đuôi ngựa, ngồi ở bên cạnh sân cỏ, đáng yêu dịu dàng nở nụ cười, trang hạo nhiên mặc giống nhau phục sức, ở trên mặt của cô vừa hôn, tình ý nồng đậm như vậy. Hai mắt anh lưu chuyển, mới sâu kín lại nhìn khuôn mặt vui vẻ kia của đường khả hình, giống như có chút cảm xúc nói, thì ra cô ấy ở nước Anh, là bộ dáng kia. Trang hạo nhiên nhìn anh một cái, cũng trầm mặc đi tới trước bích họa, nhìn mình cùng khả hình, mỉm cười nói, thật ra thì cũng không phải rất vui vẻ, có nhiều lúc chỉ là gượng cười. Người chính là như vậy, lúc không vui, có thể vì chính mình làm, chính là tận lực cười nhiều một chút, coi như trong lòng khổ sở, nhưng là qua một thời gian, sẽ phát hiện những thứ kia cũng không phải nụ cười chân thật, sẽ trở nên càng ngày càng chân thật, cho nên làm người, mặc dù không vui, cũng phải nỗ lực để cho mình cười một cái. Nhưng khi đó, mỗi lần tôi thấy cô ấy cười, tôi đều rất đau lòng. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn về phía đường khả hình giống như, Nguyệt Nhi, sao ánh trăng cong cong mắt, luôn là tràn đầy ánh sáng lương thiện, sâu kín nó tôi vẫn cho là, hiểu nhau rất quan trọng, thật ra thì, có lúc làm bạn, so với hiểu càng quan trọng hơn. Có lẽ khi đó, tôi cũng giống như cậu vậy, chạy đến cả nước Pháp cùng Anh Quốc, có lẽ kết quả sẽ khác nhau. Trang hạo nhiên nhún nhún vai, mới nói, không có biện pháp. Tôi chính là so với anh có sức quyến rũ, có lòng kiên nhẫn hơn. Hai mắt của tưởng thiên lỗi nhíu lại, quay đầu, nhìn về phía Trang hạo nhiên. Trang hạo nhiên cũng trầm mặc quay đầu, nhìn về phía anh, không nhịn được cười hỏi, anh tìm tôi có chuyện gì. Hai mắt của tưởng thiên lỗi mãnh liệt lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía trang hạo nhiên hỏi rốt cuộc bình rượu đỏ kia ở đâu cậu không nên độc chiếm coi như cậu lấy được cậu cũng không chiếm được toàn bộ hoàn cầu chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên nghe lời này không nhịn được phì cười nói chính tôi cũng nghĩ không chừng ngày đó anh thắng tôi lấy được cả hoàn cầu có thể bỏ chút tiền xài vặt cho tôi hay không nếu lòng giả ác độc như anh vậy đương nhiên tôi muốn cùng anh tranh rượu đỏ tôi là nhất định phải có được tôi nhất định có thể tìm được nó trước anh. Chấm than, anh yên tâm. Ánh mắt của tưởng thiên lỗi nhíu lại, cố nén thật lâu, mới rốt cuộc nói cậu có biết khi còn bé, tại sao cậu đánh nhau, tôi không giúp cậu không? Ánh mắt của trang hạo nhiên lưu chuyển, nhìn anh ta. Tưởng thiên lỗi thở hồn hền, mới trầm thấp nói, bởi vì cậu mỗi lần cùng bọn họ đánh nhau, cũng sẽ làm cho rất lớn tiếng, lại không xuống tay tàn nhẫn. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép trang hạo nhiên trầm mặc nhìn anh ta tưởng thiên lỗi lại nhìn anh nói tôi không thích cái loại phô trương thanh thế đó lại không xuất lực mạnh bằng người nhất là cậu cuối cùng bị mấy đứa bé đánh cho bể đầu chảy máu vẫn chỉ là cứng rắn đẩy người khác liền quả đấm cũng nắm không nhanh cậu như vậy tại sao tương lai cùng tôi đấu ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép vẻ mặt của trang hạo nhiên hơi thu lại nhìn về phía bộ dáng tức giận của tưởng thiên lỗi dừng lại một lát mới rốt cuộc không nhịn được có chút vui đùa mà cười, nói anh biết tại sao lúc đó tôi không đánh bọn họ không. Vẫn coi như bị đánh đến bể đầu chảy máu, nhưng vẫn là cắn răng, cuối cùng chịu đựng kết quả chiến đấu. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trầm mặc nhìn anh. Hai mắt của trang hạo nhiên lóe lên, nụ cười mặc dù biến mất, nhưng vẫn là mang theo chút không chăm chú nói, bởi vì tôi muốn chờ một người tới giúp tôi, tôi rất muốn anh ta giúp tôi mặc dù một lần cũng tốt chấm ngoặc kép tưởng thiên lỗi hít mắt nhìn anh thái độ phách lối kiêu ngạo nói chẳng lẽ cậu muốn tôi tới giúp cậu làm sao có thể chấm than tôi thấy cậu là vô dụng như vậy dù bọn họ có hung ác đánh chết cậu tôi vĩnh viễn sẽ không sẽ cứu cậu tuyệt đối sẽ không chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lẳng lặng nhìn anh ta một lúc lâu rốt cuộc không nhịn được vì cười nói cho nên từ lúc đó bắt đầu tôi liền hiểu tôi là một người cũng từ lúc đó bắt đầu, mấy cái người bạn nhỏ cũng không có cơ hội đến gần người của tôi. Bao gồm anh. Cậu đừng tưởng rằng một chai rượu đỏ, thì chúng ta hợp lực đi làm chút chuyện, sau đó liền kết thúc đấu tranh với nhau. Lúc này mới bắt đầu, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trầm ngâm nhìn trang hạo nhiên, cắn răng nghiến lợi nói tôi nhất định phải lấy được bình rượu đỏ kia. Mặc kệ là vì hoàn cầu, hay là kế hoạch lớn trong tương lai của tôi, tôi đều nhất định phải cầm được bình rượu đỏ kia lần này chính phủ đã nhúng tay vào, có khả năng dính đến quan viên lớn. chuyện này hai chúng ta phải cùng nhau xử lý. bởi vì chuyện như mặt, mặc dù tôi rất xin lỗi, nhưng mà quan trọng nhất của tôi bây giờ là rượu đỏ còn có khả Hinh. tôi lo lắng an nguy của cô ấy. trang hạo nhiên a à một tiếng, bật cười nói anh nhớ tới rượu đỏ là tốt rồi. khả hình có quan hệ gì với anh? không cần quan tâm chuyện người phụ nữ của tôi. nghe nói bà của khả hình phản đối các ngươi vậy phải làm thế nào? Tưởng thiên lỗi không nể mặt hỏi. Đó là chuyện của chúng tôi, anh chính là quản tốt Oscar của anh đi. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía tưởng thiên lỗi, xem thường bật cười nói anh để nó lấy lỗ mũi chó chết tiệt. Ở nhà tôi tìm tới tìm lui, còn phải vọt bao lâu? Chấm hỏi, ông đây cũng không có nhiều thời gian chịu đựng nó như vậy. Đoán chừng lúc này, đang đứng ở bên ngoài cửa phòng của tôi, muốn xông vào đó chứ. Cửa. Cạch một tiếng, Oscar không nói hai lời, cũng đã uốn éo khoa cửa, như tướng quân thẳng xông vào, trực tiếp giống một tiếng, đang ở trong lúc tưởng thiên lỗi không kịp ngăn cản, nó giơ móng vuốt lên, liền muốn đánh về phía bích họa có rượu đỏ phía dưới nến, ai biết bình thường ăn được quá tốt, khi nhảy dùng sức quá mạnh, hai móng vuốt oanh một cái, móng đến trên tường bức ghép hình vẽ kia, liên tục kéo xuống mười mấy tấm hình ghép, mặt của đường khả hình bị móng vuốt kéo không còn, sau đó cả bức họa mà liền đổ, tất cả đều rào rào ào ào, Giống như hạt mưa rơi xuống. Tưởng thiên lỗi một hồi khiếp sợ. a a a a a a, trang hạo nhiên nhìn hình ghép mình cực khổ ghép được, hai mắt của anh nóng lên, a à một tiếng, nắm chặt quả đấm, giống to, xúc sinh, chương 938, phóng túng. Cao chút cao chút, thấp chút thấp chút, chấm than ngoặc kép, lời nói từ trong bãi cỏ truyền đến. Không bao lâu, Oscar liền bị người dùng sợi dây trói hai móng vuốt lại, tách đi ra, sợi dây ở trong tay hai vệ của của tưởng ra đứng ở dưới gốc cây táo duy nhất trong vườn dần dần treo ngược lên oscar lên đáng thương cho con súc sinh này giơ đầu chó lên đáng thương nhìn ba ba chủ nhân trước mặt chưa từng chịu ủy khuất ở trước mặt nhiều vệ sĩ như vậy giơ bàn chân nhỏ lên vẫy đuôi muốn gọi cũng không dám gọi tưởng thiên lỗi đứng ở trên sân cỏ đau lòng nhìn chó yêu của mình gấp đến độ cao chặt mi tâm nhưng không làm gì được ghế salon màu đỏ thầm đặt ở trước cây táo. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên tức giận, nắm một quả táo trong tay, tự nhiên ngồi trên ghế salon, vừa lạnh lùng nhìn con súc sinh chết tiệt này, vừa cầm quả táo, đưa vào trong miệng cắn một cái, rột rột một tiếng, giống như âm thanh người bị gãy cổ vậy. Anh đẹp trai nhai táo, vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm Oscar bị treo ngược lên, cũng làm ra dáng chứ, hơi cắn hàm răng, từng chữ nói, đáng chết súc sinh này. Lại dám lấy móng vuốt phá hủy khung hình tôi khổ cực ghép mấy tháng nay tao thấy mày là phiền, chẳng lẽ mày không biết, vào cửa nhà tao, không phải là chọc người nhà tao, chính là phá nhà tao. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, không nhịn được nhìn về phía trang hạo nhiên, còn là bảo vệ chó cưng nói cậu cũng vậy. Bộ tranh ghép lớn như vậy, cũng không biết lấy nhựa cao su dáng dính. Gió vừa thổi cũng sẽ rớt xuống. Trang hạo nhiên nghe xong lời này, vẻ mặt liền tức giận, quay đầu, hai mắt trợn to, như muốn nổi điên nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên đang trợn to hai mắt, liền không tự nhiên tằng hắng một cái, biết anh thật sự tức giận, liền không nói nữa. Trang hạo nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Oscar bị treo ngược lên kiên quyết không chịu dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, anh hừ một tiếng, nhướng mày, tay cầm quả táo, tự nhiên cắn một cái, tức giận nói tao chặt móng vuốt của mày bây giờ. Chấm than, tới cửa nhà tao, chấm than, thấy cửa khóa liền lật tung phòng rượu của tao, ngay cả cộng lông cũng không tìm ra, vô dụng như vậy còn dám có cốt khí như vậy hả mày tin tao đánh gãy hết răng mày không hả xúc sinh go go chấm than ngoặc kép oscar không phục quay về phía trang hạo nhiên giận dữ sủa lớn tiếng cả người trang hạo nhiên sợ tới mức đập mạnh một cái tức giận trợn chừng mắt nhìn oscar một bộ cắn răng nghiến lợi kêu to đáng chết xúc sinh móng vuốt của mày phá bộ tranh ghép vợ tao thích nhất còn dám giống tao chấm hỏi ngoặc kép anh không nói hai lời liền cầm quả táo, ném vô bụng của Oscar. Go, chấm than ngoặc kép, Oscar kêu lên. Trang hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi đau lòng quay đầu, tức giận kêu trang hạo nhiên, gọi cậu đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ chứ. Nếu không phải tôi nhìn mặt chủ nó tôi đã cho người hầm nó thành năm món ăn rồi. Chấm than ngoặc kép, vẻ mặt của trang hạo nhiên hung ác nhìn chầm chầm tưởng thiên lỗi, nói anh biết cô gái này là ông đây cực khổ lắm mới theo đuổi được đã trải qua bao nhiêu chuyện, cô xoay người một cái, mất trí nhớ liền quên ông đây luôn. Mấy tháng đó, tôi toàn dựa vào bức tranh ghép này, lấy an ủi nỗi khổ tương tư. Anh có biết tôi quý trọng bức tranh này thế nào không? Thế nhưng con súc sinh này, duỗi móng vuốt một cái, liền làm hỏng tranh tôi cục khổ mấy tháng ghép được. Chấm than, lúc đó thật sự tôi muốn đánh chết con sức si anh này, trong óc có phải gắn bộ cơ quan hay không? ống nghe ngắt một cái, ngay cả một chút nguyên tắc làm chó cũng không có chủ nhân mày thất tình, ăn nhập gì đến tao, cứ suy nghĩ báo thù như vậy. Vặn lỗ tai nó cho tôi, chấm than ngoặc kép. Vệ sĩ vừa nghe nói liền tiến lên, đưa tay cầm lỗ tai Oscar lắc lắc, uốn éo thành bánh quai trèo, lông thật dài, cũng tết cho thành bím, tàn nhẫn như vậy, vô cùng nhục nhã. Tưởng thiên lỗi thấy đau lòng, lập tức cúi đầu, nhìn về phía trang hạo nhiên, bây giờ không còn cách nào nói, được rồi. Tôi thay nó nói xin lỗi được chưa? Trang Hạo Nhiên hừ một tiếng, mới cười một tiếng, ngẩng đầu lên, bộ mặt phách lối, kêu lên, "Sao anh không thay thức ăn chó cho nó? Sao nó không thay anh ăn cơm? Anh xem nên dạy lại con súc sinh này một chút, đi người này bao lâu, bên cạnh ngay cả một bạn gái cũng không có." Chấm than, chỉ biết ở trong tối chơi trò ám chiêu, chấm than ngoặc kép. Anh liềm mắng luôn Thẩm Quân Dụ. Thẩm Quân Dụ đứng ở một bên, hơi cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Trang hạo nhiên cũng liếc anh ta một cái, tức giận xoay chỗ khác, hư một tiếng, trong nháy mắt đứng lên, cậy vào chiều cao mét chín của mình, vừa đi về phía cây táo lùn kia, mạnh vặn gảy một cành cây, vừa nhỏ sạch lá cây ở phía trên, vừa nói thầm, tôi à. Tôi à, đời này tôi, trước tới nay luôn là người có thủ oán phải trả. Cho tới bây giờ đều không có nghĩ ra qua lấy đức thu phục người như vậy. Càng không thể nào lấy đức thu phục chó. Anh thấy đúng không, móng vuốt của nó huy tranh của tôi, nếu như không cho nó một chút giáo huấn, nó còn tưởng rằng cái nhà này là tưởng ra của nó. Còn chưa leo lên đầu được đau, liền phách lối. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, tưởng thiên lỗi thật sự bất đắc dĩ nhìn anh, lần nữa cầu xin tha thứ nói, được rồi. Chấm ngoặc kép, được em gái anh, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhổ sạch lá rồi, một cây roi thật dài, hất lên vung vung nói, lão tử hôm nay nếu như không xử trí nó, tôi liền không phải là người. Chấm than. Tôi cùng làm chó với nó. chấm than ngoặc kép. Anh nói xong, đi đến trước mặt của Oscar, muốn quất vào cái mông của nó. Go. chấm than ngoặc kép. Bốn chân của Oscar giãy ruộng, muốn cắn Trang Hạo Nhiên. A, à, con súc sinh đáng chết, treo ngược lên còn dám lớn lối như vậy. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời, thật sự nâng lên roi, đánh lên mông của nó. Go. Oscar kêu một tiếng. Mày kêu đi. chấm than mày kêu tới chết cũng không ai để ý mày đâu, mày cho rằng chủ nhân của mày giúp được ngươi, anh ta dung túng mày để phạm tội, tội thêm một bậc. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên không nói hai lời, nữa vung tay lên, đánh lên cái mông Oscar, mới hung hăng nói, muốn lão tử treo mây ở chỗ này ba tháng không. Ngày ngày muốn mày dãi nắng dầm mưa, phơi thành nho khô. Tao xem mày còn dám phách lối với tao hay không. Chấm than ngoặc kép, anh nói xong, lại hăng say đánh lên mông Oscar giống, chấm than ngoặc kép, Oscar là thật đau, lập tức nâng đầu chó lên, trợn to hai mắt, tội nghiệp nhìn tới tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi thật sự là không có cách, nhìn về phía trang hạo nhiên, bất đắc dĩ nói, được rồi. Chấm than, sốt của cậu muốn sao mới có thể bỏ qua cho nó. Nó cũng chỉ là một con súc sinh, dĩ nhiên không hiểu chuyện tình cảm. Cho nên nó mới vẫn không có bạn gái. Nó không hiểu tình cảm con người, nó là quái vật. Chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên hung tợn có chút ăn vạ, sau khi mắng xong, đột nhiên bỏ roi, tức giận xoay người, đánh cho tức mệt mỏi ngồi trở lại trên ghế salon, lồng ngực phập phồng, cắn răng nghiến lợi nói ông đây muốn nó phải chịu nhục nhã. Nhất định phải vô cùng nhục, chấm than ngoặc kép. Cậu, cậu, cậu muốn làm gì? Tưởng thiên lỗi nhìn bộ dáng kia của anh là thật sự rất tức giận, nhất thời không có cách nào nói, rốt cuộc cậu muốn làm gì? Hừ, chấm than ngoặc kép. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên tức giận, hừ một tiếng, đập tay lên ghế, kêu to, lấy tới. Chấm than ngoặc kép. Hai vệ sĩ nghe, lập tức mang theo một cái dương nho nhỏ, đi tới. Tưởng thiên lỗi sợ run nhìn cái dương kia. Hai vệ sĩ mở dương ra, cư nhiên từ bên trong rút một cái váy nhỏ màu hồng ra, còn có cái mũ màu trắng tinh, dơ trên không trung. Tưởng thiên lỗi mở to hai mắt, không thể tin nhìn váy nhỏ, hỏi nữa cậu. Chấm ngoặc kép. Mặc vào cho nó, chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên không nói hai lời phân phó. "Dạ." Hai vệ sĩ lên tiếng, lập tức đem chuẩn bị váy xong, lấy váy đi tới Oscar bị treo ngược, nhanh chóng mặc cho nó, hơn nữa còn giúp nó lôi kéo tay áo màu hồng viền tơ, cắt tỉa cắt tỉa lông trên bả vai nhỏ, lấy nón trắng tinh, đội lên cho nó, hai dây nón ở dưới cầm thắt hình nơ cho nó, lúc này mới hài lòng tránh ra. Cả người trong biệt thự, mọi người cũng trơ mắt nhìn Oscar luôn như tướng quân uy vũ, mặc cái váy nhỏ màu hồng kia đội nón trắng giống như con chó mẹ vắt sữa bị treo ngược ở không trung quyến rũ như thế tưởng thiên lỗi nhìn chó cưng của mình bị dày vò thành bộ dáng kia mặt của anh hơi vặn vẹo hai mắt run một chút nói không ra tư vị chấm than hai vệ khác thậm chí nhanh chóng lấy máy chụp hình ra đứng ở trước mặt của oscar răng rắc vệ sĩ gần đó còn tạo kiểu cho oscar chụp nhiều chút chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên ngồi ở đó nhìn về phía vệ sĩ của mình chỉ huy nói ông đây phải lấy tất cả hình dáng trên bảng tin khách sạn á châu tìm bạn trai cho nó tưởng thiên lỗi thật sự thật sự là không cách nào mà kiềm chế quả đấm nhìn về phía trang hạo nhiên vẻ mặt tức giận nói đây chính là nguyên nhân từ nhỏ đến lớn tôi chán ghét cậu không có quang minh chính đại làm được một chuyện đối với người đã như vậy cậu đối với chó cũng là như thế chấm than ngoặc kép người yêu nhã như vậy đột nhiên tức giận đến nói tục quang minh chính đại lại không thể làm gương làm tốt chuyện đây mới gọi là bản lãnh chấm than ngoặc kép lúc này trang hạo nhiên vẫn phách lối đứng lên ỉ vào chiều cao mình và tưởng thiên lỗi bằng nhau nhìn thẳng anh ta nói hôm nay tôi muốn treo ngược nó ở đây ba tháng nếu như anh dám thả nó xuống ngày mai ông đây sẽ cho nó ăn thuốc chuột tôi nói được là làm được chấm than ngoặc kép người này nói xong liền tràn đầy khí thế kiêu ngạo xoay người đi vào bên trong biệt thự Tưởng Thiên Lỗi đứng ở trên sân cỏ, thật sự là biết cậu ấy thật sự tức giận, đau lòng liếc nhìn Oscar, vẫn còn tiếp tục bị người chụp hình khiêu dâm, liền thật sự không cách nào xoay người, nhanh chóng đi, gọi Trang Hạo Nhiên. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên không để ý anh, trực tiếp lạnh lùng đi vào phòng khách, quay người đi lên lầu, chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc, trở lại bệnh viện. Phải nhìn chăm chăm xúc sinh không được để Tưởng Thiên Lỗi mang đi. Tưởng Thiên Lỗi cũng nhanh chóng theo sát bóng dáng của anh lên trên. Bên ngoài biệt thự, một chiếc xe Mercedes màu đen chậm chạp dừng ở bên ngoài biệt thự, đường khả hình được cặp sinh đôi đỡ, người mặc một áo quần dài, chải tóc đuôi ngựa, đi xuống xe, thấy chiếc Rolls Royce của Trang Hạo Nhiên dừng ở trước biệt thự, quả nhiên trở lại, cô có chút yên lòng cười, bởi vì sáng nay nhìn thấy lúc anh rời khỏi bệnh viện, khuôn mặt nặng nề, có chút lo lắng, tìm mấy nơi, cũng không thấy anh, điện thoại cũng không nhận, nên không thể làm gì khác hơn là tới nơi này tìm người anh ấy thật sự ở đây. Chấm ngoặc kép, trong lòng của đường khả hình ấm áp, mỉm cười đi vào bên trong. Bên trong phòng ngủ, Trang Hạo Nhiên chân không, nằm nghiêng ở trên giường, tay vừa lật quyển sách lịch sử, vừa không để ý tới người này. Tưởng thiên lỗi thật sự bất đắc dĩ đứng ở cửa bên, mắt nhìn Trang Hạo Nhiên vẫn tức giận, không thể không thấp giọng nói, nói, được rồi, chuyện hôm nay là tôi có chút kích động. Tôi không đúng, thật sự không có liên quan tới cần xúc sinh đó. Tôi trịnh trọng thay nó nhận lỗi với cậu. Chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên cười, tiếp tục lật sách, không để ý tới anh ta. Trang Hạo Nhiên, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Tưởng Thiên Lỗi nhìn người này, chỉ vào anh, thật sự không nhịn được tức giận giống lên, nói cậu không cần vì bức tranh nhỏ bị hủy mà phách lối đến này trình độ. Chấm than, một đoạn tình cảm của ông đây cũng bị cậu phá hủy. Món nợ này tính như thế nào hả? Chấm hỏi ngoặc kép tình cảm của anh là bị tôi phá hủy. Trang hạo nhiên nhất thời bật cười ngồi dậy, nhìn về phía anh ta nói, đây là anh không biết quý trọng. Tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội. Tưởng thiên lỗi nghe xong lời này, trong nháy mắt tức giận bước lên phía trước bước, nắm lấy cổ áo của Trang hạo nhiên, đem cả người kéo lên, hỏi cậu cho tôi mấy cơ hội. Buông tay, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên cũng tức giận, muốn kéo tay của anh ta ra, ai biết dùng sức quá mạnh. Hai người đàn ông đột nhiên mất trọng lực đập xuống đất, ôm nhau thành một đoàn. Hạo nhiên, anh không sao chứ, đường khả hinh mỉm cười cầm mở khóa cửa, đi vào gian phòng, liền thấy xa xa nằm trên giường, tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên cư nhiên ôm nhau, nắm ở trên giường, mập mờ, kịch liệt như vậy, sắc mặt của cô liền trắng bệch, nhớ tới trước đây từng thấy qua hình ảnh này, cô khiếp sợ kêu to các ngươi. Tưởng thiên lỗi cùng trang hạo nhiên ôm ở trên giường, quay đầu, cư nhiên thấy đường khả hinh đứng ở trước cửa, lập tức trột giả khẩn trương đứng lên, đều vội vàng muốn giải thích. Các ngươi thật sự thật là ghê tởm, chấm than ngoặc kép, trong nháy mắt đường khả hình cảm thấy nổi da gà, khi kêu xong, mới xoay người rời đi, lại thấy bức trang trên tường, ghép hình cư nhiên toàn bộ tan nát rơi xuống đất, cô càng đau lòng khóc chạy đi. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên vội vàng đuổi theo, đôi mắt của tưởng thiên lỗi đảo vòng, vì báo thù cho Oscar, ngáng chân anh, cả người trang hạo nhiên quay cuồng ngã trên mặt đất, đụng phải vị trí vết thương ở trái tim, anh đau đến lấy tay che lồng ngực, đau đớn kêu lên chương 939, chơi trốn tìm. Bên ngoài biệt thự, chấm than, sắc mặt của đường khả hình đỏ bừng, giống như phải chịu đựng nỗi sợ hãi ghê gớm, tức giận cùng gấp gáp chạy ra, trong sự kinh dị của cặp sinh đôi cùng tài xế, nhanh chóng chạy vào sau xe ngồi, phịch một tiếng, đóng cửa xe, kêu to, lái xe. Chấm than ngoặc kép, tiểu vi cùng tiểu hà nhìn bộ dáng của cô như vậy, liền vội vàng nhanh chóng ngồi lên xe phân phó tài xế lái xe xe mercedes màu đen lập tức khởi động chạy về phía trước khả hình chấm than ngoặc kép lúc này trang hạo nhiên mới chịu đựng đau đớn ở lồng ngực bước nhanh ra ngoài cũng đã thấy chiếc xe màu đen kia đã nhanh chóng lái rời khỏi cửa nhà mình anh liền bất đắc dĩ đứng ở tại chỗ nhìn về phía xe hơi dần dần biến mất ở trước mặt của mình nặng nề thở dài bên trong xe đường tiểu thư chấm ngoặc kép các ngươi không được nói. Này, chấm than ngoặc kép, cái gì tôi cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn nói, tôi cũng sẽ không nói hai người họ ôm nhau cùng một chỗ. Cái gì tôi cũng không nhìn thấy, cái gì tôi cũng không muốn biết. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình hai tay che mặt, nóng đến đỏ bừng. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà ngồi ở hai bên đường Khả Hinh, có chút kỳ quái nhìn cô đang mắc cửa đỏ bừng mặt, tức giận phồng má lên, nhất thời kỳ quái nói không ra lời, lúc đang nghĩ sao cô như vậy, xe đã sắp lái khỏi trang ra, không đến bao lâu, sẽ chạy dọc theo hàng cây xanh trên đường. Lúc này ánh mặt trời đang rực rỡ, mặt nước hồ đang gợn sóng lấp loáng, phản xạ ánh lấp lánh, chiếu rọi trên bờ, thậm chí hướng tới cửa sổ xe. Hai mắt của Tiểu Vi chợt lóe, Tiểu Hà cũng bày ra sắc mặt nghiêm túc, ngón tay nhịn không được nhấn đồng hồ đeo tay, máy gọi khẩn cấp, lại phát hiện nguồn tín hiệu không biết đã bị cắt đứt khi nào, ánh mắt của cô nhíu lại, đoán chừng lần này đối phương sớm có chuẩn bị khó trách lãnh mặc hàn có dự cảm, giả dạ hành nhân có thể sẽ ở gần đây tìm khả hình gây phiền toái, chỉ là không có nghĩ tới nhanh như vậy. Hai tròng mắt của cô lưu chuyển, dựa vào kinh nghiệm nghề nghiệp, có thể cảm ứng được hồ nước bên cạnh cây liễu vừa rồi, phản xạ ra bộ súng trường thụy sĩ, súng này đứng thứ ba thế giới, chỉ lần này lần nước nước Mỹ đánh vua Barrett cùng xạ trình vua Mễ Vương. Đã có danh hiệu đứng đầu luôn rồi, nhìn tình huống, người tới muốn mạng của đường khả hình, làm sao đây? tiểu vi cùng tiểu hà đồng thời không lên tiếng tài xế chợt cảm thấy không khí không đúng nhất thời ngẩng đầu lên nhìn về phía kính xe bên trong thấy vẻ mặt của tiểu hà cùng tiểu vi sau sự việc của tài xế kia anh bị điều chức đi nhậm chức đã từng là tay đua xe hai lần so tài đoạt chức vô địch sau bởi vì bị thương nên rút khỏi cuộc so tài vẫn luôn là tài xế của trang tĩnh vũ gần ba năm cũng cẩn thận không có xảy ra một lần ngoài ý muốn sắc mặt của đường khả hình vẫn đỏ bừng như cũ nghĩ tới trang hạo nhiên cùng tưởng thiên lỗi ôm nhau, cô không khỏi lấy tay che mắt, cúi đầu nức nở. Đường tiểu thư, có muốn chơi trốn tìm hay không? Đột nhiên tiểu hà nhìn về phía đường khả hình, mỉm cười hỏi, bởi vì cô cảm giác được, xe ở phía trước sẽ phải quẹo cua, đó là vị trí tốt nhất của súng trường hạng nặng muốn bắn chết khả hình. Cái gì? Tiểu hà cười nhẹ nhàng nhìn về phía đường khả hình, nói chúng ta đệch dừng lại, cô che mắt lại, khẽ đếm đến 30 chúng tôi trốn ở đâu đó ven hồ. Nếu như cô tìm được chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cô đoạt được bình rượu 1988 của vị hôn phu tô tiểu thư tới tay cô. Thiệt hay giỡn đây, đường khả hình nhất thời cười đến rất ngọt ngào, nhưng vẫn là không tin nói, thôi đi. Tôi làm chuyện này một lần, bây giờ vô cùng hối hận. Ai biết hai người lén lén lút lút lấy. Sao được chứ, tiểu hà cười lên, nói chúng tôi cam đoan với cô, quang minh tránh đại cầm. Chấm than ngoặc kép đúng quang minh tránh đại cầm cứ làm như thế chấm than ngoặc kép tiểu vi không nói hai lời thấy xe sắp quẹo qua chỗ rẽ cầm hai tay đường khả hình che mắt nhanh chóng nói được rồi nếu như cô mở mắt ba ngày không được ăn cơm không làm được cái đó là rùa chấm than ngoặc kép đường khả hình bật cười lấy tay che mặt nói được ai nói chuyện không giữ lời người đó chính là rùa xe dừng lại một cái toyo lập tức bắt đầu đếm các người phải chuẩn bị tốt, chấm than ngoặc kép. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà, hai người nhìn đường khả hình lấy tay che đôi mắt các cô nóng lên, trong nháy mắt đưa ánh mắt cho tài xế, tài xế lập tức theo kinh nghiệm chạy xe gần cây liễu phía trước, cặp sinh đôi nhanh chóng quay cửa xe xuống, tốc độ không kịp bưng tai, giống như mèo vọt ra ngoài, trong nháy mắt biến mất bên cạnh cây liễu, xe hơi lập tức nhanh chóng lái về phía trước, dọc theo vòng quanh ven hồ. 1, 2, 3, giọng nói của đường khả hình, từ trong xe êm ái vang lên. Trong nháy mắt mục tiêu đã xuất hiện, chấm than, rừng rậm có cây cối là tốt nhất, bắt đầu có dấu thú là kỳ di, uốn éo động, người bắn súng mặc đồ dần di màu xanh lá cây, trong nháy mắt nhắc lên súng trướng, nhắm ngay gò má đường khả hình đang ngồi trong chiếc xe hơi đang lượn quanh hồ kia, chuẩn bị bấm cọt tiểu vi giống như Linh miêu từ trong một bụi cây nhảy đến sau lưng người bắn súng, tay gắp châm độc, nhanh chư chấp, đâm vào cổ của anh ta. Một tiếng kêu rên, người bắn súng nhanh chóng ngã xuống đất. Tiểu Vi lập tức khiêng bộ súng TSUIA -E 3000 lên, nằm ở trong bụi cỏ, nhắm ngay xe Mercedes trước mặt hồ, hỏng súng lách một bên, viên đạn bắn chết người đàn ông trong ý chí che hơi. Một người đàn ông giống như mãnh thú, trong nháy mắt xuất hiện, nắm chặt súng lục màu đen, muốn bắn chết Tiểu Vi. Tiểu Vi đang cầm súng liền đánh về phía trước, cảm giác sau lưng có bóng đen rơi xuống, cô liền kéo súng trướng, lui thẳng về phía sau, súng ngắn người đàn ông bị quét đi, nhưng trong nháy mắt đôi ta ẩn dụng thủ pháp thái cực, nặng nề nắm chặt cánh tay Tiểu Vi vung tới, muốn vặn gầy, Tiểu Vi nặng nề thở, xoay theo hướng đôi tay anh ta, cơ thể của mình nhanh chóng xoay tròn 365 độ, uốn éo thoát khỏi bàn tay của anh ta, nắm chặt quả đấm, hướng lồng ngực người đàn ông đánh một quyền. Nhẫn bạc trên tay đưa ra gai sắc nhọn trong nháy mắt. Đâm vào trái tim của anh ta. Phốc, chấm than ngoặc kép, trên mặt người đàn ông nổi gân xanh, nhíu chặt lông mày, máu tươi phun ra. 7, 8, 9, 10, 11, giọng nói của đường khả hình vẫn êm ái vang lên, mấy người người đàn ông mặc đồ dần di, trong nháy mắt xuất hiện trong rừng, giống như linh báo, khi thế mãnh liệt đuổi theo xe Mercedes màu đen trước mặt, vừa muốn nổ súng, tiểu hào ô một tiếng, chân đạp lên thân cây liếu, cơ thể giống như chim én tung người lên, hai chân nặng nề đá đầu một người đàn ông, chợt thay đổi đồng thời, tay đang kẹp châm đọc, phóng về người đàn ông định đánh lén mình, thân thủ rất giỏi thừa dịp có người muốn nổ súng, thân thể bay vọt lên, hai chân trên không trung 360 độ. Như chim chén xà cánh, cầm năm cây châm nhọn trong tay, đâm thẳng vào hai người đàn ông đang chạy như điên tới. Đã nhanh chóng giải quyết xong mấy người. 18, 19, 20. Hai tay của đường khả hình che mặt, nở nụ cười ngọt ngào, nói tiếp chơi trốn tìm sẽ lập tức bắt đầu á. Chấm than. Nếu như bị bắt ai không giữ lời, người đó chính là rùa. Chấm than ngoặc kép, tài xế khẩn trương lái xe, tiếp tục nghe theo chỉ thị của Tiểu Vi cùng Tiểu Hà, đạp chân ga, lượn quanh hồ một vòng lại một vòng, rốt cuộc thấy năm người đàn ông cường chắc dọc theo đường, khuôn mặt lạnh lùng như tử thần, hai mắt lóe sát khí, giơ súng lục lên hướng mình muốn bấm cỏ, hai mắt của anh ta trừng lớn, trên đùi nhanh chóng như muốn nhũn ra, vốn định dừng lại, lại vẫn còn là đạp mạnh chân ga, xông thẳng tới phía trước. 24, 25. Chấm ngoặc kép, đường khả hình cố ý cười, dừng lại một lát, mới có chút chút bướng bỉnh nói, thời gian đã đến. Giết, chấm than ngoặc kép, người đàn ông cầm súng lục lên muốn bắn, phát ra mệnh lệnh, lập tức nhắm ngay trước xe cửa sổ, bấm cò. Năm viên đạn nặng vọt ra, bắn thẳng về phía cửa sổ xe hơi. Hai mắt của tài xế trừng lớn, lập tức ở thì góc độ 180, liền xoay sườn xe, tránh đạn cặp sinh đôi cũng xuất hiện trong nháy mắt, giống như chim yến, cầm dây thừng cứng rắn sắc bén giống loại tàm ti, dũng mãnh ra sức kéo dây thừng, vây quanh cổ của mấy người đàn ông, mạnh mẽ lôi kéo, năm người đàn ông cùng nhau ngã ở trên đường, lại đồng thời mãnh liệt tung người lên, mới chịu dơ súng lục ra thì cặp sinh đôi đã đồng thời bay vọt lên mui xe, một người một tay bên nắm chặt trước xe kính, vừa bay tới đạn lạc côn trùng phía trước huyền thanh chế tạo ra. Đoàn 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 bang bang, chấm than ngoặc kép vô số đạn lạc ở trên đường phun ra khói độc, khiến mấy người đàn ông lập tức lui về phía sau giấu mặt, tránh qua khói độc, liền chạy như bay về phía xe hơi y. 30. Chấm than ngoặc kép, đường khả hinh liền vui vẻ buông hai tay của mình ra, nở nụ cười đứng lên nói, đã đến giờ. Chấm than ngoặc kép, cô liền bị dọa cho phát hoảng, ngẩn ra. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà đồng thời thở hổn hển, thậm chí đầu đầy mồ hôi, giống như chạy 5.000 cây số rồi mệt mỏi vô lực ngồi ở ghế sau, nhìn về phía đường khả hình, cổ họng khô khan, nói chúng tôi thua. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, ánh mắt của đường khả hình trừng lớn, không thể tin nổi nhìn trái nhìn phải cặp sinh đôi, cả người chị em họ đều là mồ hôi, thậm chí mồ hôi trên trán còn tiếp tục lăn xuống, cô thật sự nghi ngờ nhìn họ nói các ngươi. Các ngươi đi ra ngoài sao? Không có, chấm than ngoặc kép, tiểu hà tiếp tục thở dốc trực tiếp thoải mái nói. Vậy, chấm ngoặc kép, Đường khả hình kinh ngạc vươn tay, chỉ mồ hôi nóng trên trán hai chị em, không thể tin nổi cau mày nói, vậy các ngươi. Tại sao giống như chạy mấy ngàn cây em vậy? Tiểu vi nghe lời này, đầu tiên là cười khổ một tiếng, theo bản năng nhìn về phía kính hậu, một chiếc mô tô màu đen, đột nhiên từ xa lái theo con đường cây xanh, theo đuôi xe Mercedes, không đến bao lâu, các chiếc xe màu đen vùng ngoại ô, chạy như bay mà đến, mọi người nhanh chóng bắt đầu dơ súng lên. Lại nữa, chấm than ngoặc kép trong nháy mắt cặp sinh đôi nhanh tay lắp đạn, liền đưa tay che mắt đường khả hình, nói chúng ta lại chơi trốn tìm một lần nữa. Lại từ một đếm đến 120, nếu như cô đếm tới 120, 2 phút mà tài xế chưa tới bệnh viện. Vậy thì phạt nửa năm tiền lương của tài xế cho cô, cộng thêm mago trăm năm trong phòng của tô thiếu gia Chấm than ngoặc kép, tài xế nghe lời này, nắm chặt tay lái, cả kinh kêu nhỏ hả? 2 phút, còn chơi à? đường khả hình có chút không tin kêu lên. Lái xe, chấm than ngoặc kép, cặp sinh đôi cầm tay khả hình lên cho cô tự che mắt, phân phó tài xế. Tài xế không thể làm gì khác lập tức gật đầu, chợt bật điều khiển, cũng nhấn mạnh ga vò thẳng tới con đường đông giao phía trước. Cặp sinh đôi khẩn trương nhìn nhau một cái, ngay sau đó cầm chắc súng trong tay, nhấn cửa sổ xe, ngẩng đầu lên nhìn kính hậu phía trước, bên cạnh 12 chiếc xe gắn máy giống như là mũi tên nhanh chóng vọt tới. Đường tiểu thư, bắt đầu đếm nhé, chấm than ngoặc kép, tiểu vi âm thầm nhìn về phía tài xế, đối với hắn huy động ra dấu tay, nếu như đếm tới ba, lập tức sát dừng xe. Tài xế lập tức gật đầu, tốt, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nữa mỉm cười bắt đầu đếm, một, hai, ba, chấm than ngoặc kép, tài xế chợt thả hai chân, vừa lái rời đi, vừa dậm chân ga, xe chi một tiếng, thắng gấp tại nguyên chỗ, chiếc mô tô bên cạnh chỉ lát nữa là xông thẳng tới. Đúng lúc này cặp sinh đôi, trong nháy mắt nắm chặt một góc kiếng xe, bay ra ngoài, hai chân trên không chung, đá liên hoàn xông thẳng đến nón xe máy, đoàn 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 bang bang mấy tiếng, con đường này hai người lái xe máy, trong lồng ngực chúng chiêu, không kịp la lên, cả người ngay cả xe cũng nặng nề nện ở mặt đất, thậm chí mấy chiếc xe đang xông thẳng cũng bị vấp ngã liên tục, cùng nhau té xuống, lái xe, chấm than ngoặc kép, cặp sinh đôi nhanh chóng đến phân phó tài xế lái xe. Tài xế lập tức chân dậm chân ga, để cho xe trực vọt đi. 20 chiếc mô tô, nhanh chóng đuổi tới. Chấm than, lần này Tiểu Hà cùng Tiểu Vi nhanh chóng mở cửa xe, hai chân ôm hai chân đối phương, nhanh chóng để trên nửa người treo ngược ở hai bên bên ngoài xe, lấy cửa xe làm che chở, tóc trên đầu gần như quét 200 cây liễu nóng rực trên đường. Họ cũng không sợ nguy hiểm, cầm súng ngắn trong tay, hứng gió thổi mạnh, nửa híp ánh mắt sắc bén, bắn bánh xe của xe máy đang chạy tới, đoàn 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 nổ súng đoàn 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 đoàng rầm 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 vô số bánh xe mô tô bị nổ tung cùng chạm vào nhau một chỗ té ngã ở mặt đường âm thanh gì vậy chấm hỏi ngoặc kép đường khả hình vừa đến vừa có chút kinh ngạc nhắm mắt lại hỏi không có việc gì chạy đến tảng đá chấm than ngoặc kép tiểu vi cùng tiểu hà ngồi trở lại vị trí thở hồn hền nhắc mí mắt lên rốt cuộc thấy xe rời khỏi vùng ngoại ô xông vào nội thành rất nhanh sau đó dọc theo phố xá náo nhiệt chạy đi tài xế nhanh chóng dậm chân ga, xe chạy thẳng về phía đèn xanh đèn đỏ, tính toán lại thời gian, còn có 35 giây, anh ta không nói hai lời, lại chạy qua đoạn đường quen thuộc, thậm chí vượt qua đoạn đường người ta đang thi công, phanh sông phá chướng ngại vọt thẳng tới phía trước, dù sao cũng không phải là xe của mình. Rất nhiều cảnh sát giao thông, đoàn xe ô ô ô ô theo sát. Cặp sinh đôi ở lúc đường khả hình đếm tới 35, thì liều mạng lái xe, họ không thể làm gì cố gắng để nén khô rát nơi cổ học, mệt mỏi mà tốt bụng nhắc nhở anh ta nói, anh đã vọt bảy đèn đỏ, đoán chừng anh thêm mấy giây cũng không đủ. Chấm ngoặc kép, tài xế giống như không có nghe được, như cố tính toán thời gian, đạp mạnh chân ga, khiến xe vèo một tiếng, thẳng chui lên đường lớn Tân Hải, trong nháy mắt gần tới giờ, bị sợ đến ở trên đường trái vọt bên phải vọt, thuận lợi vọt vào bệnh viện. 117, 119, 120 Đã đến giờ, chấm than ngoặc kép sau giây cuối cùng tài xế thắng gấp ở trước bệnh viện, chấm than, trong nháy mắt đường khả hình nở nụ cười để tay xuống, rồi lại sợ hết hồn, cặp sinh đôi và tài xế giống như gà trọi đã hết sức, giống như rớt trong nước được vớt lên, mệt mỏi nói không ra lời, mọi người cũng trợn mắt hốc mồm. Hai mắt cô càng trợn to, không hiểu được nhìn ba người này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. chương 940, ba người cùng nhau. Một chiếc xe Ferrari có số lượng hạn chế, vèo một tiếng, như là mũi tên chạy thẳng tới phía trước, cuối cùng thắng gấp ở trước bệnh viện. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi kẻ ô màu lam, quần thường màu đen, ở nơi nghiêm nghiêm mùa hè này, vịch một tiếng, nặng nề đóng cửa xe nhanh chóng chạy lên lầu, Tiêu Đồng Y đã đi ra ngoài đón, anh vừa bước nhanh đi vào trong, vừa khẩn trương hỏi tình huống của Khả Hinh như thế nào rồi. Trong quá trình bị truy sát, em ấy có bị gì không? Không có, chấm than ngoặc kép, Tiêu Đồng vừa đi vào trong cũng vừa khẩn trương nói, chỉ là nghe Tiểu Vi cùng Tiểu Hà nói, đối phương vô cùng lợi hại, thậm chí chính là dùng thủ pháp thái cực, không phải loại võ công bình thường. Liên tục hai lần đuổi bắt, thật may là thân thủ hai người rất giỏi, nếu như không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Trước mắt tạm thời cô ấy không biết tình huống này, trở lại trong phòng bệnh nghỉ ngơi, Tổng Giám Đốc tưởng nghe được tin tức này, cũng vừa đến rồi. Ừ, chấm than ngoặc kép, sắc mặt của Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, hai mắt lóe lên, cả người nhanh chóng bước nhanh dọc theo hành lang thật dài, hướng phòng bệnh khu VIP đi tới. Tưởng thiên lỗi cũng ở đây, dẫn theo bốn người phó tổng, ở hành lang khác, bước nhanh đi tới, vừa lúc thấy Trang Hạo Nhiên, cũng không kịp cho anh ấy sắc mặt tốt, liền bước nhanh hướng phòng bệnh VIP đi tới. Phòng bệnh VIP, hai người nhanh chóng đi qua công viên, đang muốn đi theo hành lang thẳng đi về phía trước, Trang Hạo Nhiên lại trước một bước thấy đường khả hình, đứng ở một bàn trong công viên, mà cáo bệnh nhân màu xanh dương, đi cùng cặp sinh đôi, cùng Tô Thủy Kỳ đang nói gì đó, vừa lúc ánh nắng mặt trời chiếu vào trên mặt của cô, sắc mặt của cô hồng hào, bình an vô sự. Khả hình, chấm than ngoặc kép, mặc dù Trang Hảo Nhiên yên tâm lại, nhưng vẫn là ngẩng đầu lên, không kịp chờ đợi kêu cô. Đường Khả Hinh nghe có ai kêu, quay đầu, cư nhiên thấy Trang Hạo Nhiên cùng tưởng thiên lỗi đồng thời xuất hiện, cô lập tức nhớ tới vừa rồi ở trong phòng nhìn thấy hai người ôm nhau nằm ở trên giường nói chuyện, cả người nổi da gà, liền bước nhanh xoay người khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng xoay người bước nhanh đi về phía trước a à, chấm than ngoặc kép tô thủy kỳ không rõ liền để ý xoay người nhìn về phía đường khả hình đang tăng tốc độ đi nhanh về phía trước mới kỳ quái hỏi chuyện gì xảy ra đường khả hình em đứng lại đó cho anh trang hạo nhiên biết khả hình lần nữa bị truy sát sợ đến trái tim cũng run rẩy lập tức bước nhanh muốn đuổi theo xác định cô có bình an vô sự hay không nhưng bây giờ đường khả hình không cách nào đối mặt với anh cùng tưởng thiên lỗi, thật sự ôm nhau, lập tức nhanh chóng trốn anh, đi đến đường nhỏ trong núi giả, nhanh chóng đi về phía trước. Trang hạo nhiên mắt thấy cô gái nhỏ này muốn chạy trốn, trong nháy mắt anh chống tay lên rào chắn bên hành lang, tung người lên, rẽ đường nhỏ hướng phía trước chặn cô lại, tô thủy kỳ cầm cuốn hồ sơ bệnh lý, cao mày nhìn trang hạo nhiên bước đi như bay, rồi lại nhảy lên, trong nháy mắt anh giật mình trước trách bác sĩ nổi lên có chút tức giận nhìn về phía Hàn Văn Kiệt đang chậm rãi đi tới, nói anh ấy không phải mới vừa giải phẫu không đến hai ngày. Anh ấy cho là chuyện giỡn hả? Những bệnh nhân trong phòng này thật là kỳ quái. Mọi người cậy vào thân phận cao quý của mình, muốn đi thì đi, muốn trở về thì trở về. Bệnh viện là nơi nào hả? Khách sạn sao? Chấm than ngoặc kép. Hàn Văn Kiệt nghe, chỉ là nhàn nhạt xoay người, nhìn về phía bọn họ, mỉm cười. Đường khả hình nhanh chóng vòng quanh núi giả, muốn vòng qua hồ xanh nuôi cá chép, bước đến hành lang đi tới phòng bệnh mình. Trong nháy mắt, một bóng người màu xanh lam lướt qua, nhanh chóng xuất hiện. Bước chân của cô dừng lại, nhìn Trang Hạo Nhiên trước mặt, hôm nay còn mặc áo sơ mi kẻ ô màu lam mát mẻ cùng quần tây dài đen, đầu đầy mồ hôi nhìn mình, cô a hát một tiếng, rít lên, nhanh chóng đẩy anh ra, thật nhanh muốn hướng phòng bệnh đi tới, nhã tuệ, Trần Mạn Hồng, Tiểu Nhu, thậm chí còn có tô lạc hành chờ mọi người dối rít tò mò đi ra, đứng ở đầu hành lang, nhìn phía trước mặt xảy ra chuyện gì khả hinh em chạy cái gì à chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức nắm chặt cánh tay của đường khả hinh khẩn trương kêu lên em nghe anh giải thích đây là một hiểu lầm chấm than ngoặc kép hiểu lầm đường khả hinh vừa nóng vừa giận vừa xấu hổ ngẩng đầu lên lặp lại lời nói của anh mặt đỏ lên nói một lần là hiểu lầm hai lần không lẽ còn là hiểu lầm hai người đàn ông lại ôm nhau nằm ở trên giường chấm than anh đừng nói với em, các ngươi đang nói chuyện lý tưởng cuộc sống. Chấm than ngoặc kép, lời vừa nói ra, tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả liền quay đầu, khiếp sợ nhìn tưởng thiên lỗi bên kia. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, bây giờ cũng không có cách gì chỉ thở dài một hơi. Bà cô của anh ơi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhất thời gấp gáp khẩn trương nhìn về phía đường khả hình, nắm chặt cổ tay của cô, bất đắc dĩ nói tâm ý của anh đối với em, em còn không biết sao. Em biết mình nói gì không? Em chính là bởi vì hiểu rõ, cho nên mới khiếp sợ. Chấm than ngoặc kép, đường khả hình thật không chịu nổi, tức giận ngẩng đầu lên, nhìn về phía người yêu, lúc em và anh ta cùng một chỗ, nhìn hai người ôm nhau. Em và anh đi chung với nhau, lại gặp hai người ôm nhau. Còn ôm không nỡ buông tay như vậy, không bằng lấy nhau cho rồi, ba người chúng ta cùng ôm một chỗ. Để mọi người khỏi dối rắm như vậy. Không nên nói giỡn như vậy. Chấm than, em chỉ có thể ôm anh, làm sao có thể ôm anh ta, Trang Hạo Nhiên trực tiếp nói ra. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, liền cười một tiếng khôi hài, tức giận nói, anh cũng cùng với anh ta ôm nhau, còn để ý em cùng anh ta ôm nhau sao? Nếu không phải vậy thì anh tính như thế nào? Chấm than, 357 của em hả, 246 của hai người, chủ nhật mọi người cùng ngủ hả? Chấm hỏi ngoặc kép, anh không có vậy, Trang Hạo Nhiên thật sự là gấp đến độ dơ chân, vội vàng giải thích đều là anh ta nhào tới anh. Chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi nghe lời này, nhanh chóng nhìn về phía trang hạo nhiên cau mày nói, cái gì tôi nhào tới cậu? Rõ ràng là cậu nhào tới tôi, tôi không đỡ được mới ngã xuống giường. Chấm than ngoặc kép, này, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên quay đầu, gào lớn anh ta. Các người thật sự đáng ghét, chấm than ngoặc kép, đường khả hình phát điên tức giận nắm chặt quả đấm, đau lòng kêu to lên, ngay cả chút cảm giác an toàn anh cũng không có cho em. Vừa rồi đã trải qua ranh giới sống chết, thật vất vả còn sống, nhưng mọi người lại dối vì chuyện này, là sao hả? Chuyện này không có giải quyết, chuyện khác đã tới rồi. Chúng ta mới quen biết nhau nhau là ba năm trước đây, nhưng nhân tài từ trong biển được vớt lên, liên tiếp nhiều chuyện xảy ra như vậy, ngay cả thời gian nói chuyện với anh cũng không có. Em nóng lòng, lo lắng cái này, lo lắng cái đó, cuối cùng sáng nay nhìn anh đi ra ngoài, tâm sự nặng nề như vậy, em lo lắng không biết anh đã gặp phải chuyện gì, chịu đựng đau đớn đi thăm anh, anh tốt rồi. Xem ra lo lắng của em là dư thừa, hai người ôm nhau một chỗ, ân ái như vậy. Nếu như mà biết rõ là như thế này, còn không bằng em mở ra bình rượu đỏ ký, tự mình một người uống cạn chết đi coi như xong chuyện rồi. Chấm than ngoặc kép, trong đầu của tưởng thiên lỗi như bị người dùng tảng đá đập mạnh lên. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, trang hạo nhiên cũng trầm mặc, nhìn về phía đường khả hình. Có lẽ trong lòng của đường khả hình áp lực nặng nề, mắt thấy tranh tài sắp tới, tay mình lại bị thương, làm cho lão sư đau lòng như vậy, mình cũng vô cùng áy náy, hơn bởi vì chuyện của Uyển Thanh, cô cảm thấy tất cả đều là bởi vì mình, nếu như không phải là bởi vì mình, tất cả mọi người sẽ không có việc gì. Nhắc tới chuyện này, anh lại muốn hỏi em, chấm ngoặc kép, vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên nghiêm túc hẳn lên, nhìn về phía đường khả hình ngay sau đó đường khả hình ngẩng đầu lên nặng nề thở gấp nhìn về phía anh đôi mắt của trang hạo nhiên đảo vòng nhìn về phía đường khả hình mang theo một chút lành lạnh hỏi làm sao em biết bình rượu đỏ kia có độc ngoặc kép chấm chấm ngoặc kép đôi mắt của đường khả hình nháy nháy nhất thời có chút bối rối lóe lên nhìn về phía anh trang hạo nhiên nhàn nhạt, nhạt nhìn chằm chằm đường khả hình hơn nữa giọng nói chút nặng nề hỏi ai nói cho em biết có phải là em đã cùng ai thỏa thuận gì không hả không có, không có, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên hít mắt, không tin nói, không có. Em vì một người không có liên quan, tự mình làm chủ tính uống hết bình rượu đỏ kia, sau đó bỏ lại một mình anh. Có đúng hay không? Chấm hỏi ngoặc kép, anh có chút tức giận. Đường Khả Hinh nghe lời này, lập tức đau lòng ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh nói, anh có ý gì? Bây giờ anh đã làm chuyện như vậy rồi, bây giờ lại quát em hai mắt của cô đỏ bừng. Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên trầm mặc dừng lại một lát, nhìn bộ dáng đau lòng của cô, nhưng giọng nói vẫn nhẹ lại, bất đắc dĩ nhìn về phía cô, nói, vậy em nói cho anh biết, ai nói cho em biết bình rượu đỏ này có độc. Tự em đoán ra, đường khả hình nhanh chóng nói. Trang Hạo Nhiên hít mắt về phía cô. Không tin thì thôi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lần nữa gạt tay anh ra, tức giận nói, em lười phải với nói anh chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên nhanh chóng kéo cổ tay của cô lại. Làm gì hả, chấm hỏi ngoặc kép, cổ tay của đường khả hình bị kéo tới đau đớn, nhất thời ngẩng đầu lên, tức giận nhìn về phía anh nói, anh kéo tay em đau. Trang hạo nhiên nghe, vội vàng tay lỏng một chút, đau lòng nhìn về phía cô, nói, khả hình, chuyện này rất quan trọng. Nói cho anh biết, ai nói cho em biết chai rượu đỏ có độc, rốt cuộc em cùng ai đã có hiệp nghị đáng sợ như vậy em cư nhiên đồng ý lời của hắn ta đi tìm chết. Em nhìn thấy các người ôm nhau, em lại muốn đi tìm chết. Hai mắt của đường khả Hinh đỏ bừng, sợ hãi nói ra này câu, liền làm bộ đẩy anh ra, bước nhanh hướng bên trong bệnh viện đi. Khả Hinh chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên trong lúc nhất thời, đứng ở đường nhỏ, đón ánh mặt trời, khẩn trương cùng gấp gáp nhìn về phía bóng lưng của cô, đau lòng nói cả đời này, khát vọng duy nhất là có một ngày có thể nói với toàn thế giới anh yêu em anh nguyện ý vì giấc mộng này, vượt qua tất cả khó khăn. Đường khả Hinh sửng sốt đứng dừng tại chỗ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía chậu hoa tươi treo ngược phía trước, bươm bướm đang vây quanh phấn hoa. Mọi người ở đây đều trầm mặc nhìn anh. Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên ướt át, nhìn về phía cô sâu kín nói, anh nguyện ý vì cuộc đời này cơ thể em được khỏe mạnh, an toàn vui vẻ, mà bỏ ra tất cả cố gắng. Lúc em rơi xuống biển được cứu lên đến bây giờ, còn chưa tới 48 tiếng, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy em có biết bây giờ trong lòng anh nóng như lửa đốt quả thật chúng ta rất may mắn biết ha ha ta 3 năm trước nhưng anh chỉ đè nén đau đớn cùng cảm ơn càng không ngừng bận rộn xử lý chuyện quan trọng nhưng mỗi khi phát hiện cách chân tướng một bước em liền nguy hiểm hơn em có biết anh đau lòng và gấp gáp ra sao không đường khả hình nghe lời này trong lòng ấm áp chậm chạp xoay người hai mắt tràn đầy nước mắt dịu dàng nhìn về phía anh ngoặc kép chấm Chấm ngoặc kép, Trang hạo nhiên cũng dừng lại một lúc lâu, mới nhìn đường khả hinh, đè nén đau lòng nói, vừa rồi anh cho là em đã xảy ra chuyện, lập tức lái xe chạy tới, nhìn em đứng ở dưới ánh nắng mặt trời, gương mặt đỏ bừng, dịu dàng đáng yêu, anh mới thả lòng. Hai ngày nay anh mệt mỏi ngay cả ôm em một cái cũng không có cơ hội. Nhưng chỉ cần anh muốn đến, lại có người muốn em đi chết, trong lòng anh liền sợ, chẳng lẽ lúc đó em không nghĩ tới anh sao? Không có chút nào tới anh sao? không có em, anh thật sự không muốn sống. Anh sống không nổi đâu. Chấm ngoặc kép. Đôi mắt của đường khả hình lại lóe lên nước mắt trong suốt, thâm tình nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên cũng yêu thương nhìn cô, dừng lại một lúc lâu, mới bước lên cỏ xanh mềm mại kia, đi tới trước mặt cô, dịu dàng đưa hai tay ra, bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn trái xoan của cô, hai mắt lưu chuyển, nghĩ vừa rồi mới xảy ra chuyện giật thoát tim như vậy, có ảnh hưởng cơ thể của cô hay không, liền cúi đầu xuống, nhẹ đụng cái chán của cô, cưng chiều cùng yêu thương mà đau lòng hỏi, từ khi đi khỏi nhà anh tới bây giờ vẫn ổn chứ? Nước mắt của đường khả hình chảy xuống, lại khéo léo dịu dàng gật đầu một cái. Có cảm thấy cơ thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Trang hạo nhiên vẫn là không yên lòng hỏi, đường khả hình lắc đầu một cái. Trang hạo nhiên nghe lời này, liền yên lòng gật đầu một cái, lại chờ cảm giác lồng ngực của mình một trận đau đớn mãnh liệt, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, trên trán mồ hôi tràn ra ngoài, lại biết hai ngày bởi vì mình sơ sót mà để cho cô bị uất ức, liền cảm thấy cổ họng khô khan, ôm cô vào lòng, khẽ hôn lên trán của cô một cái, lúc này mới có chút bất đắc dĩ nói, rốt cuộc là không có cảm giác an toàn cỡ này, để cho em cảm thấy anh sẽ cùng một người đàn ông ở chung một chỗ. Đứa ngốc, đường khả hình nhất thời im lăng cúi đầu, hít hít lỗ mũi đỏ bừng, không dám lên tiếng. Trở về phòng bệnh an ủi em, chấm hỏi ngoặc kép. Trang hạo nhiên cúi đầu xuống, liên tục hôn cái mũi của cô, nói ra những lời này, đầy quyến rũ mà cười rồi. Đường khả hình cũng không nhịn được ngọt ngào ôm cổ của anh, vẻ mặt nở nụ cười ngọt ngào. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 940